Lan gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, Yến buộc phải thế chỗ em gái song sinh tiếp tục hợp đồng người mẫu. Yến gặp lại Thịnh sau 4 năm, anh lạnh nhạt vì cô từng chê anh nghèo hèn. Cô không hiểu những lời anh nói, càng không thể công khai thân phận thật sự. Sự xuất hiện bất ngờ và nham hiểm của Phong vô tình giúp Yến nhìn thấu dã tâm của mẹ ruột. Liệu Lan có thể tỉnh lại, trả lời tất cả thắc mắc của Yến hay không? Hôm nay Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 1, bộ truyện độc quyền của tác giả An An, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong số những khách hàng vừa đáp chuyến bay từ Ý trở về, một cô gái vội vàng kéo theo hành lý, chạy một mạch ra ngoài, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang cùng với cặp kính mắt dày cộm, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tài xế taxi liếc nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, cảm thấy cô gái phía sau có chút kỳ quặc. Trời đang nắng nóng nhưng từ trên xuống dưới đều mặc kín mít lên xe rồi vẫn không bỏ mũ ra điện thoại đang phát tin tức về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra hôm qua tài xế có hứng thú bắt chuyện cho đỡ tẻ nhạt chép miệng nói cô người mẫu này nổi đình nổi đám bị thương như vậy chắc phải giải nghệ rồi tiếc quá người phía sau vẫn không có phản ứng tài xế hắng giọng tập trung lái xe màn hình điện thoại chuyển sang bản tin khác mở đầu vẫn đề cập đến vụ tai nạn nghiêm trọng đang thu hút lượt theo dõi lớn Cô nói bệnh viện này đúng không? Vâng. Tài xế nhìn cô gái chưa kịp nhận lại tiền thừa đã biến mất, không khỏi thở dài, đi cả đoạn đường xa như thế, đến nơi chỉ nghe đáp lại một tiếng vâng. "Yến?" "Chị Long." Chị Long chưa gặp cô lần nào, nhưng làm quản lý cho Lan gần 10 năm, nhìn dáng người cùng với đôi mắt liền nhận ra cô. "Đi theo chị." Lan gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng đang bất tỉnh, báo chí đăng tin rầm rộ thời điểm lan ở trên đỉnh cao sự nghiệp sau một đêm mọi thứ đều tan biến yến đang ở ý tức tốc quay về cô luôn là cái bóng của em gái không thể lộ diện vì khuôn mặt của yến và cô gái nằm trên giường bệnh thật sự rất giống hai người họ là chị em sinh đôi em ấy vẫn chưa tỉnh sao bố mẹ yến cũng đang có mặt ở trong phòng chị long lắc đầu buồn bã đáp em ấy hôn mê từ đêm qua tới giờ bác sĩ nói tình hình không được khả quan lắm có thể Lan sẽ như vậy đến suốt đời. Yến lào đảo khi tiếp nhận thông tin này, cô nhìn em gái nước mắt tự động chảy ra. Từ nhỏ, Lan đã có tố chất và yêu thích kết được mẹ cho đi học thêm ở trung tâm từ lúc 5 tuổi. Cô giáo nhận đỡ đầu cho Lan là một người mẫu có chút tiếng tăm, giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng. Dần dần, Lan bắt đầu có sâu diễn, tính đến nay cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, có thể nói sự nghiệp đang lúc rực rỡ nhất thì xảy ra tai nạn vì em gái kiếm được ra tiền từ sớm nên bố mẹ rất yêu thương yến nhiều lần cảm thấy bất bình cho em gái khi mẹ liên tục nhận sâu khiến cho lan không có thời gian nghỉ ngơi có lần phải kiệt sức nhập viện yến vì thế mà cũng bảo lưu để đi học thay cho em gái là chị em sinh đôi nhưng nơi nào có lan cô không được phép xuất hiện phải làm bản thân khác đi không được giống em gái trừ lúc ở trường Yến đã sống như cái bóng đến ngày hôm nay vì cả gia đình cô sống từ tiền của em gái kiếm được. Bố mẹ cô trước kia đều là giáo viên, nhưng từ khi Lan nhận được nhiều hợp đồng, gia đình cô cũng từ đó mà đổi đời. Năm ngoái, bố mở thêm một cửa hàng nội thất, từ căn nhà cấp 4 bình thường chuyển sang biệt thự, tất cả đều từ mồ hôi công sức của Lan. Trong tuần này, mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện để đưa Lan về nhà chăm sóc ở bệnh viện để cánh nhà báo biết được tình hình của con bé những hợp đồng đã ký rồi chúng ta phải bồi thường mẹ để em ấy ở đây đi hoặc thuê điều dưỡng chăm sóc ở bệnh viện có máy móc hiện đại và bác sĩ sẽ con nghe không hiểu sao bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của lan là rất thấp dù thấp nhưng vẫn còn hy vọng mà em ấy vừa mới trải qua tai nạn cơ thể cần thời gian để phục hồi cho con qua ý du học để con nói mấy câu ngớ ngẩn đấy à đợi đám nhà báo kia biết em con là người thực vật con lấy gì đền hợp đồng đấy hả lúc này mẹ không lo cho lan chỉ nghĩ đến chuyện đền hợp đồng mẹ bóc lột em ấy mười mấy năm nay chưa đủ hay sao trên mặt yến vừa xuất hiện năm dấu ngón tay bố cô ngồi đó bất mãn thở hắt ra trong phòng vang lên tiếng mắng nhiếc của mẹ lan vì ai mà phải làm việc cật lực chẳng phải vì cái nhà này sao mày có dùng tiền của em mày không mày được đi du học là lấy tiền từ đâu, mày dám trách mẹ à? Mẹ thừa biết tại sao con phải đi du học, mẹ luôn muốn con rời khỏi đây, mẹ muốn con mãi mãi là cái bóng của em ấy. Bị con gái nói chúng tim đen, bà Tình tức đỏ mặt, những năm qua bà ta xem Lan như quả trứng vàng đem lại may mắn cho gia đình này, hợp đồng liên tiếp đến tay, số tiền mà Lan kiếm được vượt qua tưởng tượng cả đời này mà bà Tình cũng không dám nghĩ đến, vì dành quá nhiều sự quan tâm cho Lan nên Yến vô tình bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Cô rất thương em gái, trên sân khấu lộng lẫy xinh đẹp được nhiều người hâm mộ, nhưng đằng sau phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chị Long im lặng nãy giờ lên tiếng. Lan còn vài hợp đồng chưa giải quyết xong. Em ấy là người rất có trách nhiệm trong công việc. Chị biết, em cũng không muốn Lan thành ra thế này. Nhưng hiện tại, chúng ta nên xử lý ổn thỏa mọi chuyện để tránh làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Lan. Em giúp Lan đi giúp em gái mình hoàn thành giấc mơ còn đang giang dở em chỉ là tạm thời thay thế thôi chị cũng giống em tin là may mắn sẽ mỉm cười với lan chúng ta phải duy trì sự nghiệp của lan đến khi em ấy tỉnh lại yến chỉ giống lan về khuôn mặt và dáng người cô hoàn toàn không có kỹ năng hay kinh nghiệm gì muốn thay thế em gái không phải chuyện dễ bà tình thấy cô không đồng ý thì nổi giận nói nặng lời mày không giúp được gì cho cái nhà này thì thôi Đến cả Lan mày cũng không giúp Có phải là mày muốn sự nghiệp của nó Bị hủy hoại thì mới vừa lòng đúng không Còn có một điều kiện Mày còn dám ra điều kiện à Lan phải được chăm sóc chu đáo Mẹ muốn đưa em ấy về nhà Thì phải thuê điều dưỡng riêng Phải có bác sĩ theo dõi tình hình của Lan Chuyện này Chị Long nháy mắt bà tình Đang ợp ờ lên đồng ý Được Bố mẹ cũng không để Lan phải nằm như thế cả đời dù có tốn bao nhiêu tiền để em gái con tỉnh lại, mẹ cũng không tiếc. Trước khi yến về nước, bà Tình và chị Long đã có thỏa thuận với nhau trước để cô thay thế Lan tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng cho hai người họ. Tin tức Lan gặp tai nạn sau một tuần dần lắng xuống, những bức ảnh cô nằm viện đang dần dần hồi phục làm người hâm mộ yên tâm, ai cũng nói cô mạng lớn, tai nạn nghiêm trọng như vậy nhưng mà hồi phục rất nhanh. Chị Long làm quản lý cho Lan gần 10 năm hiểu quá rõ tính cách của cô yến và em gái hoàn toàn trái ngược nhau trong khi lan là người an phận thủ thường không muốn xích mích với ai nên có phần dễ thao túng còn yến tính cách mạnh mẽ thấy chuyện không đúng sẽ bất bình ý kiến chị long đào tạo cô gần nửa tháng tốn không ít công sức yến phải cắt mái tóc dài nhuộm màu nâu khói cho giống lan cô phải học cách trang điểm đi đứng nói chuyện khi gặp đồng nghiệp bà tình nghĩ ra một cách để tránh mọi người nghi ngờ thông báo rằng sức khỏe của Lan đang hồi phục tốt nhưng bị mất trí nhớ tạm thời. Ở vào vị trí của em gái, Yến cảm thấy không có sự riêng tư. Chị Long kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả điện thoại. Có tin đồn nào nổ ra, chị ta đều nhanh chóng xoay sở được. Người em gặp tối nay là đạo diễn Ninh. Em lấy lòng anh ta một chút, vai nữ chính trong dự án sắp tới của anh ta còn để trống. Nếu em vào vai này, nhất định sẽ tạo sức hút truyền thông lớn. Chị muốn em lấy lòng bằng cách nào? Trong lúc ăn tối Em cố gắng mời rượu anh ta Nói chuyện dịu dàng một tí Nếu anh ta đi với bạn Bọn họ có nói gì em cũng mỉm cười cho qua Đừng để ý Lúc trước Lan cũng phải làm những chuyện này hay sao ạ à? Lan rất giỏi trong khoản xã giao Nên mấy đạo diễn rất thích con bé Lấn sân sang lĩnh vực này Tuy là người mới Nhưng mà khả năng diễn xuất của Lan rất ổn Chị sẽ mua bài tạo hiệu ứng truyền thông Tin tức em đi ăn tối với đạo diễn Ninh nổ ra mọi người sẽ nghĩ em là nữ chính phim mới của anh ta yến nhìn chằm chằm vào bộ váy cúp ngực được chị long chuẩn bị trầm ngâm không đáp càng tiếp xúc với những người mà lan phải gặp gỡ cô cảm thấy có quá nhiều mặt tối muốn có vai diễn thì phải thân thiết lấy lòng đạo diễn những hợp đồng mà lan đã ký đa số là hợp đồng quảng cáo không có show diễn nhờ vậy chị long có thời gian đào tạo thêm cho yến nó có chịu đi gặp đạo diễn ninh không yến đồng ý rồi cô chú ý đến nó đừng để xảy ra chuyện lan thế nào có tiến triển gì không vẫn vậy bác sĩ đã nói rồi không có hy vọng gì đâu bà tình không yên tâm trước khi yến đi gặp đạo diễn ninh gọi cho chị long hỏi thăm bọn họ đã móc nối quan hệ tốn không ít tiền mới hẹn gặp được đạo diễn ninh đáng lý gặp nhau hôm trước nhưng lan xảy ra tai nạn hôm nay đạo diễn ninh mới có thời gian hẹn gặp lại yến mặc bộ váy chị long chuẩn bị trang điểm nhẹ nhàng giống phong cách của lan nhưng thần thái khác biệt quá rõ ràng đôi mắt của yến rất sắc không phải kiểu nhu thuận dịu dàng như lan em sẽ gặp riêng đạo diễn ninh còn chị ở bên ngoài em yên tâm không có chuyện gì đâu vâng đi thôi nhà hàng là do chị long đặt yến không thích ăn món nhật nên mấy nhà hàng kiểu như thế này cô chưa từng tới phục vụ dẫn cô vào một phòng riêng bên trong chưa có ai yến là người đầu tiên tới bộ váy của cô không thích hợp để ngồi kiểu này làm cô không thoải mái Chị Long đặt bàn Tất nhiên biết nên chọn trang phục thế nào cho phù hợp Yến có cảm giác chị ta cố tình 20 phút trôi qua Đạo diễn Ninh vẫn chưa tới Yến đói bụng nhưng chị Long không cho cô gọi món trước Mấy hôm nay cô bị ép giảm cân Để bằng số cân của Lan Em gái cô mỗi ngày chỉ uống nước ép và ngũ cốc Đến việc ăn uống cũng chịu sự quản lý của chị Long Yến đói hoa cả mắt Ly nước trên bàn đã uống hết sạch Trong giới Lan đã có tiếng tăm suốt cuộc đạo diễn ninh là người có quyền lực tới mức nào mà không tôn trọng em gái cô cửa phòng cuối cùng cũng đã có người mở yến căng thẳng ngừng cao đầu làm theo tất cả những gì mà chị long chỉ dạy trong nửa tháng qua nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bước vào lớp mặt nạ trên người cô như bị anh xé rách thịnh mà cô quen và người đàn ông này không hề giống nhau chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấm áp đã biến thành một người có cái nhếch môi lạnh lẽo đáng sợ không ngờ sau mấy năm gặp lại cô và thịnh lại trở nên xa lạ như thế này đây anh nhìn cô gái đối diện thần sắc rất tốt chẳng ai nghĩ nửa tháng trước cô vừa trải qua một trận tai nạn kinh hoàng anh cười nhạt lên tiếng cô đúng là không dễ chết cảm ơn anh đã quan tâm tôi đang đợi đạo diễn ninh không biết anh có đi nhầm phòng không không nhầm tôi là nhà đầu tư của dự án này cô muốn có vai nữ chính nên lấy lòng ai biết rồi chứ Nghe nói cô rất biết cách lấy lòng đàn ông Anh có cần phải mỉa mai tôi như vậy không? Chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ Cô không biết bằng cách nào Thịnh có thể trở thành nhà đầu tư của bộ phim này được Bộ vest mà anh ta đang mặc là hàng thủ công Chiếc đồng hồ kia cũng không phải đồ giả Có phải Thịnh cũng giống như cô Đang giả danh một người nào đó Ánh mắt hoài nghi của Yến khiến anh cảm thấy khó chịu Bây giờ anh đã không còn là một tên nghèo kiết xác như 4 năm trước những người từng khinh thường anh, có cô gái này đều phải bất ngờ. Tôi không nhớ mình là bạn với cô. Chỉ nhớ của anh kém hơn tôi rồi. Tôi gọi đồ ăn được chứ. Yến đói sắp ngất, nghĩ tới nước ép, cổ họng lại nhượng lên mùi cần tây. Cô không ăn được sashimi, nhưng đói quá phải ăn thôi. Thịnh nhìn cô gắp miếng cá hủi bỏ vào miệng, lông mày hơi nhướn lên. Lòng người còn thay đổi được, huống gì sở thích. Anh cười cười, siết chặt ly rượu đang cầm, yến gọi rất nhiều món nhưng chỉ có một mình cô ăn đây mới chính là cô ăn uống không cần câu nệ giữ kẽ mỗi lần thấy cô trên tv dịu dàng nhỏ nhẹ trông giả tạo vô cùng tôi đến đây không phải để xem cô ngồi ăn tối anh đợi một lát tôi sắp xong rồi yến không phí phạm đồ ăn một mình xử lý hết cô là người mẫu không cần giữ dáng hay sao thịnh có hơi ngạc nhiên với sức ăn của cô giống như đã bị bỏ đói nhiều ngày Bộ váy chị Long chuẩn bị kích thước quá bó Yến ăn xong bị kích eo thở không nổi Cô ngồi thẳng lưng hắng giọng nói trước Bữa ăn này tôi mời Cô tự gọi tự ăn Thì không tính là mời Cô ăn không nghẹn Nhưng Thịnh nói một câu nghẹn không nói nên lời Cô không biểu diễn kỹ năng của mình sao Tôi có rất nhiều kỹ năng Không biết anh Thịnh đây muốn xem kỹ năng nào Cái nào cô giỏi nhất Thì lấy ra dùng Ở đây không thể kết hoác Hẹn anh hôm khác vậy thịnh gác tay lên ghế đánh giá cô anh muốn cho những người đang hâm mộ cô thấy được đây mới chính là con người thật của lan không phải loại phụ nữ mong manh yếu đuối như trên tivi anh lại tiếp tục mỉa mai khả năng diễn xuất của cô rất tốt không tham gia đóng phim thì phí mất nhân tài cảm ơn lời khen của anh ngoài diễn xuất ra tôi còn là người giữ lời hứa không phải như một số người yến giật mình khi vừa dứt lời ly rượu trên tay thịnh bị ném xuống đất Ánh mắt anh biến đổi trong tích tắc Những đường tơ máu đáng sợ khiến Yến bối rối Cô không biết mình nói sai ở điểm nào Hôm đó anh đã không tới Thịnh chính là kẻ không giữ lời Phục vụ nghe tiếng động gõ cửa muốn thu dọn Nhưng Thịnh không cho vào Anh cười nhạt nói với Yến Cô tự mình dọn sạch chỗ này Vài nữ chính tôi sẽ cân nhắc Chị Long nói với cô Chỉ cần đi ăn tối với đạo diễn Ninh Chị ta sẽ lén chụp ảnh mua bài tăng nhiệt cho Yến Cô không có kinh nghiệm diễn xuất, tính tình cũng không nhún nhường để làm mấy việc này. Nhưng vì em gái, cô phải bỏ kiêu ngạo của mình xuống. Cô sẽ duy trì mọi thứ đến khi Lan tỉnh lại. Bộ váy Yến đang mặc ngoài đẹp ra chẳng được lợi ích gì khác. Cô không thể ngồi xổm chật vật cuối người, nhặt từng mảnh thủy tinh dưới đất, bỏ vào chiếc khăn ăn. Nhìn cô lúc này như đang quỳ dưới chân thịnh. Ánh mắt thịnh nóng dần lên. Những lời đạo diễn ninh nói quả không sai. Cô rất biết cách khơi gợi sự chú ý của người khác dùng thân thể cùng với khuôn mặt xinh đẹp của mình để từng bước leo lên vị trí như hiện tại yến không thể đọc được suy nghĩ trong đầu thịnh thì ra là anh muốn nhìn thấy cô trở nên thảm hại trước mặt anh thì ra là năm đó anh đối với cô chẳng có tình cảm gì lơ đãng vài giây mảnh thủy tinh bén nhọn đâm vào ngón tay yến một giọt máu đỏ thẫm nhanh chóng xuất hiện cô chỉ đang diễn cho anh xem thôi thấy anh không còn là thanh niên nghèo khổ nên cô đang lợi dụng sự thương hại khiến anh ngốc nghếch bị lừa như năm đó thịnh cười nhạo khả năng diễn xuất tài tình của cô đã vừa khiến anh lung lay yến rút khăn giấy lau tay xử lý qua loa rồi nói tôi nhặt xong rồi sẽ có người liên hệ với cô thịnh nói xong đứng lên không thèm nhìn yến xoay người bỏ đi cô nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên bàn trái tim cũng tan vỡ theo lần duy nhất trong đời cô sống cho chính mình là bốn năm trước cô thích người đàn ông vừa rồi ngày cô muốn thổ lộ sự thật mình không phải là Lan Thì anh lại không đến Không có lý do, không một lời giải thích Bốn năm sau gặp lại Cô vẫn mang thân phận là Lan Còn anh đã thay đổi quá nhiều Thịnh chưa về sao? Cậu ấy vừa về thưa bà Cậu Thịnh hình như có uống rượu Bà Trung nhìn lên tầng hai ngẫm nghĩ gì đó Rồi chậm rãi đi lên Thịnh chán trường Nhắm mắt ngồi ngả lưng ra ghế Nghe tiếng gõ cửa mới khôi phục vẻ mặt bình thường đứng lên bà nội, con uống rượu đấy à? con có uống một chút. tivi trong phòng thịnh đang mở một chương trình quảng cáo. bà trung nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, thì trong lòng không khỏi thở dài. cháu trai bà thích con bé này, có mỗi đoạn quảng cáo xem đi xem lại mấy năm nay. thịnh để bà nội vào phòng, màn hình tivi cũng vụt tắt. sao bà còn chưa ngủ à? bà già rồi khó ngủ lắm. cô gái vừa rồi tên là gì ấy nhỉ? lan à. Vâng Con thích người ta đúng không Không ạ à? Con không qua được mắt bà đâu Bà nhìn là biết con thích con bé đó Con không thích cô ấy Thịnh khẳng định lại lần nữa với bà nội Bà Trung nhìn ngắm đôi cháu trai cao giáo phong độ Nở nụ cười mãn nguyện Thịnh lưu lạc bên ngoài nhiều năm Nhưng con cháu của nhà họ đoàn Vừa nhìn là đã biết Từng đường nét trên khuôn mặt anh Rất giống người cha quá cố Sau khi tìm được cháu trai Nỗi nhớ con của bà Trung cũng vơi đi từng sợ nhà họ đoàn không có người nối dõi bà trung không đêm nào ngủ được cho đến khi tìm thấy thịnh cũng vì năm đó con trai bà và mẹ thịnh quen nhau nhưng khoảng cách về địa vị quá lớn nên bà trung đã âm thầm chia rẽ hai người cho mẹ con thịnh một số tiền rời khỏi đây việc làm của bà tưởng sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai nhưng không ngờ vụ tai nạn vào mười mấy năm trước đã khiến bà mất đi cả con trai lẫn con dâu lúc này bà trung mới lục tìm khắp nơi tin tức của mẹ con thịnh ông trời cuối cùng cũng không tuyệt đường nhà họ đoàn để cho bà có được một đứa cháu trai khỏe mạnh thông minh hối hận về sự vô trách nhiệm cùng với việc làm cố chấp của mình bà trung dành hết tình thương cho thịnh giao cả sự nghiệp nhà họ đoàn cho anh quản lý công ty thương mại và truyền thông toàn cầu có tiềm lực mạnh về tài chính trong những năm qua đã không ngừng phát triển con cũng nên cưới vợ đi có thêm người cho vui nhà vui cửa bầu bạn với bà già này bà thấy con bé đó cũng được xinh đẹp dịu dàng rất hợp với con cô ấy trên tivi và ngoài đời là hai người khác nhau bà đừng bị vẻ đẹp bên ngoài đánh lừa hai đứa quen nhau à thịnh không muốn chia sẻ những chuyện trong quá khứ với bà nội nhưng vừa buột miệng nói ra nên không giấu được nữa hồi đại học bọn con có quen trễ rồi bà về phòng đi ngủ đi ạ ừ Lần sau con uống ít thôi nhá Vâng con đưa bà về phòng Bà tự đi được Nói vậy nhưng bà Trung vẫn thích cháu trai quan tâm tới mình Đưa bà nội về phòng xong Thịnh cũng thay quần áo rồi đi ngủ Rất lâu rồi anh không nằm mơ thấy cô gái đó nữa Nhưng đêm nay cô ấy lại xuất hiện Chị Long không biết Yến và Thịnh từng là người quen Thấy anh đến gặp cô mà không phải là đạo diễn Ninh Trong lòng có nhiều suy đán Nhưng vui mừng là chính nghĩ rằng yến vừa thay thế lan vẫn may đã đến khả năng diễn xuất yến không có nhưng trước mắt phải lấy được vai diễn này cậu ta nói sẽ cân nhắc thật sao vâng như vậy tốt quá rồi chị thấy em rất may mắn đấy yến lần đầu tiên của em xuất hiện đã nhận được một dự án phim lớn lan mà biết chắc vui lắm em ấy đã mong đợi được nhận vai diễn này từ khi dự án mới công bố nhưng em và cậu thịnh gì kia có thật chỉ là mới gặp nhau lần đầu không yến lảng tránh câu trả lời thắc mắc hỏi không phải chị nói chỉ cần em đi ăn tối với đạo diễn ninh để tạo hiệu ứng truyền thông thôi sao vai nữ chính trong phim em không đủ năng lực đảm nhận đâu chị nhìn người rất chuẩn em có tố chất chỉ là chưa được đào tạo bài bản thôi lan xuất thân là người mẫu nhưng mà em ấy cũng có ý định lấn sân sang diễn xuất nói thật chị thấy em khác với lan em biết điều chỉnh cảm xúc cá nhân lúc cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ còn lan không thoát ra được hình ảnh trong sáng dịu dàng. Đào tạo phải cần thời gian lâu dài. Nếu em được chọn nhưng diễn xuất không ra gì thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Lan. Không ảnh hưởng gì đâu, em cứ yên tâm tin tưởng ở chị. Điều cô nói chị Long cố tình lược bỏ, chị ta chỉ quan tâm tới vai diễn, có hai cách để nổi tiếng, Lan đi lên bằng chính thực lực của mình, hình ảnh dịu dàng thuần khiết bị đóng khung quá lâu sẽ bị gắn mác là bình hoa di động gây nhàm chán lợi dụng sau tai nạn chị ta sẽ biến yến trở nên nổi tiếng nhờ scandal ý định này như con dao hai lưỡi chị long đã có sẵn màn kịch tẩy trắng cho yến phải giữ được tên tuổi trong giới khi có quá nhiều nhân tố mới nổi lên chỉ có điều yến không dễ thao túng như lan chị ta cũng dịu dàng với cô hơn chị long ngồi xuống nắm tay yến ân cần khuyên nhủ chị biết là em vì lan mới bước chân vào giới giải trí em là người mới vẫn chưa hiểu hết những quy tắc trong nghề bất cứ lúc nào có cơ hội cũng có thể bị người khác giành lấy nếu như em không biết nắm bắt em cũng thấy đấy lan đã cố gắng rất nhiều để giành được sự yêu thương từ mọi người vì con bé em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa chị tự tin về khả năng của mình có thể dìu dắt em thành công giống như lan trong thời gian ngắn không cần phải mất mười mấy năm chỉ cần em tin tưởng ở chị yến chấp nhận làm người thay thế cho em gái nhưng cô không thích nổi tiếng vì quá áp lực ngay cả chuyện ăn uống cũng không tự quyết định được chị long liếc mắt thấy ngón tay của cô có vết thương nhỏ liền sốt sắng tay em bị thương sao không nói chị xử lý vết thương nhỏ thôi cũng không có gì nghiêm trọng em đi đứng phải cẩn thận đừng để trên người có bất kỳ vết sẹo nào bị thương phải nói với chị không được giấu vâng em ngủ sớm đi sáng mai sẽ có thể đến dậy kết bóc cho em Nhớ bôi kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ Các bước chăm sóc da Có cần chị nói lại không Em nhớ rồi Yến dọn đến một căn biệt thự Trong khu phố có an ninh nghiêm ngặt Cô ra ngoài sẽ đi cùng với chị Long Phòng chị ta ở tầng dưới Cô muốn đi đâu phải thông qua chị ta Cả tuần nay cô chưa thể về nhà Chỉ nghe tình hình của Lan qua điện thoại Tẩy trang xong Hai mắt của Yến đã díu lại Nhưng vẫn cố mở bôi mấy lớp mỹ phẩm lên người Sáng đúng 7 giờ, chị Long sẽ gọi cô dậy, dành 3 tiếng đồng hồ để tập kết quắc, khiến hai chân cô tê cứng vì mang giày cao gót quá lâu. Buổi chiều, chị Long đưa cô đi spa, chăm sóc từ đầu đến chân. 4 ngày nữa sẽ có buổi chụp quảng cáo trong một nhãn hàng mỹ phẩm. Cân nặng của em, sao lại lên rồi? Chị Long nhíu mày nhìn chỉ số trên cân, không có tranh lệch gì nhiều so với lần trước, nhưng nhìn mặt chị ta rất nghiêm trọng. Sắp chụp quảng cáo rồi, em phải giảm thêm vài cân nữa lên hình mới đẹp được ép cân nhiều em sợ sức khỏe sẽ không được đảm bảo em biết lan phải kiên nhẫn tập luyện như thế nào để duy trì cân nặng không những gì em mới làm được thì em cũng phải làm được cuộc sống của yến bị xáo trộn hoàn toàn nghĩ đến lan cô nghe lời chị long ép xuống hai cân chỉ trong vài ngày đêm trước ngày chụp quảng cáo yến hồi hộp mất ngủ đây là lần đầu tiên cô được lộ diện trước mặt nhiều người giấy không thể gói được lửa Lan phải mau mau tỉnh lại Thì cô mới thoát khỏi cuộc sống tủ túng này Tự dưng Yến thấy mình thật ích kỷ Cô mới trải qua gần một tháng Trong khi Lan đã sống như vậy gần 10 năm Chị Long gõ cửa phòng cô Rồi tự mở bước vào Cười tươi hớn hở nói Chị có tin vui cho em đây Bên toàn cầu muốn mời em Làm gương mặt đại diện cho một tờ tạp chí thời trang Do bên họ độc quyền khai thác Chị nhận được email vào chiều nay Nhưng giờ mới nhìn thấy yến không biết toàn cầu là công ty gì cho đến khi nghe chị long nói tiếp cậu thịnh có phải đang để mắt đến em đấy anh ấy thì có liên quan gì tới công ty muốn mời em làm gương mặt đại diện ạ à? toàn cầu là công ty thương mại và truyền thông lớn có vị thế trong giới người mà em gặp lần trước là tổng giám đốc công ty sự thật đúng là khó tin thịnh lại có thể trở thành tổng giám đốc của toàn cầu yến hoang mang không biết trong 4 năm qua anh đã làm gì để có thể ngồi được ở vị trí đó thịnh mà cô quen thật sự đã biến mất rồi sao nhận được lời mời hợp tác từ toàn cầu khiến chị long cười không khép được mồm bà tình cũng vui mừng khi yến không phải vô dụng như bà ta vẫn nghĩ nhìn đứa con gái còn lại đang nằm trên giường bất động cả tháng nay bà tình thở dài ngán ngẩm lan đã hết thời rồi tới lượt yến giúp cái nhà này hái ra tiền công sức bà đầu tư cho lan không biết tính bao nhiêu lúc đó gia đình chẳng khá giả gì nhưng bà tình vẫn nhịn ăn nhịn mặc cắt giảm chi tiêu của cả nhà để dành tiền cho lan học kết quắc nhìn thấy tố chất của con gái bà tình không tiếc công đầu tư sau khi lan bắt đầu được chú ý nhiều hơn cũng là lúc bà ta lấy lại những gì đã bỏ ra yến thức trắng đêm vì suy nghĩ đến lời mời hợp tác từ công ty thịnh anh có gì đó không hài lòng với cô giữa hai người đang rất tốt nhưng sau ngày hôm đó mọi chuyện đều đã thay đổi liệu có phải thịnh hiểu lầm cô chuyện gì hay không Cô thở dài trằn chọc, vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Chị Long tưởng cô vui quá không ngủ được, dặn thợ trang điểm xử lý quần thâm mắt cho Yến kỹ lưỡng. Buổi chụp hình đầu tiên, Yến thể hiện khá tốt. Đây là lần thứ hai hợp tác với công ty này. Ekip ai cũng bất ngờ với sự thay đổi rõ rệt của Lan. Tuy cách tạo dáng không được tự nhiên và linh hoạt, nhưng ánh mắt và biểu cảm có thần thái sắc sảo và cuốn hút hơn. Chị ta cứ như thay đổi thành người khác ấy nhỉ? Vụ tai nạn nghiêm trọng như thế, mà cô ta không bị thương tích gì nặng chỉ mất trí nhớ tạm thời đã là kỳ tích rồi vừa rồi chị thấy ánh mắt của chị ta không nhìn cứ như vô hồn thế nào ấy bệnh viện nào xóa sẹo hay vậy nhỉ lúc em đem quần áo vào cho chị ta để ý trên người không có một vết sẹo nào luôn thôi làm việc đi chị long nghe được lại phiền phức đấy em nói thật đấy chị để ý kỹ mà xem cũng sẽ thắc mắc giống em thôi trong phòng thay trang phục yến khẩn trương khi nghe những người bên ngoài đang nói chuyện khuôn mặt xinh đẹp đang xuất hiện vẻ thấp thỏm bất an cô sợ mình sẽ bị phát hiện đóng giả em gái không chỉ người hâm mộ lan cảm thấy phẫn nộ vì bị xem thường mà những dự án sắp tới cô thay lan hợp tác cũng sẽ gặp trở ngại có thể phải đền hợp đồng em thay quần áo xong chưa sắp xong rồi ạ chị long đứng bên ngoài xem điện thoại chị ta đang tìm cơ hội để yến gặp được thịnh thêm một lần nữa trước khi bàn đến chuyện làm gương mặt đại diện được xuất hiện trên trang bìa tạp chí do toàn cầu phát hành toàn là những nhân vật có lượng fan lớn lan cũng có khá nhiều fan nhưng chưa được chú ý không ngờ lần này buồn ngủ gặp chiếu manh yến chắc chắn sẽ làm nên chuyện em xong rồi ừ đợi chị một tí em ngồi nghỉ uống nước đi chị long rất chu đáo trong suốt quá trình chụp ảnh luôn quan sát và hướng dẫn cho cô yến uống nước chị long chuẩn bị ngồi ghế đợi chị ta trao đổi công việc điện thoại của cô chỉ dùng để lướt web xem tin tức những gì liên quan tới công việc đều thông qua chị long có người gọi cũng chỉ là bố mẹ chị long ngọt ngào cười nói chị hẹn giúp em rồi tối mai em đi gặp tổng giám đốc của toàn cầu nhé chuyện hợp tác nên gặp trực tiếp để bàn kỹ hơn lần này chị để em tự đứng ra trao đổi với bên họ em biết mình nên làm gì rồi chứ giống như hôm nay em đã thể hiện rất tốt em có thể từ chối hợp tác được không chị không tin nổi yến lại hỏi ra câu ngớ ngẩn đó chị long thay đổi nét mặt không vui nói em nói cái gì thế đây là cơ hội mà nhiều người muốn còn không được trong khi em được đích thân bên đó gửi lời mời hợp tác sao lại có thể từ chối được dẹp ngay ý định đó ra khỏi đầu cho chị yến có cảm giác thịnh sẽ gây khó dễ cho mình tối hôm qua ngay khi nghe chị long thông báo cô đã có ý định từ chối rồi vừa nói ra đã bị chị long bác bỏ chị ta cẩn thận khóa trái cửa nhíu mày hỏi có phải là em đang giấu chị điều gì đúng không? Chị là quản lý của em Tất cả những việc liên quan tới em Chị đều phải biết Để có chuyện gì còn kịp thay em ứng phó Tổng giám đốc của toàn cầu có vẻ không thích em Lần trước anh ấy Do em nghĩ nhiều quá thôi Cậu ta thay đạo diễn Ninh tới gặp em Chứng tỏ đã chú ý tới em rồi Vài nữ chính trong phim của đạo diễn Ninh Em không thích nhận Thì chúng ta không nhận Nhưng hợp tác với toàn cầu Thì em phải bắt lấy cơ hội Vâng Chuyện này cứ thống nhất như vậy đi, lịch trình hôm nay của em đã xong rồi, giờ chúng ta về." Yến đồng ý một cách khá miễn cưỡng, tối mai lại gặp Thịnh, cô không biết nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với anh. Chiều muộn chị Long ra ngoài, trước khi đi, chị ta dặn Yến không được ăn gì trước bữa tối cho đến khi chị ta về. Cô mặc bộ váy trắng dài chấm gót, buồn chán nằm trên ghế sofa, xem lại những show thời trang Lan đã từng tham gia, khuôn mặt trắng nõn đẹp như tranh vẽ cổ tay nhỏ nhắn như ngó sen cầm điều khiển chuyển kênh liên tục ở ý yến cùng với một cô bạn mở tiệm bánh ngọt được khá nhiều người biết đến công việc chính của cô là làm việc ở một công ty kiểm toán sau khi tốt nghiệp yến không có ý định quay về bố mẹ cũng ít liên lạc với cô thi thoảng chỉ có lan gọi điện hỏi han yến đang thắc mắc với sự kiểm soát chặt chẽ của chị long đêm xảy ra tai nạn lan tự ý lái xe ra ngoài mà chị ta không hay biết em gái cô hình như định đi gặp một người nào đó. Từ lúc bước chân vào giới giải trí, Lan chưa từng xảy ra tin đồn tình ái với ai. Chị Long cũng chắc chắn mình hiểu Lan hơn ai hết. Rốt cuộc đêm đó, em gái cô tại sao lại một mình lái xe ra ngoài? Để chuẩn bị cho cuộc gặp với Thịnh, chị Long chuẩn bị trang phục cho Yến rất kỹ lưỡng. Sau hơn một tiếng đồng hồ trang điểm, làm tóc, cô gái trong gương có thân hình hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp hút mắt bộ váy trễ vai ngắn tới đầu gối dễ dàng di chuyển cũng khoe được những đường cong lả lướt yến trang điểm lên nhấn nhá phần đuôi mắt liền trở nên sắc sảo quyến rũ chị long tận dụng khoe triệt để những đường nét xinh đẹp trên người yến địa điểm vẫn là nhà hàng nhật lần trước yến vẫn đến trước chờ đợi chị long đã hơn một tiếng đồng hồ rồi chắc là cậu ta bận em đợi thêm đi đừng có sốt ruột em có ngồi đây đợi đến khuya anh ấy cũng không đến đâu thịnh cố tình cho em leo cây đấy Đợi thêm 30 phút nữa Nếu cậu ta không đến thì chúng ta về Em dáng kiên nhẫn thêm một lúc nữa Yên đã đợi hơn một tiếng Kiên nhẫn cũng chẳng còn Nhưng chị Long vẫn bảo cô phải đợi Số điện thoại này đã qua 4 năm rồi Không biết Thịnh có còn dùng hay không Yên đắn đo vài phút rồi quyết định gọi Trong khi ở nhà hàng Có một cô gái đang đợi mình Thì Thịnh ngồi xem tivi tại nhà Anh không có thói quen tụ tập đi ba cùng với bạn bè Thời gian buổi tối sẽ cùng bà nội xem tin tức và nói về những dự án mới của công ty ai gọi vậy sao con không nghe máy hành động ngập ngừng vài giây rồi tắt máy của thịnh không qua được mắt bà nội thả anh dứt khoát kết thúc cuộc gọi mới không có gì khả nghi ai gọi nhầm số thôi tối nay con nói chuyện với bà nhưng mắt cứ nhìn điện thoại không phải đang mong điện thoại của người ta sao con nghe máy đi thịnh trầm mặc cầm điện thoại đứng lên bà trung lắc đầu cười trừ đưa cháu trai này chuyện gì cũng muốn giấu trong lòng ít hay tâm sự với bà. Đội khi nào bà hỏi thịnh mới nói. Yến đang thầm mắng anh vừa gọi tắt máy, nên khi thịnh gọi lại cô hơi khẩn trương. Anh thịnh, Yến chủ động lên tiếng trước, bên kia đáp lại một từ ngắn gọn. Ừ, anh đang bận nào? Không bận. Tối nay chúng ta có hẹn đi ăn tối, tôi đang đợi anh. Cô áp chế sự bực bội vì thịnh cho leo cây. Yến vẫn nói chuyện khiêm nhường nhỏ nhẹ. Bây giờ anh là người được săn đón. Cô phải bám vào để tìm kiếm hào quang Thịnh nhìn đồng hồ lạnh nhạt đáp Cô muốn đợi thì cứ việc Yến ngồi đơ ra Nhìn cuộc gọi đã kết thúc Anh quăng cho cô miếng bánh còn chưa kịp nhận đã lấy về Lời mời hợp tác kia Chẳng qua chỉ để khiến cô mừng vội mà thôi Đúng như cô dự đoán Chị Long thấy cô đi ra câu mày nhắc nhở Không phải là chị bảo em đợi thêm 30 phút nữa sao Quay vào trong đi Cậu ta sắp đến rồi Anh ấy sẽ không đến đâu em cứ nóng vội như vậy dễ làm hỏng việc lắm biết không chị đã nói với em thế nào hả yến sao em cứ thích tự làm theo ý mình thế nên nhớ em đang là lan em làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả em gọi cho thịnh rồi anh ấy chắc chắn sẽ không đến chị đừng hy vọng quá nhiều vào lời mời hợp tác của toàn cầu sao em có số cậu thịnh chị long đã sớm nghi ngờ yến và tổng giám đốc của toàn cầu có quan hệ mập mờ không tự dưng mà cô lại được chú ý đến ngay sau khi xảy ra tai nạn Chúng ta về nhà nói chuyện. Biết mình lỡ lời không thể giấu được, Yến đem chuyện mình đi học thay cho Lan kể lại. Chị Long sững sờ, không nghĩ tới cậu thanh niên năm đó Yến quen là cháu trai nhà họ Đoàn. Thấy chị ta ngồi im như trời trồng, Yến lên tiếng hỏi, "Chị sao vậy?" "À không, không có gì." Thịnh có vẻ giận em, dù em không biết mình đã làm sai chuyện gì. Thái độ của anh ấy thay đổi hoàn toàn sau khi gặp lại. Em nghĩ lời mời hợp tác từ toàn cầu chỉ là trò đùa của anh ấy mà thôi toàn cầu là công ty truyền thông lớn không có chuyện lấy uy tín ra đùa đâu chị sẽ liên hệ lại với bên họ em thay quần áo rồi đi ngủ sớm đi đừng nghĩ ngợi nhiều dành thời gian thư giãn vài hôm cho tinh thần thoải mái rồi chúng ta tiếp tục sáng mai em muốn về nhà ừ chị cũng đến xem tình hình của lan thế nào đêm đó yến không ngủ được lại nghĩ về thịnh cô lục từng ký ức nhỏ nhặt nhất để tìm ra lý do anh ghét mình là cô chủ động theo đuổi anh cô rất nghiêm túc không phải đùa giỡn thậm chí đã muốn thổ lộ thân phận với anh rồi nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như thế này bà tình thuê điều dưỡng tới chăm sóc cho lan phải bỏ ra một số tiền lớn để điều dưỡng kín miệng không tiết lộ thông tin gì với báo chí yến về nhà một ngày chăm sóc cho em gái chị long nói là cô đang áp lực quá nên thuê một phòng ở resort cao cấp bảo cô tới đó thư giãn vài ngày Yến đeo kính dâm bản to che nửa khuôn mặt, bộ váy dài thướt tha, toát lên dáng vẻ mềm mại. Cô đến để thư giãn nên không muốn quá nhiều người biết tới, nhưng dáng người cao giáo mảnh khảnh của cô rất dễ nổi bật. Nhân viên resort giúp Yến xách hành lý, lúc nhận phòng có vài nhân viên nhận ra cô, chào đón rất nhiệt tình. Yến vừa đi, có hai cô gái khác xinh đẹp bước vào sảnh, một người đang được truyền thông tích cực đưa tin là Hạnh, á hậu có nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, từng được ví như bản sao của Lan, trùng hợp lại xuất hiện ở cùng một chỗ. Cô gái lúc nãy là Lan đúng không? Chắc là cô ta, em cũng thấy quen mắt. Lan cũng có thiệp mời từ Toàn cầu sao? Cô ta và Toàn cầu chưa từng hợp tác, sao mà có thiệp mời được chứ? Hạnh không thích làm bản sao của ai cả, tâm trạng hào hứng được tham gia buổi tiệc tối nay, nhưng khi nhìn thấy Lan ở đây, cô ta hậm hực tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Nhận phòng xong, Yến mới thấy chị Long đã quá phung phí Một mình cô nhưng thuê hẳn phòng siêu Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống Có thể thấy một sân khấu bên cạnh bể bơi Đang được đội ngũ ekip hơn 10 người chuẩn bị Chắc là sắp diễn ra bữa tiệc gì đó Yến cũng không quan tâm lắm Khám phá hết căn phòng của mình Chị Long gọi cho cô hỏi đã đến nơi chưa Dặn cô trong mấy ngày tới cứ vui chơi thoải mái Lịch trình chị ta sẽ sắp xếp sau Yến thay quần áo rồi xuống nhà hàng ăn trưa đối diện phòng cô có khách vừa nhận phòng nhìn từ phía sau rất quen mắt khi thịnh xoay người lại cả hai đều bất ngờ đây chắc chắn không phải sự trùng hợp phòng cô và thịnh đối diện nhau yến đã có câu trả lời cho sự thắc mắc tại sao chị long lại phung phí thuê cho cô hẳn một phòng hạng sang gặp nhau trong tình huống này yến lúng túng không biết nên làm gì để tránh hiểu lầm chắc thịnh đang nghĩ cô bám theo anh ta tới tận đây quả thật như vậy thịnh từ bất ngờ chuyển sang cười nhạo cô bỏ ra không ít công sức xuất hiện trong tầm mắt của anh yến mỉm cười chào theo phép lịch sự nhưng đáp lại cô là tiếng đóng cửa lạnh nhạt thịnh xử lý xong công việc mới đến nên trễ hơn mọi người tối nay sẽ có một bữa tiệc do toàn cầu tổ chức khách mời là những nhân vật từng xuất hiện trên ấn phẩm tạp chí mà công ty phát hành đa số đều là người mẫu sự xuất hiện của yến kèm theo nhiều lời bàn tán cô gặp một vài người đẹp ăn mặc sang trọng ở nhà hàng không biết họ là ai nên chỉ lướt qua trong khi bọn họ biết rất rõ về cô lan em cũng đến tham dự bữa tiệc tối nay à một người phụ nữ mặc bộ váy xẻ đon đà bắt chuyện với yến nụ cười trên môi vô cùng giả tạo không ạ à, em đến để nghỉ dưỡng bọn chị ngồi bên kia em cũng đến tham gia đi cho vui đều là người quen cả mà em nhớ chị chứ em tạm thời chỉ nhớ được vài người thôi vậy à chúc em sớm khôi phục lại trí nhớ nha cảm ơn chị Vân đang thăm dò có phải thông tin sau tai nạn Lan bị mất trí nhớ tạm thời thật hay không. Trong giới cô ta rất ghét Lan, từng hắt nước bẩn lên người cô. Những chuyện này Yến không biết, chị Long cũng không muốn cô thân thiết với bất kỳ ai nên cô từ chối. Sau tai nạn, sức hút của cô ta giảm dần rồi. Không ngờ lại cố tình mặt dày tới đây gây sự chú ý. Em nói vậy, phan cô ta nghe được lại táp đấy. Những người mặt mũi ngây thơ. Nhưng sau lưng toàn đi làm trà xanh cướp chồng người khác Vậy mà cũng có người hâm mộ Hay thật Không khéo fan cô ta cũng toàn là trà xanh ấy chứ Em nói nhỏ thôi kẻo có người nhột không ăn được Chị ta mặt dày thế kia không biết nhột đâu Cả nhóm cười rộ lên Cố tình nói chuyện cho Yến nghe thấy Tay cầm dao nĩa của cô cứng ngắc Bọn họ nói xấu bôi nhọ lan Em gái cô không phải loại người đó Anh Thịnh kìa Anh ấy đến khi nào vậy Em cũng không biết những cô gái đang ở nhà hàng nhìn Thịnh với ánh mắt lấp lánh. Anh là tổng giám đốc của toàn cầu, địa vị đã khối người mơ tới, cộng thêm vẻ ngoài bảnh bao phong độ lại càng khiến anh được phái nữ để ý. Đám người chỗ Vân ăn diện đẹp ngồi đây đều mang theo mục đích, trong mắt Thịnh chỉ có cô gái đang ngồi quay lưng về phía mình, bước chân hướng tới bàn cô, trước sự kinh ngạc của nhiều người, rất thản nhiên ngồi xuống. Yến đang cắt miếng bò bít tết không thèm nhìn anh tâm trí cô vì mấy lời nói vừa rồi mà bị phân tâm thịnh bị cô bơ đẹp mất hứng nên lên tiếng cô đang mong được xuất hiện trên trang bìa tạp chí của toàn cầu lắm đúng không là bên anh gửi lời mời hợp tác không phải tôi mong cầu anh cho tôi cơ hội thịnh đen mặt trước câu trả lời bất ngờ của cô bốn năm trước cô theo đuổi anh cũng với thái độ này khi đó anh chỉ là một thanh niên ở trong khu trọ ổ chuột còn cô xinh đẹp xuất hiện trên tv anh bất ngờ khi cô chủ động theo đuổi mặc kệ anh từ chối bốn năm sau cô lại dùng cách này để khiến anh rung động lần nữa sao thịnh xiết tay đối diện với khuôn mặt xa cách của yến rồi nhếch môi nói cô không biết đắc tội với tôi hậu quả sẽ như thế nào nhưng quản lý của cô thì biết đấy chúng ta đều là người trưởng thành anh bất mãn tôi chuyện gì không cần đối phó kiểu con nít đó dùng danh nghĩa hợp tác để chơi tôi một vố chẳng có gì là đáng mặt đàn ông cả vậy cô xuất hiện ở đây là dùng thủ đoạn của người trưởng thành sao tôi không đến đây vì anh có tin hay không thì tùy chiêu giả vờ mất trí nhớ của cô cũng khá hay đấy định dùng cách này để làm mới hình ảnh à nhưng hình như cô quên diễn với tôi thì phải yến vô tình bị thịnh nắm thóp cô đang giả làm lan gặp lại anh cứ làm như không quen được rồi nhưng cô lại tự vạch trần mình nói dối thịnh cười nhạt nhìn miếng thịt bò bị cô cắt nát nhíu mày Cô thích ăn nhất là bò bít tết, Thịnh đột nhiên ngây người nhìn vào đĩa bít tết làm Yến tưởng anh muốn ăn. Bò bít tết ở nhà hàng này không ngon lắm, không giống như Cô sắp vụt miệng nói ra, không giống như anh làm, Thịnh là người đứng lên trước, đám người vân cô lắng tai nghe nhưng không nghe được anh và Yến nói gì, ánh mắt nhìn cô tóe ra lửa. Bữa tiệc với dàn khách mời toàn những chân dài ăn mặc rất quyến rũ, không gian tổ chức là một resort cao cấp có vị trí khá đẹp gần đến giờ bắt đầu bầu không khí đã nóng dần lên khi thịnh và một số lãnh đạo khác của toàn cầu xuất hiện trong số những người đẹp có mặt ở đây hơn một nửa đều muốn cạnh tranh giành được sự chú ý của anh hạnh mặc bộ váy màu trắng sữa khuôn mặt thanh thoát ngây thơ có nét tương đồng với lan vừa rồi thịnh nhìn sang phía cô ta trong đầu ảo tưởng được anh nhìn chúng liền lân la cầm ly rượu đứng gần bàn của thịnh đạo diễn ninh cũng tới tham dự trước mặt thịnh nói giúp cô ta cậu thịnh, gương mặt đại diện cho tạp chí của toàn cầu vẫn chưa tìm được người phù hợp. tôi xin mạn phép đề cử một nhân tố mới rất có tiềm năng, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. hạnh chưa được nhắc đến tên nhưng đã chủ động tiến lên mỉm cười với thịnh. chào anh thịnh, em là hạnh. đạo diễn ninh đang nâng đỡ cho hạnh nên lăng xê cô ta nhằm đến vị trí gương mặt đại diện của tạp chí toàn cầu. cậu thấy thế nào? hạnh vừa mới đạt được danh hiệu á hậu của một cuộc thi sắc đẹp cũng từng xuất hiện trong ấn phẩm ra mắt năm ngoái, hiệu ứng truyền thông rất tốt. Cô ấy giống một người, muốn có chỗ đứng trong giới này, không thể dựa vào hình ảnh một người khác để nổi tiếng. Nụ cười trên môi hạnh méo sạch, đúng là cô ta dựa vào việc mình là bản sao của Lan để được chú ý. Từ phong cách cho đến trang điểm, ekip của cô ta đều tham khảo từ phía Lan. Thịnh hướng mắt lên sân khấu nghe MC giới thiệu, đạo diễn Ninh ái ngại, khi cuộc trò chuyện vừa nói được mấy câu đã kết thúc. Từ trên tầng cao nhất, Yến kéo ghế ngồi quan sát bữa tiệc bên dưới. Thịnh được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp. Trong lòng cô không được thoải mái, có một chút ghen tị và hờn dỗi. Cô biết mình vẫn còn yêu anh. Mỗi lần gặp anh, trái tim cô có phản ứng rất rõ ràng. Đến đây thư giãn, nhưng cả ngày Yến chỉ quanh quẩn trong phòng. Cô sợ ra ngoài sẽ chạm mặt người khác, lại nghe được những lời mỉa mai về Lan giống như lúc trưa yến không phải kiểu người thích sống khép nép mặc ai nói sao cũng được cô là kiểu có thủ ắt sẽ trả thẳng thắn không nịnh bợ ai sống như thế rất không được lòng người khác nên bạn bè của cô rất ít bữa tối cô gọi phục vụ tại phòng ăn xong nhâm nhi ly rượu vang ngắm trộm thịnh những hình ảnh vui vẻ trong quá khứ lại ùa về khiến cô hoài niệm anh thịnh thịnh rời mắt khỏi căn phòng đang sáng đèn trên tầng cao nhất nơi có một bóng dáng xinh đẹp ngồi sau tấm rèm cô gái đang cầm ly rượu mời anh từng có bài đăng xích mích với lan thái độ của thịnh dành cho cô ta cũng khác những người còn lại em là vân ừ em muốn mời anh một ly có được không ạ cái nhấc tay của thịnh khiến vân như mở cờ trong bụng cười ngọt ngào uống hết ly rượu sáng sánh anh thịnh ở phòng nào vậy ạ à? anh nhận phòng lúc sáng nhưng không thấy anh tôi đến lúc trưa với bạn người bạn mà anh nói có phải là lan hay không không thể nào là cô ta được Vân thầm nghĩ trong đầu rồi tự bác bỏ. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì có người rơi xuống hồ bơi. Không biết ai vô tình hay cố ý phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc. Người bất ngờ được trở thành nhân vật chính là Hạnh. Cô ta chật vật, ngụp lặn nhìn Thịnh kêu cứu. Màn kịch được Yến thu vào tầm mắt. Cô cười nhạt uống hết ly rượu rồi đứng lên đi ngủ. Mới ngủ một lát đã uống hết nửa chai rượu vang. Đầu óc cô đang lâng lâng, không có hứng thú xem anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng đi theo tôi, anh sống ở đây à chàng trai mặc áo sơ mi trắng đỏ mặt không đáp đi nhanh vào trong khu nhà trọ ẩm thấp tường vui cũ kỹ cô gái phía sau cũng đi theo vào chiếc áo hút đi rộng thùng thình che kín thân hình mảnh khảnh một nửa khuôn mặt giấu trong lớp khẩu trang chàng trai phía trước mặt mũi thư sinh sáng sủa khó xử khi cô cứ đi theo mình đến trước phòng thịnh vội mở cửa chưa kịp vào thì yến đã chen vô trước cô cởi khẩu trang thở phù phù mấy hơi trời nóng quá, đi cả đoạn đường mệt bở hơi tai, Yến thản nhiên hỏi. Anh có nước lọc không? Có. Đối với vị khách không mời mà đến này, Thịnh dối rắm vội đi lấy ly rót nước cho cô. Anh sống một mình, đồ đạc cũng không nhiều lắm. Trên giá gỗ treo chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu có mùi chanh thơm mát. Yến nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu. Hành động người áo của cô làm Thịnh bối rối, cả khuôn mặt gần như đỏ ửng. Cô uống xong rồi thì về đi. Anh ghét tôi đến thế sao Cô không nên đến đây Thì ra anh sợ người khác nhận ra tôi à Tôi hóa trang rất kỹ Sẽ không ai nhận ra Tôi ngồi được không Được Nóng quá Yến rất tự nhiên ngồi xuống ghế than thở Thịnh đem chiếc quạt máy nhỏ lại để gần cô Anh bị theo dõi từ sân bóng về đây Cả tháng nay rồi Cô gái này luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh Nhìn cô uống hết ly nước mình vừa rót Cổ họng của Thịnh khô khốc Cô thật sự quá đẹp không thích hợp tới những nơi như thế này. Tuần sau, tôi không đến trường. Ừ. Anh không có gì để nói với tôi sao? Không có. Anh nói chuyện phải nhìn vào đối phương chứ. Anh không dám nhìn vào cô vì sợ sẽ đắm chìm trong đôi mắt long lanh như pha lê. Tim thịnh đập nhanh khi cô đột ngột đến gần anh. Tôi không đến trường, anh có nhớ tôi không? Tôi... có hay không? Tôi chỉ cần nghe một từ thôi. Khoảng cách quá gần rồi, Thịnh mím môi đè nén kích động, ánh mắt cúi xuống nhìn cô gái đứng cách mình chưa tới một gang tay, hơi thở trở nên hoảng loạn, giây phút nhìn vào mắt cô, trái tim anh đã không kiềm được mà nói ra lời thật lòng. Có. Yến nhuyển miệng, nghe được lời đáp mình cần thì kiễng chân hôn anh. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, bồi hồi dạo dực, đến giờ có người vẫn còn nhớ. Yến ảo não thở dài ngồi dậy, cô lại nhớ tới những chuyện trong quá khứ, rồi lại vắt óc suy nghĩ mình đã làm gì sai. Nhờ mấy ly rượu, cô có thêm dũng khí đi tìm Thịnh hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ là làm, Yên đứng trước phòng anh gõ cửa. Bữa tiệc kết thúc sau khi Hạnh được đưa lên bờ, Thịnh đã cứu cô ta đúng như ý muốn. Anh vừa thay quần áo xong thì có người gõ cửa, nghĩ là Vân. Nhưng khi nhìn thấy cô, lòng anh lại nhộn nhạo. Cô uống rượu, không biết đã uống bao nhiêu mà gò má ửng hồng, ủy khuất, nhìn anh vài giây rồi bật khóc thịnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra theo quán tính đón lấy thân hình đang run lên vì nước nở vào lòng anh thay đổi rồi sao anh lại thay đổi nhanh như vậy chứ tôi thay đổi còn cô thì không sao tim thịnh nhói lên cô trách anh thay đổi trong khi cô mới là người thay đổi trước thịnh tức giận đẩy cô ra đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn anh ấm ức một giây sau đó cảm xúc trong anh nổ tung cánh môi mềm mại áp lên môi anh, sự chủ động của cô khiến anh vốn dĩ nên lập tức đẩy ra, nhưng thịnh đêm nay có uống chút rượu, anh tự dối lừa rằng mình đã say, mạnh mẽ ôm cô đè vào tường. sau 4 năm, đụ hôn mang theo rất nhiều cảm xúc chất chứa, yến khẩn trương đáp lại anh, nhưng không theo kịp sự mãnh liệt từ thịnh. đôi môi mềm căng mọng bị anh cắn miết, cả hai gấp gáp vuốt ve cơ thể của đối phương, đụ hôn dần mất kiểm soát khiến yến không thở nổi. Thịnh Đừng nói gì hết Anh bế thốc cô lên Vừa hôn vừa chậm rãi từng bước tiến lại ghế sofa Đè lên người cô Đoạt lấy hương vị mà anh từng nhiều lần nghĩ đến Yến buông thả cảm xúc Vòng tay lên cổ anh Cả hai lại vườn nhau hôn kịch liệt Anh thích cô gái đó đúng không? Cô lại giống như 4 năm trước Thích đưa ra những câu hỏi ngang ngược Bắt anh phải trả lời Thịnh bất mãn trừng phạt Cắn nhẹ môi cô Yến bị đau đánh anh anh bị ngốc rồi, cô ta cố tình té mà. Cô lén theo dõi tôi. Ai mà thèm theo dõi anh? Thế sao cô lại biết là Hạnh tự té? À, cô ta tên là Hạnh, tên hay lắm. Cô say vào, vẫn thích thể hiện trước mặt anh. Yến nâng cổ lên há miệng, cắn vào vai thịnh. Anh đau, nhưng vẫn để cho cô cắn. Yến cắn xong, thỏa mãn nhìn dấu răng trên bà vai dày rộng, bĩu môi mắng. Sao anh vẫn ngốc như vậy chứ? nụ hôn như vũ bão kéo đến khiến cho yến choáng váng thịnh còn tỉnh táo hơn nên tiếng gõ cửa làm anh dừng lại nhìn cô gái dưới thân xinh đẹp như một đoá hoa hồng vừa được anh hái xuống một sự ích kỷ trỗi dậy thịnh kéo tay cô gái vẫn còn mê man dứt khoát bế cô tống vào phòng ngủ anh làm gì vậy ở yên trong đây không được ra ngoài không muốn tôi chưa hôn đủ máu trong người anh đang nóng bừng trước hành động túm ống quần của cô hết cách hạ tông giọng lát nữa hồn tiếp tôi có việc nhanh nhá tôi đợi anh không được để tôi đợi lâu đâu tôi ghét phải chờ đợi anh là đồ không giữ lời hứa đạo diễn ninh và hạnh đang đứng ở ngoài cửa cô ta đã thay một bộ váy khác kiệm vải hơn hồi hộp đợi cơ hội đổi đời nhờ đêm nay lát nữa cố gắng thể hiện cho tốt cơ hội không đến lần thứ hai đâu em biết rồi anh ninh cứ yên tâm ở em ạ à. kỹ thuật của em thế nào không phải anh là người rõ nhất sao chiều mai hãy về chưa gặp anh một tí Vâng ạ à. Hạnh mỉm cười đầy tình tứ với đạo diễn Ninh Cả hai đã thống nhất lợi ích với nhau xong Hạnh được đạo diễn Ninh nâng đỡ lấy lòng thịnh Để dự án phim mới của anh ta Được toàn cầu rót thêm vốn đầu tư vào Biết gu của Thịnh là những cô gái xinh đẹp ngọt ngào, đạo diễn Ninh nghĩ rằng mình tìm đúng người rồi. Có chuyện gì? Vẻ mặt không vui của Thịnh khi bị làm phiền khiến đạo diễn Ninh hơi sượng, nịnh bợ nói hạnh muốn cảm ơn cậu chuyện lúc nãy đã giúp em ấy vâng ạ à, em thấy nên đích thân gặp riêng anh cảm ơn để bày tỏ thành ý của em trong tình huống đó ai rơi xuống nước tôi cũng làm như vậy thôi không cần phải cảm ơn đâu anh có cần tôi muốn đi ngủ không còn chuyện gì nữa thì mai gặp vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé mai gặp cậu ở sân gôn đạo diễn ninh méo mặt khi thịnh không đợi anh ta nói hết câu đã đóng cửa lại hạnh không đạt được mục đích tiếc nuối làm nũng với đạo diễn ninh hay là có anh, nên là anh Thịnh ngại không muốn nói chuyện với em. Em về phòng đi, đừng đứng đây lằng nhằng. Ôi, đạo diễn Ninh, anh và Hạnh đang tính làm gì vậy ạ? À? Vân cũng mỏ lên tới tận đây, thấy hai người họ đứng trước cửa phòng Thịnh với vẻ bất mãn, chứng tỏ không đạt được mục đích, cô ta không bỏ qua cơ hội mỉa mai. Buổi trưa còn ngồi chung bàn chị chị em em, nhưng lúc này Hạnh chẳng nề nang gì Vân. Anh Thịnh ngủ rồi, tiếc cho chị đã chậm một bước cô nhanh hơn tôi cũng có được gì đâu đi thôi hai người không nán lại xem tôi và thịnh sẽ nói gì với nhau sao tôi được anh ấy ngỏ lời nên cô bị từ chối là đúng rồi không biết tự lượng sức mình chị đạo diễn ninh ngại ồn ào nên kéo hạnh đi vân áp sát tay vào cửa nghe lén nhưng chẳng nghe được động tĩnh gì bên trong cô ta chỉ giỏi khoác lác đợi hai người kia đi mất cũng về phòng không gặp được thịnh nóng yến đá chăn lung tung không chịu nằm yên Thịnh chưa biết nên xử lý cô thế nào, phòng cô ở đối diện, bế ra ngoài sẽ có người nhìn thấy, nhưng để cô ở đây, anh sẽ không kiểm soát được bản thân, làm ra những chuyện giống như khi nãy. "Tôi khát nước." Cô ngà ngà say chưa chịu đi ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại, lại sai bảo Thịnh, ly nước được anh đưa đến bên môi có mùi men nồng, liến uống thử một chút cau mày đẩy ra. "Đây là rượu mà." "Uống thêm vài ly cho dễ ngủ." "Anh định chuốc say tôi?" Rồi dở trò gì đúng không Cô chưa say Thì tự về phòng đi Về thì về không cần anh đuổi Chân chưa chạm được xuống sàn Yến đã loạn choạng túm tay thịnh cùng ngã lên giường Anh vội đưa tay ra cho cô gối đầu Cô gái trong lòng anh suýt xoa kêu đau Ai bảo mạnh miệng đáng đời Thịnh mắng cô Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không đẩy ra Giọng nói nũng nhịu như trẻ con vang lên Người anh ấm quá Cô ngồi dậy được chưa Không muốn Dậy đi về phòng cô mà ngủ yến không đáp cho đến khi nghe tiếng hít thở đều đều cánh tay của thịnh cũng tê dần những hành động lén lút của anh rất nhẹ nhàng không làm phá hỏng giấc ngủ của cô xong việc thịnh thở phào tắt điện anh đứng trong bóng tối hướng ánh mắt về phía cô gái trên giường không phải là anh nên hận cô đã từng khinh miệt mình hay sao những gì đang diễn ra hoàn toàn không có chuyện nào đúng như trong suy nghĩ của anh tỉnh dậy sau cơn say yến chưa hình dung được mình đang ở đâu phòng cô và phòng thịnh có cách bài trí giống nhau. Chỉ khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nam ở trên bàn, cô mới từ từ khôi phục lại ký ức. Xong đời rồi, cô không thể nhớ hết mình đã nói gì. Có khi nào cô nói ra chuyện mình đang làm giả lan hay không? Yến vỗ chán, gión rén rời khỏi phòng. Đang định đánh bài chuồn, nhưng người đàn ông đang cởi trần, cầm tách cà phê đứng ngoài phòng khách làm cô trột dạ. Dậy rồi. Tối qua tôi... Tôi có làm gì quá đáng, mong anh không để bụng. Tôi lại đang nghĩ là cô giả vờ say đấy Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa Nếu tôi giả vờ cố ý tiếp cận anh Thì tối qua chúng ta đã Yến nuốt nước bọt Giấu nhẹ mấy từ cuối cùng Thịnh đặt tách cà phê xuống Nhìn ngẫm quan sát cô Ánh mắt của anh như máy quét Nơi nào trên người cũng bị quét qua một lượt Làm cô mất tự nhiên Đã làm gì? Muốn ngủ với tôi? Chẳng phải là trong đầu anh đang nghĩ Đó là mục đích của tôi khi xuất hiện ở đây sao? Anh đâu chịu tin lời tôi giải thích cô lúc nào cũng thích diễn còn muốn người khác phải tin mình tôi về phòng được chưa chân là của cô hỏi tôi làm gì anh thịnh tay yến đã chạm tới chốt cửa thì đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa cô mà bước ra lúc này sẽ có tin đồn tối qua cô ở cùng với thịnh chung phòng yến không kịp nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy thịnh nhìn theo bóng lưng của cô nhíu mày say rượu làm loạn cả đêm để được ở lại phòng của anh không phải là mục đích của cô là muốn tạo tin đồn tình ái với anh ư còn giả vờ trốn mở cửa có người đang tìm anh mà tôi xuất hiện sẽ không tiện khuôn mặt nghiêm túc của thịnh làm cô thấy sợ yến thấp thỏm ôm cửa đứng một bên thì ra là anh vào lấy áo trước kia cô chê anh gầy nhất trong đội bóng rổ nhưng giờ không dám chê nữa ánh mắt nóng rực của yến bị anh bắt gặp cô có trốn đằng trời cũng không chối hết tội vừa rồi cô nhìn anh không hề chớp mắt cô nhìn đủ chưa ừ đủ rồi thịnh mặc áo xong lướt qua cô không quan tâm yến muốn trốn tiếp hay theo mình ra ngoài trong lúc anh đi mở cửa yến đã lén làm một việc mà cô cần xác minh ngay lập tức trong tủ chỉ treo mấy bộ quần áo thứ cô quan tâm không phải là thịnh thích mặc thương hiệu nào mà trong số mấy bộ quần áo đó hơn một nửa là màu trắng tối qua anh ngủ có ngon không ạ à? theo lịch trình thịnh sẽ ở lại đến chiều hạnh cũng chưa về tìm cơ hội tiếp cận anh một lần nữa cô ta không bàn trước với đạo diễn ninh mà mới sáng đã gõ cửa phòng thịnh cô có biết là mình rất phiền không dạ tôi không thích nói lại lần hai em xin lỗi em chỉ muốn được gặp riêng anh một lần thật sự em không có mục đích gì khác tối qua anh vì cứu em mà bản thân cũng ướt sũng cả đêm em không ngủ được sợ anh bị cảm em rất lo cho anh nhờ cô nhắn lại với đạo diễn ninh gương mặt đại diện cho tạp chí của toàn cầu đã chọn được người phù hợp đạo diễn ninh không cần phí sức tìm giúp công ty đâu anh thịnh em không phải vì vị trí gương mặt đại diện mà tìm anh em có thể vào trong nói chuyện với anh được không ạ trong phòng tôi còn có người tôi cũng không có gì muốn nói với cô hạnh không nhìn thấy được gì khác vì thân hình cao giáo của thịnh chắn ngang tầm mắt cô ta cuộc nói chuyện giữa hai người yến không nghe thấy cô vẫn còn ở trong phòng ngủ ngắm mấy bộ quần áo vài giây trước cô sực nhớ lại lần gặp đầu tiên sau bốn năm anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn chìm ở cổ tay, tối qua anh cũng mặc áo sơ mi trắng, không lẽ vì câu nói lúc bất chợt đó hay sao? Về phòng cô đi." Thịnh khoanh tay đứng ở cửa, nhìn cô gái ngồi trên giường như người mất hồn, anh nói xong vẫn không thấy cô có phản ứng. Cửa tủ quần áo bị anh đóng lại, khiến cô bối rối hỏi đại một câu. "Ai tìm anh vậy?" "Không liên quan tới cô. Cảm ơn anh, tối qua đã cho tôi ngủ nhờ." yến đứng bật dậy lướt qua như cơn gió chạy một mạch về phòng mình thở gấp cô đang tự ảo tưởng về bản thân có tầm ảnh hưởng với thịnh chỉ một câu nói nhất thời của cô không lẽ anh để ý tới tận bây giờ sao nó không nghe máy à chị long không đáp gọi lại lần nữa bà tình đứng bên cạnh liên tục thở hắt ra cô có chắc là cậu ta ở phòng đối diện với yến chứ tôi làm việc trước giờ có chuyện gì không chắc chắn chị nói xem không gọi được cho Yến, chị Long cũng đang bực mình. Lịch trình của Thịnh, chị ta nghe ngóng rất kỹ, mới dám đặt phòng hạng sang 3 ngày cho Yến. Tiền bỏ ra không thể không thu về. Chiều nay, Thịnh sẽ rời khỏi resort, nên phải để hai người gặp nhau một lần. Bà tình nóng lòng dục chị Long. Cô gọi lại lần nữa đi. Nó đến đó ru rú trong phòng, thì làm sao gặp được cậu ta? Chị không thấy Yến không nghe máy à? Tính nó rất bướng, không giống như Lan. Cậu ta không biết nó là chị gái của Lan, cách của cô liệu có ổn không năm đó cậu ta thích yến nhưng không được đáp lại trong lòng chắc chắn vẫn còn chưa buông bỏ nhưng giờ cậu ta là tổng giám đốc của toàn cầu hợp tác với nhiều sao nữ nổi tiếng lâu như vậy rồi cậu ta cũng đâu có tìm lan chị không thử động não suy nghĩ à sau khi lan xảy ra tai nạn nghiêm trọng thịnh mới xuất hiện chứng tỏ nhân lúc này cậu ta mới nhận ra là mình chưa quên được chuyện cũ tôi vẫn thấy cách của cô quá nguy hiểm ngộ nhỡ cậu ta ôm hận muốn hủy hoại sự nghiệp của lan thì chúng ta trở tay không kịp muốn trả thù thì cậu ta đã không đợi đến bây giờ rồi chị long luôn tự tin vào năng lực phán đoán của mình tham vọng chị ta đặt vào yến rất nhiều nếu được toàn cầu chống lưng không ai dám động đến gà cưng của chị ta yến thấy cuộc gọi nhỡ nên gọi lại em biến đi đâu mất vậy tối qua em uống chút rượu nên ngủ say không nghe chị gọi em đến đó thư giãn chị cũng không muốn quản nhưng ít đụng lấy chất kích thích thôi vâng chị xem tin tối qua toàn cầu tổ chức một bữa tiệc ở resort em đang ở em có gặp người nào quen không em gặp thịnh anh ấy ở phòng đối diện hai mắt chị long sáng lên thái độ mềm mỏng tỏ ra ngạc nhiên hỏi trùng hợp vậy sao cậu ta có nói chuyện với em không anh ấy có rất nhiều cô gái vây quanh đạo diễn ninh hình như đang giúp hạnh để toàn cầu lăng xê con nhỏ đó dựa vào mình là bản sao của lan đi nổi tiếng em gặp nó ở đâu phải chặt đẹp nó cho chị. Nó tỏ thái độ với Lan nhiều lắm. Chơi xấu, mua tài khoản lên bài bôi nhọ con bé nữa cơ. Chị Long cay cú hạnh từ lúc cô ta tự nhận mình là bản sao của Lan khiến nhiều người chú ý. Tự dưng được cái danh tiếng của người khác bước vào giới giải trí. Vừa rồi, hạnh đoạt giải Á hậu. Chị Long dám chắc cô ta mua giải. Nghe Yến nói đạo diễn Ninh đang nâng đỡ con nhỏ đáng ghét đó thì chị Long lại càng tức anh ách. Yến đặt thỏi son xuống bàn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc sảo. Khóe miệng của Lan có một nốt ruồi, nên khi trang điểm, cô phải chấm một chấm nhỏ cho giống. Cô dùng chiếc khăn lụa quấn thành áo yếm, chiếc quần sót ngắn làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, đem mái tóc ngắn duỗi thẳng, thoạt nhìn vô cùng trẻ trung. Phong cách của cô không cố định dập khuôn như Lan, vì vậy nhiều người khi làm việc với cô đều tin cô mất trí nhớ thật. Chị Long bảo cô gặp hạnh ở đâu, phải chặt đẹp ở đó, thật trùng hợp khi gặp cô ta đang cùng với vân ở bãi biển không tự dưng mà hai người họ có mặt ở đây cô tháo kính dâm xuống nhau mắt nhìn người đàn ông đang chơi mô tô lướt sóng ôi lan sao mà em biết mọi người ở đây thế chị cứ tưởng là em về rồi cơ em còn ở lại vài ngày ồ em đang ế sâu nên dành thời gian nghỉ ngơi cũng đúng nhỉ vâng em không nhận sâu nữa vì sắp tới em có lời mời hợp tác với toàn cầu vân á khẩu không dám tin nhưng hạnh thì tin cô nói thật đạo diễn ninh phỏng đoán thịnh đang chú ý tới lan nên cô ta mới vụt mất cơ hội em nói đùa hay thật thế chị nhớ bữa tiệc tối qua em không được mời chị đợi vài ngày nữa là sẽ biết thật hay đùa thôi yến cười nhạt quay đi thì bị hạnh chụp vai kéo lại có phải là tối qua cô lén vào phòng anh thịnh không tôi muốn gặp anh ấy thì sẽ quang minh chính đại không có gì phải lén cả cô đang từ bụng ta suy ra bụng người đấy à cô mắt thấy chiếc cano đang dần vào bờ yến hất tay hạnh ra tối qua thịnh cứu cô ta trước mặt nhiều người bây giờ để xem anh có cứu cô ta hay không liệu trong lòng anh cô và hạnh ai sẽ chiếm được ưu thế hơn yên nhắm mắt ngả người để sóng biển cuốn trôi kẻ nào chơi xấu bôi nhọ lan cô sẽ đáp trả lại nước biển tràn vào mũi vào tai ù ù cô không kêu cứu cũng không vùng vẫy một người học bơi từ tiểu học như cô biết làm thế nào để bản thân không bị ngộp thở. Lan! Yến tự cười chua chát, anh không biết tên cô. Chưa một lần cô nghe người đàn ông ấy gọi tên của mình. Hạnh sửng sốt khi thấy Thịnh lao xuống cứu Yến, cô ta túm tay Vân giải oan cho mình. Cô ta tự ngã? Chị thấy cô ta cố tình tự ngã mà đúng không? Cô ta cố tình mà! Rất nhanh, đã thấy Thịnh ôm một cô gái ngất xỉu vào bờ, mọi người súng lại xem tình hình. Anh không quan tâm tới xung quanh, trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô, chị long nói cô có năng khiếu diễn xuất bản thân yến đang cảm thấy mình diễn khá đạt biểu cảm lo lắng quá rõ ràng của thịnh khiến những người đứng xem đều nhận ra được giữa anh và yến có mối quan hệ khó nói không giống như tối qua anh nhảy xuống bể bơi cứu hạnh đưa cô ta lên bờ xong không thèm nhìn tới anh thịnh em không có đẩy cô ấy là lan tự ngã chị vân có thể làm chứng cho em hạnh đã lên tiếng rồi yến cũng nên đáp lại cô ho sặc sụa đỏ bừng cả mặt mơ màng tình bắt gặp khuôn mặt tức giận của Thịnh. Giải tán hết đi. Chuyện này ai để lọt ra ngoài, người đó tự gánh hậu quả. Anh tin em đi mà, em không có để cô ấy thật đấy anh Thịnh. Ánh mắt sắc lẹp làm hạnh dùng mình, Vân đứng cạnh cũng sợ bị liên lụy theo. Trên bãi biển đám đông đang tụ tập tản ra, Yến chưa kịp cho hạnh bẽ mặt phải âm thầm thất vọng. Diễn nốt đoạn cuối với một mình Thịnh, thiểu thảo hất nhẹ tay anh ra. Tôi không sao, cảm ơn anh. Đừng ngồi dậy, Tôi muốn về phòng. Áo này buộc thế nào?" Yến nhìn xuống chiếc khăn được cô thắt thành áo yếm lúc này đã bị tuột phía sau, tấm lưng trần mịn màng dính đầy cát. Thịnh Định cởi áo của anh đưa cho cô mặc, nhưng áo sơ mi ướt đẫm nước thấm vào người lại càng dễ lộ. "Anh giúp tôi buộc lại đi, buộc thành nơ nhé." Cô ngồi dậy, dựa lưng vào anh, hai tay Thịnh lúng túng chưa hình dung được buộc thành nơ là thế nào. Yến giữ phía trước sợ khăn bị tuột xuống, không tin tưởng hỏi anh làm được không ngồi yên thịnh nghĩ mình làm được nhưng ngón tay của anh vô tình đụng trúng lưng cô mấy lần một nốt ruồi son dưới vai trái như hạt chu sa khiến anh nhìn mê mẩn nốt ruồi này là thật hay là vẽ có được không vậy chờ mấy giây không thấy anh đáp yến thiếu kiên nhẫn bất giác xoay người lại theo bản năng thịnh ôm chầm lấy che chắn lưng cô cả hai người nhìn nhau không chớp mắt khoảng cách như lớp màn mỏng vừa được vén lên Tiếng đập thình thịch không biết là của ai, Yến tự nhận là của mình, nhưng Thịnh cũng đang đè nén hơi thở mất kiểm soát, cảm giác rung động mãnh liệt không khác gì 4 năm trước, cô bối rối nhở vả, "Anh che cho tôi nhé." "Ừ." Thịnh hắng giọng nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt hơi cúi xuống, cổ họng khô đắng, tự nhắc bản thân nên nhìn sang hướng khác, nhưng mắt lại không nghe lời, Yến nhanh gọn buộc phía trước thành chiếc nơ xinh xắn, vừa xong giọng nói bất mãn vang lên trên đỉnh đầu. Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy Kiểu gì là kiểu gì Tôi có hở hang hơn cô Hạnh của anh đâu Đây mà là áo à Vẫn mặc thành áo được Có thể buộc thành kiểu khác nữa Anh không thấy đẹp sao Bị thịnh nhìn chằm chằm Yến ngượng ngùng ngồi thẳng lưng Tự tin về gu thời trang của mình Trên vai có một chiếc áo sơ mi vừa khoác lên Trái tim nhỏ bé của cô run nhẹ vui sướng Tên mặt lạnh này cũng không đến nỗi nào Tỏ ra hở hững chán ghét Nhưng vẫn tinh tế quan tâm đến cô Ván này Yến nắm chắc phần thắng Trên bờ Hạnh đứng nấp sau gốc cây Căm tức siết chặt tay Nhìn Yến được thịnh ôm ấp Lần đầu tiên cô ta bị người khác chơi một vố điêu đứng Trước kia cô ta tỏ thái độ mỉa mai Nói xấu Lan công khai trước mặt đồng nghiệp Nhưng Lan nhún nhường chẳng làm gì Sau tai nạn như liền biến thành một người khác vậy Vân là người chứng kiến sự việc Cũng được một phen mở mang tầm mắt Thịnh bực bội đứng lên trước một vài ánh mắt đang theo dõi hai người họ, bị anh phát hiện thì vội vàng quay đi. Trên bãi biển, Yến vẫn còn ngồi một mình, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi vui vẻ mỉm cười. "Còn không về phòng đi, cô uống nhiều nước, ngốc luôn rồi hay sao?" "Anh bế tôi được không? Đầu tôi vẫn còn choáng váng, tôi sợ sẽ té." "Cô có chân thì tự đi đi." Thịnh. Trái tim anh như có ai cầm lông vũ phất qua một cái ngứa ngáy, Yến biết là Hạnh vẫn chưa đi, cô ta đã muốn xem thì cô cũng đáp ứng đến cùng Anh bỏ mặc tôi thật sao Không được mềm lòng Anh nhân nhượng một lần Thì cô sẽ ngang ngược tiến thêm 10 bước Đâu phải năm đó anh chưa từng nếm trải cảm giác hụt hẫng thất vọng Khi bị cô xem thường là như thế nào Thịnh mím môi bỏ đi Để lại Yến thẫn thờ ngồi trên bãi biển Rốt cuộc là tại sao anh không thể quan tâm cô như trước Trong trái tim anh Vẫn chừa cho cô một chỗ Nhưng không cho cô tiến tới cảm giác bị bỏ rơi khiến cho yến mất hết dũng khí thế nào bị anh ấy vứt bỏ rồi à uổng công cho cô diễn kịch hạnh đợi thịnh đi mất liền chạy ra cười nhạo cục tức này cô ta nuốt không trôi cô đê tiện thật đấy dám chơi tôi sao cô chỉ được anh thịnh để mắt tới liền muốn leo lên đầu tôi ngồi rồi à lần sau có diễn kịch thì diễn cho giống tốt nhất là chết đuối luôn đi để có người thương xót cô À tôi quên mất Mạng cô lớn lắm Bị tai nạn như không chết Da như đỉa ấy Cô không có tài năng gì Dựa vào khuôn mặt giống người khác để được nổi tiếng Cô đang quên mất Bản sao vẫn mãi chỉ là bản sao Là cái bóng của người khác Có gì hơn tôi mà ở đây cười nhạo Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đi Lan Cô mất trí nhớ tạm thời Hay là thay não vậy Biết nói chuyện phản ứng lại rồi à Tôi nhớ lúc trước cô bị câm cơ mà vân nói cô là gái điếm cô cũng nhịn được hết thích làm gái điếm rồi à nhưng mà cô giả vờ thanh cao cũng không xứng với anh thịnh đâu cô dám không có gì là tôi không dám cô thử nói lại lần nữa xem con điên này hạnh trợn tròn mắt không dám tin mình bị đánh yến ghét phải nghe những lời lẽ khó nghe về em gái của mình đụng đến danh dự của lan cô không thể nhẫn nhịn được anh thịnh không xong rồi lan và hạnh đang đánh nhau ngoài bãi biển Biết cô bướng bỉnh không chịu nghe lời anh Nhưng anh lại không nghĩ là cô lại có gan đánh nhau ở đây Đạo diễn Ninh đang đánh góp với một vài người bạn Nhận được điện thoại sắc mặt liền khó coi Người đàn ông mặc áo polo cùng với quần kaki màu xám đen vừa hoàn thành một cú swing gom đẹp mắt. Anh ta, giám đốc của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng, tuổi tác ngang tầm đạo diễn Ninh, đều đã 40 nhưng nhìn phong độ hơn hẳn. Sao vậy? Tôi có chuyện phải giải quyết. Cậu chơi đi nhá, tôi sẽ quay lại ngay. Có chuyện gì? lan đánh nhau với một sao nữ tôi đang có ý định lăng xê phong nhíu mày đưa gậy cho nhân viên trầm ngâm nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của đạo diễn ninh anh thịnh cô ta đánh em trước yến không có quản lý đi cùng nên khi xảy ra chuyện thì cô chỉ có một mình hạnh có đạo diễn ninh cùng quản lý của cô ta ra mặt thịnh vừa tới bọn họ đồng loạt đổ lỗi cho cô cậu thịnh hạnh dù sao cũng là người mới có lỡ buột miệng nói gì cũng đã xin lỗi rồi lan ỉ mình nổi tiếng ra tay đánh đàn em chuyện này e là cô không giải thích cười nhạt tự mình đứng lên trên cần cổ trắng nõn có mấy vết xước yến không thèm nhìn người đàn ông vừa tới tầm mắt cô hướng tới một người đàn ông khác đứng cách đó không xa anh ta nhìn cô với vẻ mặt phức tạp yến không hiểu hàm ý trong ánh mắt anh ta là gì lúc nãy tôi đã cảnh cáo thế nào hai cô muốn ngày mai lên báo đúng không em đã nhịn rồi nhưng mà lan cô được mời tới công ty dự bữa tiệc của toàn cầu làm ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty tôi xem cô chịu trách nhiệm thế nào hạnh biết mình sai rồi anh thịnh em ấy cũng nhất thời hồ đồ không nhịn được tin này tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nể tình chúng ta từng hợp tác mong anh bỏ qua cho hạnh lần này quản lý của hạnh thức thời biết dựa vào tình hình đứng ra thay cô ta xin lỗi yến tự tới không liên quan gì tới việc mời của toàn cầu thịnh nói một câu đã đem cô ra khỏi phạm vi chịu trách nhiệm cô làm loạn đủ chưa tôi có thế nào cũng không cần anh thịnh nhọc lòng quan tâm cô nổi điên gì vậy liên tục kiếm chuyện với hạnh để khích tôi sao phải tôi nổi điên kiếm chuyện với cô ta đấy hay là anh muốn tôi bị sỉ nhục cũng phải ngậm miệng lại làm người câm yến cười khẩy không sợ hậu quả khi chọc giận thịnh người đàn ông xa lạ kia vẫn đứng đó quan sát hai người họ thịnh nhìn theo tầm mắt của cô và chạm mặt phong ý định ra ngoài đi dạo của yến biến thành một màn náo loạn với hạnh chị long nghe cô kể lại xém tăng sông nó đánh em sao chụp vết thương gửi qua cho chị xem em phải tới bệnh viện xử lý không được để lại sẹo em có đem theo thuốc sát khuẩn và kem bôi tắm xong em sẽ xử lý ừ em tắm đi đừng để bị cảm lạnh em muốn về thì ngày mai trả phòng luôn cũng được ngày kia em về được chị đến đón em chị long đắc ý mỉm cười khi biết được điểm yếu để lợi dụng yến chỉ cần đụng đến lan thì đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cô điện thoại vừa đặt xuống thì có tin nhắn số điện thoại cô đang dùng là của lan chị long bảo cô sử dụng số này để trao đổi công việc vậy nên tin nhắn từ số lạ với nội dung ngắn gọn làm cho cô hoang mang không biết là ai yến tắm xong lại nhận được tin nhắn người này cũng đang ở resort cách nói chuyện ngắn gọn dứt khoát giống nam hơn nữ đột nhiên yến nhớ tới người đàn ông xa lạ xuất hiện hôm nay anh ta và Lan liệu có quan hệ gì hay không? Em gái cô trốn chị Long ra ngoài vào nửa đêm tự mình gây tai nạn. Cô rất muốn biết nguyên nhân, nhưng đợi Lan tỉnh lại thì không biết khi nào. Anh Thịnh, đồ ăn dặn tôi mua xong rồi. Cảm ơn cậu. Nhân viên resort đưa túi giấy có bông băng và thuốc sát trùng cho Thịnh. Anh tần ngần một lúc cầm lấy, đứng lên định qua phòng bên cạnh, nhưng lại chậm một bước. Yến đi dọc hành lang tìm phòng 406, tầng này cũng thuộc phòng hạng sang, Cô nhớ không nhầm, lúc nãy nghe nhân viên nói đạo diễn Ninh cũng ở tầng này, đứng trước phòng 406, Yến Cảnh giác nhìn quanh rồi mới gõ cửa. Cô bị một lực mạnh từ bên trong kéo vào, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông cô gặp trên bãi biển hôm nay đang gần trong gang tấc. "Em theo dõi tôi?" "Chúng ta có quen nhau sao?" Phong đọc được tin là cô mất trí nhớ tạm thời, nhưng anh ta không nghĩ là thật, cho đến khi nhìn vào mắt cô hoàn toàn không có một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào phong hỏi ngược lại anh tên là gì em đang đùa tôi đúng không tên tôi em cũng không nhớ sao ngoài bố mẹ và chị long ra những người còn lại tôi đều không nhớ anh ta xác nhận lại lần nữa biểu cảm của yến vẫn vậy cô lạnh nhạt hất tay phong ra khỏi người mình giữ khoảng cách với anh ta bố bố ơi vừa rồi phong kéo tay yến vào phòng quên khóa cửa bé gái mặc bộ váy trắng từ bên ngoài chạy vào khiến cả hai đều bất ngờ yến nhìn con bé mặt không cảm xúc nhưng uyên khi thấy cô lại vui vẻ chạy tới nắm tay chị lan mẹ con đâu mẹ đi với cậu đi sau ạ à? chị lan cũng ở đây sao sao bố không nói với con chứ uyên nắm tay yến thân thiết hỏi khi nào chị dạy lại cho em vậy phong kéo con gái về phía mình không muốn nhìn yến muốn đuổi người chị lan của con không được khỏe nên chưa thể dạy lại được bố sẽ tìm người khác dạy cho con giờ lan phải đi rồi không muốn con chỉ thích chị lan thôi uyên con không nghe lời sao con bé xị mặt ấm ức vợ của người đàn ông này sắp tới cô chưa tìm hiểu anh ta là ai nên không thể rước họa vào người chị có việc bận phải đi bây giờ tạm biệt em nhé yến vừa ra khỏi phòng được mấy bước đối diện có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi cùng một người thanh niên tóc nhuộm vàng rực ngạc nhiên khi thấy cô đi ra từ phòng của phong Mẹ ơi, vừa rồi con gặp chị Lan, chị ấy vừa đi, mẹ và cậu có nhìn thấy không ạ? Mẹ không nhìn thấy. Lan đã tới đây à? Vâng, chị ấy và bố đang nói chuyện thì con tới. Phong nhìn vợ như không có chuyện gì quan trọng nói. Anh gặp Lan lúc chưa? Cô ấy đến đây cùng với bạn, sẵn tiện anh hỏi về chuyện dễ kết quốc châu Yên. Lan nhớ ra anh sao? Tên anh cô ấy cũng không biết. Sau vụ tai nạn, Lan không nhớ ra ai. Anh tưởng cô ấy đùa, nhưng qua nói chuyện thì đúng là Lan mất trí nhớ thật Em cũng không nghĩ là cô ấy đùa Bằng linh cảm của một người vợ Cuộc gặp bất ngờ của chồng mình và Lan ở đây Khiến tâm có những suy nghĩ Mà trước đây cô ta chưa từng nghĩ tới Hai năm trước Uyên dần có sự yêu thích và muốn học kết quắc Con bé rất thích Lan Đòi là phải cô dạy mới chịu học Phong ngỏ lời mới bên phía Lan Đồng ý dạy cho con bé Tâm rất hài lòng về cô giáo của con gái mình Vì Lan rất xinh đẹp lại có kinh nghiệm đời tư cũng không có gì phức tạp. Mấy tháng trước, Lan đột nhiên từ chối không dạy cho Uyên nữa, sau đó xảy ra tai nạn, và đến giờ mọi người mới gặp lại. Tâm rất ngạc nhiên khi lúc nãy Lan thật sự không nhận ra mình. Trên đường về phòng, Yến lăn tăn nửa muốn gọi cho chị Long hỏi về người đàn ông phòng 406, nhưng nửa còn lại, cô có cảm giác chị Long giấu mình nhiều chuyện. Chẳng hạn như người đàn ông lúc nãy và Lan có quen biết, con gái anh ta rất thích Lan, vì anh ta đã có gia đình, nên mối quan hệ này mới không được bình thường. Nếu không phải gặp nhau ở đây, cô cũng không biết đến họ. Cô gặp Phong làm gì? Câu hỏi lạnh nhạt của Thịnh làm cô thoát khỏi suy nghĩ về người đàn ông phòng 406. Anh đứng trước phòng cô hỏi với thái độ không vui, Yến cũng lạnh nhạt đáp lại. Tôi gặp ai? Không liên quan tới anh Thịnh. Cô muốn tìm người chống lưng cho mình, cũng nên có liêm sỉ một chút chứ. Anh ta đã có gia đình rồi, vậy thì tôi phải tìm những người như anh sao tôi tự biết thân biết phận mình không với tới anh cô nói chuyện đàng hoàng đi câu nào của tôi là không đàng hoàng hôm nay cảm ơn anh thịnh đã cứu tôi lần sau gặp tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách không để tạo sự hiểu lầm nếu như tôi có làm gì không đúng mong anh thịnh rộng lượng bỏ qua cho thịnh siết chặt túi anh đang cầm cô nói chuyện câu nào cũng gọi là anh thịnh nghe xa lạ hơn cả người ngoài phải rồi Cô và anh nên xem nhau như người xa lạ mới đúng. Thịnh cười nhạt đóng sập cửa, bị anh bỏ rơi trên bãi biển đã khiến cho Yến hụt hẫng, không có can đảm thử lòng anh nữa, sợ mình sẽ trở thành trò cười. Chiếc túi giấy màu nâu bị vò thành một cục rơi trước cửa phòng cô, hình như là của Thịnh làm rơi. Yến nhặt lên định gõ cửa phòng anh trả lại, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Chiều nay Thịnh sẽ rời khỏi resort, công việc tồn động hai ngày đang chờ anh giải quyết. Nhưng hơn 3 giờ chiều anh vẫn còn chưa thu dọn hành lý Chị Long mừng như vớ được vàng Khi nhận được email của Toàn Cầu Hẹn trong tuần này hai bên gặp nhau Để trao đổi hợp đồng về gương mặt đại diện Của trang bìa tạp chí Yến đã chắc chắn được chọn Không còn nghi ngờ gì nữa Chị ta gọi cho cô hồ hởi thông báo tin vui Chúc mừng em nhé Em đã được Toàn Cầu chọn hợp tác rồi Chị không nói sai mà Mắt nhìn người của chị chuẩn lắm Em nhất định sẽ làm nên chuyện trong tương lai Còn nổi tiếng hơn cả Lan nữa chứ Yến cảm thấy hơi mệt, không muốn xuống nhà hàng ăn trưa mà ngủ ly bì tới chiều. Chị Long gọi nói một chàng cô chưa kịp nghe, khó tin hỏi. Em được chọn làm gương mặt đại diện ạ? À? Ừ, bên họ vừa liên hệ với chị chiều nay. Sao giọng em nghe lạ thế? Em đang ngủ. Tuần tới chúng ta sẽ bận rộn hơn. Giờ em cứ dưỡng sức nghỉ ngơi cho thoải mái đi nhá. Vâng. Chị Long đã không còn tiếc khi đã bỏ ra chi phí thuê phòng hạng sang, tạo điều kiện để Yến được gặp Thịnh có cơ hội nắm chắc trong tay một hợp đồng lớn. Bây giờ Yến là viên ngọc thô được chị ta mài rũa, trong vòng vài tháng tới sẽ quay lại thời kỳ đỉnh cao, được nhiều nhãn hàng săn đón. Đến lúc đó, chị ta không cần đi tìm nguồn tài trợ bên ngoài nữa. Yến nặng nề nhìn lên trần nhà, cổ họng khản đặc, nhiệt độ cơ thể tăng hơn bình thường. Chị Long không gọi, chắc cô sẽ ngủ ly bì tới tối mất. Mệt mỏi, lê từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, Yến tỉnh táo được đôi chút, cô để mặt mộc không còn sức trang điểm xuống nhà hàng kiếm gì đó ăn cho đỡ đói không biết có phải trùng hợp hay không cửa phòng yến vừa mở thì phòng đối diện cũng có người bước ra cô nhìn thịnh ngạc nhiên quên chớp mắt anh chưa về sao tôi chưa xong việc Ồ, anh vừa nhìn đã nhận ra cô không được bình thường bất chợt thịnh dừng ở đôi môi nhợt nhạt nốt ruồi đã tự biến mất lúc này trên mặt cô hoàn toàn không có lớp trang điểm đợi đã Chiều giờ cô có ra ngoài không? Không có, tôi ngủ cả buổi. Có chuyện gì sao? Không có gì. Yến cảm thấy kỳ lạ khi Thịnh tự dưng nhìn chằm chằm vào mặt mình xong quay vào phòng. Trong lúc cô ăn chiều ở nhà hàng thì Thịnh mở máy tính xem lại mấy tấm ảnh cô chụp cách đây vài tháng. Có một tấm cô làm mẫu, trang điểm để mặt mộc tự nhiên, sẽ có nốt ruồi ở khóe môi. Anh nhớ sáng nay vẫn thấy. Không lẽ muốn xóa là xóa nhanh như vậy? Chị Lan! Giọng nói kèm theo khuôn mặt vui vẻ của một bé gái khiến Yến khựng lại. Tâm nhìn con gái buông tay mình, chạy tới chỗ cô giáo mà trong lòng không được vui. Phía sau, phong mặt không một chút cảm xúc. Gia đình ba người họ có những biểu cảm rất khác nhau. Chào em. Bố nói chị không nhớ ra em. Em là Uyên đây, chị quên em thật ạ. À? Chị xin lỗi nhá, chị tạm thời chưa nhớ ra mọi người. Sao tay chị nóng thế, chị bị ốm ạ? À? Ở nhà hàng, con đừng chạy lung tung như thế kẻo va trúng người khác Yến không được tự nhiên cho lắm Khi nhìn thấy Phong và vợ anh ta Vì cô chưa xác minh được Lan có quan hệ gì với gia đình họ Nên cực kỳ cảnh giác Sợ để lộ sơ hở Chị là mẹ của Uyên Chắc là em không nhận ra chị nhỉ Anh Phong nói hải sản ở nhà hàng này rất ngon Em đã ăn thử chưa Em không thích hải sản cho lắm Vậy à Tâm làm ra vẻ ngạc nhiên Sau tai nạn Đúng là Lan thay đổi nhiều quá Phải nói chuyện xong cô ta mới tin lời chồng mình là thật Mỗi tuần Lan sẽ sắp xếp 3 buổi đến nhà dạy kết quốc cho Uyên Vì tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác Nên tâm dặn quản gia để mắt tới những chuyện ở nhà Nghe quản gia khen cô giáo của Uyên tính tình dễ thương Được con bé yêu thích Cô ta không nghi ngờ gì cho đến hôm nay Nhìn thấy Lan đi ra từ phòng của chồng mình Ông xã Anh có thấy Lan không trang điểm Nhưng vẫn rất xinh đẹp đúng không? anh không để ý chúng ta qua bàn bên kia đi bố ơi chị lan không thích con nữa hay sao chị ấy đối với con rất lạnh nhạt hay là mẹ bảo bố qua mời chị lan của con ngồi chung với chúng ta nhé vâng ạ phong gạt phăng ý định của vợ lan đã xin nghỉ không dạy cho uyên nữa rồi chúng ta không cần tỏ ra quá thân thiết lúc trưa anh nói chuyện với lan có hỏi là cô ấy tới đây làm gì không chắc không phải là có công việc gì đâu nhỉ em nghĩ là anh cần quan tâm mấy chuyện này sao nhà hàng phục vụ nhiều món nhưng yến vẫn trung thành với bít tết cô ăn xong đi thang máy bên kia để không giáp mặt vợ chồng phong đứng lại cô theo anh rể tôi tới tận đây cơ à tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thanh niên tóc vàng từ đâu nhảy ra chặn đường yến anh rể cậu là ai cô còn vờ vịt anh ta bao nuôi cô bao lâu rồi khi nào có bằng chứng tôi được bao nuôi cậu hãy đem ra nói còn không thì đừng phát ngôn lung tung loại phụ nữ như cô tôi còn xa lạ gì lợi dụng chị tôi không thường xuyên có ở nhà chị dạy uyên học kết quắc tiện dạy luôn anh rể tôi ngoại tình à tôi có thể biết tên cậu được không sao muốn đổi đối tượng qua tôi à mắt tôi không kém tới mức đó tôi hỏi tên để làm thủ tục mời cậu ra tòa vì tội vu khống cho người khác cô bỏ tay cậu ra ở đây là nhà hàng cao cấp Nói chuyện động tay động chân Không được văn minh cho lắm đâu Phương nói không lại Thì túng cổ tay của Yến Định ra oai cho chị gái Nhưng mất hết sĩ diện Chị Long bảo cô đến đây thư giãn Nhưng toàn gặp chuyện gì đâu Cậu có chịu bỏ tay ra không À đau Tay kia của cậu ta bất ngờ bị vặn ngược đau đớn Phải thả tay của Yến ra Thịnh không nương tay Dùng thêm sức khiến mặt của Phương đỏ gắt Cô lên phòng trước đi Yến đang khó chịu trong người nên nghe lời anh về phòng trước, thịnh đối tốt với cô lúc nào thì nhận lúc đó, chỉ được lợi chứ không hề tổn hại gì. Trong chiếc túi nhỏ của Yến đem theo rất nhiều đồ dùng cần thiết. Cô không được bố mẹ quan tâm như em gái, nên lúc bị cảm toàn tự mua thuốc uống, có lần cô mổ ruột thừa đau lê lết cũng tự tới bệnh viện. Yến đã quen với việc tự lực cánh sinh, nên biết cách chăm sóc cho bản thân. Cô không khóa cửa, uống thuốc xong ngồi ở ghế sofa đợi thịnh. Ở nhà hàng, Vương cúi đầu xấu hổ xin lỗi Cậu ta không biết ông chủ của toàn cầu Nhưng Tâm thì có một dự án đang cộng tác với công ty Thay mặt em trai đứng ra xin lỗi Xin lỗi anh Thịnh Là do em trai tôi chưa tìm hiểu kỹ Đã nói năng lung tung Chuyện này tôi sẽ gặp Lan đích thân xin lỗi em ấy Sắp tới Lan sẽ là gương mặt đại diện cho tạp chí toàn cầu Những tin đồn không hay về cô ấy Sẽ do công ty giải quyết Vâng Tôi thành thật xin lỗi vì để xảy ra hiểu lầm này Lan là cô giáo dạy kết quắc cho con gái tôi Chúng tôi rất quý cô ấy Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Nhìn vợ mình dối rít xin lỗi thay cho em trai Phong đanh mặt không nói đỡ được một lời Là đàn ông với nhau Anh ta cảm giác được thịnh ra mặt cho Lan là có ý gì Phong nhận ra mình đang ghen Sau khi để vụt mất một món đồ chơi mình yêu thích nhất Trong lòng không cam tâm muốn giành lại Tiếng bước chân phát ra rất khẽ Không làm ảnh hưởng gì tới cô gái đang co do nằm trên ghế sofa thịnh cúi người xuống vén sợi tóc dính vào gò má trắng nõn đăm chiêu ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp bốn năm trước cô xuất hiện trong cuộc đời của anh như một ánh dương rực rỡ mà anh ao ước không thể chạm tay tới bây giờ cô đang ở rất gần anh muốn chạm là có thể chạm thậm chí anh có thể yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn thịnh yến mê man cất lên tiếng gọi yếu đuối cô ngang ngược không nói lý lẽ không phải là một cô gái tốt vậy mà anh vẫn không quên được thịnh đang hối hận vì đã để cô có cơ hội bước vào cuộc đời anh một lần nữa hơi thở của cô nóng rực phả lên mặt anh trên người sờ chỗ nào cũng nóng thuốc chưa phát huy tác dụng nên yến vật vờ trong cơn nóng lạnh đan sen mơ màng nhìn thấy thịnh đang rất gần mình cô cười khổ than vãn với anh tôi mệt quá ngủ đi anh bế tôi về phòng được không ừ cảm ơn anh Thịnh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh biết cô cố ý nắm tay mình giữ lại, Yến nhổm người gối đầu lên đùi Thịnh, đúng thật là cô cố ý, vì biết lúc này anh sẽ không đẩy ra, trong phòng yên ắng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Yến, mãi một lúc lâu, Thịnh mới khẽ ôm cô nhích lưng dựa ra sau cho đỡ mỏi. Yến ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại trong phòng tối om, thuốc hạ sốt cô mua mấy tuần trước rất có tác dụng, mới uống một lần đã không còn cảm giác khó chịu, Thịnh vẫn chưa đi. Anh để cô gối đầu lên đùi, tay trái bị cô ôm không buông, yến khẽ hôn vào lòng bàn tay của anh. Người đàn ông này có đường công danh sự nghiệp rõ ràng, chưa đến 30 tuổi anh đã là tổng giám đốc của toàn cầu, đây là điều mà ít người nghĩ đến trong đó có cô. Thịnh. Cô gọi một tiếng không nghe anh đáp, chậm rãi ngồi dậy, tay vô tình chạm vào màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng yếu ớt giúp cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang lim dim ngủ, sống mũi cao thẳng đáng mơ ước. Đôi môi trái tim gợi cảm, làm cô nhiều lần muốn hôn mỗi khi đến gần, cô không dám thở mạnh, lén lút lợi dụng lúc Thịnh đang ngủ hôn trộm anh. Khi Yến ngồi dậy, Thịnh cũng đã tỉnh, chẳng qua anh đang muốn xem thử cô định làm gì, cánh môi mềm mại hơi run khẽ đáp xuống, sợ anh tỉnh giấc nên nụ hôn của cô giống như chuồn chuồn đạp nước lướt qua. Nhịp tim của Yến chưa kịp ổn định đã lại giật bắn khi thấy Thịnh đang nhìn mình. "Tôi, tôi chỉ Có qua phải có lại." như vậy mới công bằng. Cô không hiểu ý anh, cho đến khi bị Thịnh ôm đè ra hôn, màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ, trong bóng tối cô say sưa đáp lại anh, cuộc vờn đuổi không có hồi kết. Ấn đường của Thịnh trao lại theo từng nhịp run lên của cơ thể, trái tim không thể quay về nhịp đập trầm ổn như cũ, anh biết rõ đây là kết quả khi chạm vào cô. Tình yêu và sự đà kích trong lòng anh đang rằng xé, nhưng Yến chẳng để cho anh có thời gian lưỡng lự. Nỗi nhớ anh đang bộc phát mãnh liệt cơ hồ choáng ngợp trong tâm trí cô cách cách duy nhất để giải tỏa hết cảm xúc hoảng loạn này ra ngoài là hôn anh thịnh đừng mở điện cô gấp gáp sợ phải thức tỉnh vì cổ anh xuống không ngừng hôn thịnh thở dốc không ngăn chặn bàn tay đang làm loạn của cô lại để cho yến thoải mái sửa soạn anh thích hạnh sao cô lại bắt đầu hiện nguyên hình muốn kiểm soát cảm xúc của anh nhiều người xem thường cô nhưng yến chưa từng ghét ai như với hạnh nếu thịnh thích cô ta thì cô sẽ thất vọng về anh rất nhiều Anh trả lời câu hỏi của tôi đi Anh thích cô ta đúng không? Không có Thật sao? Thật Đôi mắt sắc sảo quyến rũ khẽ cong lên Nụ cười lém lỉnh giấu nhẹm trong bóng tối Cảm giác hơi thở của người đàn ông vừa bị cô hôn Đã trở nên nặng nhọc Đừng đùa nữa Lúc anh nhận ra ham muốn của mình bị cô khơi màu thì cũng đã muộn Yến chỉ trêu chọc một mình anh Nụ hôn đầu cũng là cho anh những chuyện mờ ám này cô cũng làm với một mình thịnh. Lan, dừng lại. Động tác của cô chỉ hoãn vài giây xong lại tiếp tục. Thịnh hơn ai hết biết rõ tật xấu của cô. Nhìn anh mất khống chế cô càng vui vẻ làm tới. Thịnh say trong những cái đụng chạm, muốn đẩy cô ra nhưng lại chần chừ mấy lần. Tiếng thở dốc vang lên, Yến thích cảm giác được chinh phục anh. Trong một lần vô tình nhìn thấy Thịnh chơi bóng rổ, cô biết mình thích người đàn ông này anh lạc lõng giữa các thành viên khác trong đội bóng vì quá gầy, khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn nhưng tính cách lầm lì khó tiếp cận. Đội bóng rổ của trường có rất nhiều fan nữ, thịnh không nổi bật trong mắt các sinh viên nữ khác nhưng Yến thì lại bị anh thu hút. Người khác xa lánh anh, còn cô thì cố chấp đến gần. Một cái bóng như cô lần đầu muốn được sống cho chính mình. Yến ví anh như ngọn gió xuân, thổi vào tâm hồn khô cằn thiếu thốn tình thương của cô một sức sống mới. Hóa ra không chỉ có một mình cô lẻ loi cô độc, trên thế giới này vẫn còn một người giống như cô. Khi nào anh về? Sáng mai. Tôi cũng vậy. Cô nói xong bổ sung thêm. Tôi hỏi cho biết thôi, không có ý định đi nhờ xe của anh đâu. Tôi cũng không có ý định cho cô đi nhờ. Anh trở nên keo kiệt từ bao giờ thế? Da mặt thịnh nóng bừng, suýt nghẹn với cái xiết tay bất chợt của cô, màn hình điện thoại bật sáng, Yến bối rối vì vẻ mặt đắc ý bị anh nhìn thấy. Thịnh nhìn cô gái đang không ngừng giúp anh giải tỏa ham muốn bức bách cổ họng khô đắng. Anh vừa lên tiếng, cô đã xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu. Bà nội, hôm nay con chưa về nữa hả? Bà nghe thư ký của con nói lịch trình ở resort đã xong rồi cơ mà. Sáng mai con về, sao giờ này bà còn chưa ngủ? Còn sớm mà, bà chưa buồn ngủ. Con đang ở với ai? Không có, con đang ở phòng một mình. Đừng chỉ biết có mỗi công việc Con dành thời gian tìm hiểu rồi quen bạn gái đi Con bé Lan gì đấy Không được thì tìm đứa khác Con có tài liệu cần xem Bà ngủ sớm đi ạ Yến trốn trong chăn nghe lén thịnh nói chuyện với bà nội Tai cô rất thính Vừa rồi bà nội anh nhắc tới tên Lan Không lẽ mấy năm qua Thịnh vẫn còn nhớ tới cô sao Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh hơn 10 phút mới ngừng Cô nằm trên giường đôi anh tắm xong Bụng cũng đánh trống kêu réo thịnh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra sắc mặt khá tốt sau khi có người giúp anh giải phóng năng lượng tích tụ bấy lâu nay một góc phòng toàn khăn giấy dùng rồi anh sợ cô chê bẩn nhưng xong việc cô vẫn nằm ườn ra đấy không nhúc nhích cô không tắm à có chứ nhưng đói quá không còn sức nữa nhất là cánh tay anh xem cổ tay tôi sắp gãy dưới đây này cô nói sợ anh không tin đưa tay lên phụ họa thịnh hắng giọng đi tới định không người lấy quần áo làm cô tưởng anh muốn bế mình nên nhanh nhẹn vòng hai tay lên cổ của anh giờ này nhà hàng còn phục vụ không nhỉ cô muốn ăn gì gì cũng được thịnh không cần dùng sức quá nhiều đã có thể nhấc bổng được cô lên cân nặng của yến phải duy trì ở mức chị long yêu cầu ăn nhiều rồi lại ép cân rất cực cũng trễ rồi cô định nhịn nhưng đói quá sẽ không ngủ được yến thở phào nhìn mình trong gương tối nay cô và thịnh đã tiến gần thêm một chút Nụ cười của Yến đột nhiên cứng đờ Chị Long dặn cô ra ngoài nhất định phải trang điểm Ở khóe môi cô đang không có nốt ruồi nào Nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa Thì nhận được yêu cầu phục vụ từ thịnh Cô nói ăn gì cũng được Nên bữa tối của Yến chỉ có salad Khuya rồi Cô trang điểm đậm như vậy định dọa ai à Tôi tưởng chúng ta xuống nhà hàng ăn Thịnh nhìn vào nốt ruồi ở khóe miệng cô cười nhạt Ung dung ngồi nhìn Yến ăn tối Cô không thể nào tự nhiên được lo lắng không biết là anh đã phát hiện ra chuyện gì bất thường hay chưa. Bộ dạng vừa ăn vừa lén nhìn của cô, làm thịnh buồn cười. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô. Xong đời rồi. Yến căng thẳng, nuốt miếng cà chua vào bụng. Chuyện của Lan lộ ra ngoài, sự nghiệp của em gái cô cũng tan tành. Thịnh đi thẳng vào vấn đề. Cô nhận dạy kết quắc cho con gái của Phong bao lâu? Tôi không nhớ. Trong đầu chẳng có ấn tượng gì về chuyện này hết. Cô không nhớ, vậy sao trưa nay lại tìm anh ta anh ta gửi tin nhắn cho tôi trước một người không quen biết gửi tin nhắn cho cô thì cô sẵn sàng đi gặp cô quên mình là người nổi tiếng hay bản thân cô thích lén lút đi gặp đàn ông sau tai nạn có nhiều chuyện tôi thật sự không nhớ tôi cũng muốn biết tại sao anh ta lại nhắn tin cho tôi anh muốn nghĩ thế nào cũng được tôi biết mình không làm những việc trái với lương tâm là được rồi sắp tới cô hợp tác với toàn cầu để những tin đồn về chuyện tình cảm Làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty Thì xem như cô vi phạm hợp đồng đấy Yến lén thở phào Vì Thịnh chỉ đề cập tới chuyện công việc Cô gật đầu răm rắp Hiếm khi cô tỏ ra nghe lời như thế Nên cơ mặt của anh cũng giãn ra Anh không về phòng ngủ sao Không cần cô đuổi Tôi không có ý đuổi anh Cô sắp hợp tác với toàn cầu Nên cũng biết điều nhịn anh một tí Thịnh về phòng mở laptop xem hợp đồng gương mặt đại diện bổ sung thêm một số điều khoản. Nửa đêm Yến đang ngủ thì điện thoại có tin nhắn. Đọc lướt qua nội dung cô lập tức tỉnh táo. Không lẽ đúng như những lời mỉa mai của Hạnh, em gái cô có quan hệ trên mức bình thường với người đã có gia đình. Chưa biết thực hư thế nào, cô vẫn tin Lan không phải người như vậy. Cô gọi vào số của Phong, bên kia bắt máy nhưng vài giây sau mới lên tiếng. Em đã đọc tin nhắn chưa? Tôi đọc rồi, cho tôi câu trả lời không thể anh nên nhớ là mình đã có gia đình em ở bên cạnh tôi hơn một năm rồi giờ mới nói câu này không thấy đã quá muộn rồi sao tôi và anh là mối quan hệ gì lan em có thể thôi hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy được không tôi đã có gia đình ngoài tình nhân ra em có thể làm được gì yến chấn động với câu trả lời nhận được từ phong từ lúc gia nhập giới giải trí lan chưa từng xảy ra tin đồn tình ái với bất kỳ một người nào cô tin em gái của mình sẽ không làm người thứ ba chen chân vào gia đình của người khác nhưng phong nhắn tin cho cô anh ta muốn bắt đầu lại bằng một bản hợp đồng khác giữa anh ta và lan đã từng tồn tại một hợp đồng tình nhân chuyện này chị long liệu có biết không yên siết chặt điện thoại nói quản lý của tôi sẽ không đồng ý tôi sắp hợp tác với toàn cầu rồi muốn bao nhiêu em cứ ra giá không cần vòng vo Sáng mai tôi sẽ nhắn lại cho chị Long Bảo chị ta soạn hợp đồng điều khoản như cũ Rồi gửi cho tôi ký Anh khoan hãy nói với chị ấy Tôi cần thời gian suy nghĩ được không Đừng tưởng tôi không biết là em muốn một chân đạp hai thuyền Không phải như thế Tôi thấy em vợ của anh đã nghi ngờ rồi Chuyện này hay là Để qua một thời gian nữa đã Em đang làm gì Tôi đang ngủ thế nhắn tin Gọi video đi Tôi muốn kiểm tra cơ thể của em kiểm tra cơ thể anh ta đang nói cái quái gì vậy chứ yến dùng mình với yêu cầu biến thái của phong nhịn xuống cảm giác kinh tởm giả vờ đáp lại điện thoại tôi hết pin sắp cúc nguồn rồi tín hiệu rất kém anh nói lại lần nữa đi tôi không nghe rõ yến căm phẫn tắt điện thoại ném lên giường từ đầu cô đã cảm thấy mẹ và chị long có gì đó giấu mình không ngờ bọn họ lại để cho lan làm nhân tình cho người khác suốt cuộc còn bao nhiêu ấm ức lan phải chịu đựng mà cô chưa biết yến không biến mình thành công cụ cho bọn họ kiếm tiền như em gái cô sẽ thay đổi mọi thứ trước khi lan tỉnh lại thịnh trả phòng rời khỏi đây trước yến sau khi nói chuyện với phong xong cô thức đến sáng chị long tới cô vẫn còn ở lì trong phòng để chị ta ở bên dưới đợi có một lần vào năm ngoái lan gọi điện nói muốn cùng cô đi du lịch yến chỉ nghĩ là em gái có thời gian rảnh nên thích đi chơi giờ ngẫm nghĩ lại có thể lan đã gặp nhiều chuyện áp lực kỳ nghỉ đông mỗi năm cô sẽ về số lần được gặp em gái rất hiếm hai chị em cũng không có cơ hội tâm sự với nhau thấy cô kéo hành lý ra ngoài chị long cười tươi như hoa mở cửa nhận lấy đợi lâu như vậy nhưng chị ta không hề phàn nàn tối qua em ngủ có ngon không em gặp ác mộng nên ngủ không được sao thế hay là em còn căng thẳng quá chị hẹn bác sĩ tâm lý cho em nhé khi nào chúng ta gặp đại diện bên toàn cầu vậy chị chị sắp xếp trong tuần này cơ hội chắc chắn là của em rồi con nhỏ hạnh đó được đạo diễn Ninh nâng đỡ đi chăng nữa, sao có thể so sánh với em được? Chị Long đắc ý nói tiếp, toàn cầu là nhà đầu tư chính cho dự án phim mới của đạo diễn Ninh. Chị nghe ngóng được vai nữ chính vẫn còn để trống, vận may của em đang lên, em phải giành được vai nữ chính đá bay hạnh. Nó là kẻ thù không đội trời chung với Lan, phải cho con nhỏ đó biết nó chẳng qua chỉ là bản sao của Lan thôi, không đời nào nổi tiếng hơn em ấy được. Khóe môi của Yến cong lên, chị long rất tham lam hợp đồng với toàn cầu và vai nữ chính trong phim của đạo diễn ninh cái nào chị ta cũng muốn cô nhận ban đầu thì muốn cô thả cái này bắt cái kia giờ đổi ý thích cả hai yến tự biết lượng sức mình cô nào tài giỏi tới mức đảm nhận vai nữ chính tối qua em có nói chuyện với thịnh hai người nói chuyện gì chị tưởng cậu ấy về từ lúc chiều rồi cơ chứ em có cảm giác thịnh vẫn còn tình cảm với em chị long đang lái xe mở cờ trong bụng ngạc nhiên quay sang chị đã bảo mà em không tin không tự dưng mà cậu thịnh chủ động gặp em hiểu lầm gì thì cứ cho qua đi em cũng còn yêu cậu ấy đúng không em không rõ nữa tình cảm của em rất mơ hồ chị khuyên thật lòng nhé em còn trẻ chị cũng không muốn ép buộc em phải vì công việc mà từ bỏ hạnh phúc của mình ở ý em có thích một người câu trước ủng hộ cô theo đuổi hạnh phúc Câu sau, chị Long không vui nhắc nhở, "Em từ bỏ người đó đi, Lan chưa biết khi nào tỉnh lại, em nhận lời giúp em ấy thì phải giúp cho Đàng Hoàng." "Chị vừa nói không muốn ép buộc em vì công việc mà phải từ bỏ chuyện tình cảm cơ mà." "Đúng là chị nói thế, nhưng mà sao em không thử nghĩ, ai mới là người có thể giúp cho sự nghiệp của em phát triển, thịnh còn tình cảm với em thì em cũng nên biết trân trọng mà nắm lấy, toàn cầu hợp tác với nhiều sao nữ, thịnh nhắm mắt cũng có thể chọn đại một người để quen." trong khi em chỉ cần gật đầu một cái là có thể quay lại với cậu ấy sự thông minh của em nên được dùng đúng chỗ ý chị là em nên tìm một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình đúng không em hiểu được lời chị nói như thế thì tốt nếu người đó đã có gia đình thì sao vẫn bất chấp bon chen vào à thịnh chưa có bạn gái chị đã tìm hiểu kỹ giúp em rồi yến dựa lưng ra ghế lười biếng nhắm mắt chị long nhíu mày nhìn cô cảm giác có gì đó đã thay đổi để chuẩn bị cuộc gặp ký hợp đồng ở toàn cầu chị long đặt thiết kế riêng cho yến một bộ váy buổi chiều chị ta ra ngoài lấy váy cô thay quần áo bao bịt kín mít đi taxi về nhà dựa vào danh tiếng của con gái bà tình mở một thẩm mỹ viện làm ăn rất được chồng bà ta thì mở một cửa hàng buôn bán nội thất hai vợ chồng nghỉ dạy chuyển sang kinh doanh mấy năm nay cả thẩm mỹ viện và cửa hàng đều lấy tên của lan yến về nhà nhưng không có ai giúp việc dè dặt đi sát theo sau Điều dưỡng chăm sóc Lan hôm nay không đến sao Cô ấy có đến lúc sáng ạ à? Còn buổi chiều Bà chủ nói buổi chiều thì không cần đến Hơn một tháng rồi Lan vẫn nằm một chỗ Tình hình không có gì khả quan Yến xót xa cho em gái Nằm lấy bàn tay gầy cuộc đầy gân xanh của Lan Nắn vuốt từng ngón Chị biết là em không thích nằm một chỗ như thế này Đợi em tỉnh lại muốn đi đâu Chị sẽ cùng với em đi Lan sẽ nghe được những lời cô nói yến dặn mẹ dành thời gian mỗi ngày nói chuyện với lan để thức tỉnh em ấy nhưng trong mắt bố mẹ cô hình như chỉ có tiền không nhờ sự cố gắng bán mạng của lan gia đình cô chắc vẫn còn chen chúc nhau trong khu chung cư cũ yến thở dài chị gặp lại anh ấy rồi em nhớ người đặc biệt mà chị từng kể với em không anh ấy tên là thịnh là tổng giám đốc của toàn cầu sắp tới chị sẽ thay em hợp tác với bọn họ chị không chắc mình có làm tốt hay không nhưng chị sẽ cố gắng hết sức có thể không làm ảnh hưởng tới công sức của em đằng sau cánh cửa người giúp việc áp sát tai nghe lén động tĩnh bên trong yến đột nhiên hạ giọng nên cô ta không nghe được đoạn sau hôm qua chị đã gặp phong ở resort dù mọi người nói gì về em thì chị vẫn tin em không phải loại người như vậy thời gian qua em đã vì gia đình mình hy sinh quá nhiều rồi em tạm nghỉ ngơi vài tháng nhé sau khi em tỉnh lại Chị sẽ không để bọn họ ép buộc em phải làm những chuyện em không muốn nữa." Cô gái đang nằm trên giường yên tĩnh như đang ngủ say, trên trán có một vết sẹo hình lưỡi liềm từ vụ tai nạn để lại. Yến nhìn vào vết sẹo lại lòng đau nhói, hốc mắt đỏ hoe, áp mặt vào lòng bàn tay của em gái liên tục động viên. Chị Long về nhà không thấy cô liền gọi điện tìm, Yến ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay đi không nhìn thấy từ khóe mắt của Lan chảy ra một giọt nước mắt. "Em đang ở đâu vậy?" sao mà em lại tự ý ra ngoài không nói với chị em về thăm lan giờ em đi taxi về ở đó chị qua đón em vâng bà tình được người giúp việc gọi cũng vội về không biết là yến đến bất chợt đứa con gái này bị bà ta bỏ quên hai mươi mấy năm nay giờ mới thấy yến cũng không thua kém gì lan năm đó gia đình có điều kiện hơn thì bà ta đã đào tạo cả hai đứa con gái cùng trở nên nổi tiếng con về mà không nói với mẹ một tiếng để mẹ về sớm cùng con ăn bữa cơm sao mẹ lại bảo điều dưỡng chăm sóc cho lan buổi chiều không cần tới mẹ đã hứa với con sẽ không tiếc tiền giúp em ấy hồi phục cơ mà con hiểu lầm rồi điều dưỡng có việc xin nghỉ chiều nay không phải là mẹ bảo thế đâu mẹ cũng muốn lan mau tỉnh lại mà không nhờ em ấy gia đình chúng ta chẳng được như bây giờ con chỉ muốn mẹ nhớ điều này tính cách yến nghĩ sao nói vậy không nể mặt ai bà tình ghét cô cũng vì thế chị long ghé qua nhưng không dành được một phút gặp lan vội đưa Yến về thử váy. Tin nhắn phong gửi cô xóa sạch, kể cả nhật ký cuộc gọi. Từ hôm đó đến nay, anh ta cũng im hơi lặng tiếng. Chị Long sốt ruột mấy hôm, cuối cùng cũng đã đợi được ngày cùng với Yến tới toàn cầu ký hợp đồng. Miệng cười không khép được. Lúc trên xe đã phát sóng trực tiếp, thông báo gà cưng của mình được chọn làm gương mặt đại diện cho một tạp chí nổi tiếng. Chị ta cố tình nói phong thanh để mọi người cùng suy đoán. Hạnh xem được livestream tức tối đập bể màn hình điện thoại. Lần đầu tiên, yến tới nơi làm việc của thịnh thật sự cô chưa từng nghĩ tới có một ngày vị trí của anh sẽ thay đổi lớn tới như vậy quản lý cả một công ty truyền thông lớn như toàn cầu chị long đi bên cạnh cô cười tươi nói hôm nay em rất đẹp cậu thịnh nhất định sẽ không rời mắt khỏi em yến xuất hiện ở sảnh chính đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên chị long biết khai thác nhan sắc của cô phá bỏ hình thượng trong sáng ngọt ngào mà lan đã xây dựng nhiều năm nay biến hình ảnh của cô trở nên sắc xảo và quyến rũ mời cô đi theo lối này Tổng giám đốc đang có cuộc họp Trong thời gian chờ đợi Anh ấy bảo cô xem qua hợp đồng trước Vâng, cảm ơn anh Thư ký của Thịnh là Nam Yến cảm thấy người này hơi quen mắt Chị Long cầm hợp đồng xem qua Ánh mắt dừng khá lâu trước thủ lao Mà Yến độc quyền trong một năm Công ty lớn có khác Số không cũng nhiều hơn mấy hợp đồng quảng cáo vài số Đọc đến điều khoản cuối cùng Chị Long hơi lấn cấn Trong thời gian làm gương mặt đại diện cho tạp chí của toàn cầu, yến không được phát sinh tin đồn tình cảm nếu không sẽ bị tính là vi phạm hợp đồng vì cô nói thích một người ở ý nên chị ta mới không yên tâm em xem qua đọc kỹ dòng cuối cho chị yến đọc qua một lần mặt bình thản hỏi chị không muốn em ký à đã đến đây rồi em đừng có đùa giá trị hợp đồng này rất lớn một khi đã ký thì em phải tuân thủ những điều khoản trong hợp đồng chị muốn em vứt ra khỏi đầu những thứ sẽ làm ảnh hưởng tới bản hợp đồng này Người ở Ý em cũng quên đi Tất nhiên là cô sẽ ký Dựa vào điều khoản cuối cùng này Thì chị Long sẽ không dám để cô qua cho Phong Ba từ người ở Ý Như đấm vào tai thịnh Trong lòng cô đã có người đàn ông khác sao Chị Long cười gượng Mặt căng như dây đàn khi thịnh đột ngột xuất hiện Cậu thịnh Ánh mắt anh dừng ở trên người Yến Bộ váy hở vai màu đen Khoe xương quay xanh gợi cảm Cô chăm chú xem hợp đồng Nghe chị Long chào cũng không ngước lên nhìn anh thịnh tưởng là mình có thể nắm được tâm tư của cô nhưng chưa bao giờ anh làm được điều đó đợi anh ngồi xuống cô mới mỉm cười lên tiếng anh thịnh còn một số điều khoản trong hợp đồng tôi muốn trực tiếp trao đổi với cô chị long lập tức đứng lên giả lả nói cậu và em ấy cứ trao đổi với nhau đi nhé tôi ra ngoài đợi thư ký của thịnh cũng đi theo chị long ra ngoài trong phòng chỉ còn cô và anh yến giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng cô thì đang bấn loạn với ánh nhìn tâm thúy từ người đối diện Hợp đồng cô đã xem qua rồi chứ Vâng tôi xem rồi Anh Thịnh muốn bổ sung gì thêm tôi mời anh nói trước Lại đây Yến không biết là Thịnh định làm gì Nhưng vẫn duy trì nụ cười đứng lên Cơ thể bị động tác kéo mạnh mất thăng bằng Ngồi xuống đuổi Thịnh Cô vô thức nuốt nước bọt khi bị anh nhìn chằm chằm vào khóe môi Thì ra là anh Thịnh Thích ký hợp đồng bằng cách này sao Thịnh nắm chặt chiếc cằm tinh xảo Ngón cái chậm rãi Miết nhẹ cánh môi đỏ mọng một đường khi sắp chạm đến nốt ruồi ở khóe môi thì dừng lại, da đầu Yến tê dần, run theo đầu ngón tay của anh. Một nụ hôn không hề báo trước như nuốt chửng cô. Thịnh mặc sức xâm chiếm, một tay đỡ đầu Yến, một tay giữ lấy eo cô, áp sát cô vào người mình. Cô không chịu nổi sự tra tấn này, kêu nhẹ một tiếng khẽ, đẩy anh ra. Nốt ruồi ở khóe môi của Yến cũng nhàn nhạt, nhạt biến mất. À Trung không đến công ty, nhưng thông qua thư ký của Thịnh vẫn biết được một số dự án mới công ty đang tiến hành sáng nay bà đích thân đến để xem thử con gái mà cháu trai bà tương tư mấy năm nay bên ngoài và ở trên tivi khác nhau thế nào thịnh mà chịu quen bạn gái bà sẽ rất vui kết hôn sớm sinh cho nhà họ đoàn một đứa cháu thì không còn gì bằng chủ tịch thịnh đang ở bên trong sao vâng quý còn chưa kịp ngăn lại thì bà trung đã mở cửa cảnh tượng bên trong khiến tất cả đều ngượng ngùng thịnh tưởng nhân viên tự ý xông vào khi nhìn thấy bà nội sắc mặt của anh còn đỏ hơn cô gái lần đầu tiên yến gặp bà nội của anh nhưng lại trong tình huống xấu hổ này cô bối rối đứng lên nhưng tóc bị mắc kẹt vào cúc áo sơ mi yến tiến thoái lưỡng nan tự nắm tóc giật ra thì thịnh ngăn lại ngồi yên cháu trai bà thích người ta đã rõ như thế sẽ còn chối mới đau một chút đã nhăn nhó không nỡ thịnh gỡ tóc cho yến xong để cô đứng lên hắng giọng gọi bà nội hai đứa đang thảo luận hợp đồng đấy à vâng yến không dám ngẩng lên nhìn bà nội của thịnh có ai thảo luận hợp đồng như anh không đã vậy còn bị bà nội anh bắt gặp cháu là lan nhỉ vâng ạ cháu chào bà ngồi đi không có gì phải ngại bà là bà nội của thịnh bà trung không có ý định ép cháu trai phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối xứng tầm với gia đình mình năm đó bà đã phạm sai lầm một lần khiến mẹ con thịnh phải chịu khổ bà không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa bà xem qua hợp đồng cười trừ với điều khoản cuối cùng đây chắc là cháu trai của bà tự thêm vào không biết thịnh ngại ngần chuyện gì mà chưa chịu thổ lộ cháu hiện đang có tình cảm với người nào không yến tưởng bà hỏi liên quan đến hợp đồng nên lắc đầu cháu không ạ chắc chứ có thật là trong lòng cháu lúc này không có tình cảm dành cho ai khác cháu cô trần trừ liếc nhìn thịnh chỉ một ánh mắt bà trung đã đoán được tâm tư của yến đứa cháu trai của bà nào có để ý nhiều như vậy, lúc này lại lấy điện thoại ra lướt. Nếu cháu đồng ý ký, thì trong vòng một năm không được phát sinh tin đồn tình cảm, cháu thấy điều kiện này thế nào? Cháu nghĩ mình sẽ đáp ứng được thưa bà. Kể cả thịnh cũng không được, cháu đáp ứng được không? Ngón tay đang lướt điện thoại một cách vô thức của thịnh dừng lại, điều kiện này là anh thêm vào, anh quên mất mình cũng nằm trong sự hạn chế đó. Yến chưa có câu trả lời, bà Trung đã hỏi tiếp. Hay là cháu nghĩ Thịnh có đủ khả năng bồi thường tiền vi phạm hợp đồng Nên cháu muốn cả hai Cháu không nghĩ như vậy Cháu cần hợp đồng này Nếu cháu vi phạm cháu sẽ tự bồi thường Ý cháu là sẽ từ bỏ tình cảm với Thịnh Để ký hợp đồng này sao Vâng ạ Thế sao vừa rồi bà hỏi cháu Cháu lại nói hiện tại không có tình cảm với ai khác Yến bị bà Trung xoay một vòng Đã tự thừa nhận mình thích Thịnh Ai đó khóe môi cong lên Đem điện thoại cắt vào túi quần ngồi chéo chân quan sát yến cô chối đông chối tây cuối cùng cũng lọt lưới cháu đúng là còn thích thịnh nhưng hiện tại cháu cần sự nghiệp hơn anh ấy cũng không thích cháu ạ à? bà trung đưa hợp đồng cho thịnh nhẹ nhàng nói cháu xem cần bỏ mục nào thì sửa lại đi rồi đem cho lan ký đưa cháu trai này trong công việc thì rất quyết đoán còn chuyện tình cảm dậm chân tại chỗ bà trung nhắc lại lần nữa thịnh mới cầm hợp đồng đi sửa yến cảm giác bà nội của thịnh không ghét cô bà nghe thịnh kể hai đứa quen nhau từ hồi đại học phải không vâng cháu theo đuổi nó trước à gừng càng già càng cay biết mình không thể qua mặt được bà nội của anh yến thừa nhận cháu gặp thịnh trong một lần tình cờ khi đó cháu chủ động theo đuổi anh ấy phải mất một tháng thịnh mới chú ý đến cháu chỉ mất một tháng cháu đã khiến nó rung động rồi sao cháu cũng không biết lúc đó lại nghe đã rung động hay chưa nhưng bọn cháu đã hôn rồi nên cháu nghĩ thịnh cũng có tình cảm với cháu kể lại chuyện cũ yến hơi ngại vì sự chủ động quá mức của mình cô chưa từng tâm sự những chuyện này với ai nhưng lại nói ra với một người chỉ mới lần đầu gặp mặt bà trung rất có hứng thú nghe kể về quá khứ của thịnh cũng tại cháu trai của bà chuyện gì cũng giữ trong lòng muốn biết phải đi hỏi người khác hai đứa sao lại chia tay cháu cũng không biết lý do tại sao anh ấy đột nhiên biến mất sau đó cháu sang yến suýt lỡ miệng nói là mình đi du học vội điều chỉnh lại cháu và thịnh mất liên lạc bọn cháu chỉ mới gặp lại nhau thời gian gần đây bà ạ nghĩa là trong bốn năm qua hai đứa chưa từng gặp lại nhau vâng bà trung cảm thấy lạ vì thịnh tiếp quản toàn cầu sau khi vừa tốt nghiệp xong lan đã có chỗ đứng trong giới giải trí mà toàn cầu lại là công ty truyền thông hợp tác với nhiều người nổi tiếng bốn năm không phải ngắn, chẳng lẽ cả hai chưa một lần chạm mặt? Bà đang thắc mắc lý do chia tay không nằm ở cô gái này, vậy thì do cháu trai của bà rồi. Nhưng Thịnh rõ ràng là còn yêu, còn lo lắng cho bạn gái cũ, vậy nguyên nhân là do đâu? Bà muốn cùng cháu làm một giao kèo. Chị Long đứng ngồi không yên, sợ bà Chung tới ngăn cản không cho Yến ký hợp đồng. Thịnh không phân phó cho Quý mà đích thân anh chuẩn bị một bàn hợp đồng khác. Yến chỉ đọc sơ qua rồi đặt bút ký bà trung rất hài lòng với biểu hiện của cô sau khi ký hợp đồng xong yến sẽ có một buổi chụp ảnh để công bố trên các kênh phương tiện truyền thông của toàn cầu chị long tạm thời không nhận sâu đầu tư về kỹ năng diễn xuất cho yến mục đích là gì thì cô quá rõ yến tắm xong thấy chị long đang ngồi trong phòng của mình tay cầm điện thoại của cô thản nhiên xem tin nhắn em không thích người khác đụng vào điện thoại của mình lần sau chị đừng làm như thế nữa chị chỉ xem thử có người nào nhắn tin khủng bố hay làm phiền em hay không trước kia lan cũng hay nhận được những tin nhắn nặc danh con bé toàn giao cho chị xử lý ngày mai chụp ảnh em đi ngủ sớm đi đừng thức khuya quá nhé đây là bộ ảnh hợp tác đầu tiên chị biết là em sẽ căng thẳng dần dần rồi em sẽ quen thôi hôm qua lúc bà nội của thịnh đến đã nói gì với em vậy chị long dò hỏi đã là lần thứ ba nhưng chưa từ bỏ yên cắm máy sấy phớt lờ câu hỏi của chị ta nếu không phải hiện giờ cô đang là con gà đẻ trứng vàng thì chị Long đã kiểm soát mạnh tay như từng làm với Lan. Đợi cửa phòng đóng lại, Yến cũng đặt máy sấy xuống, muốn thay đổi mọi thứ trước khi Lan tỉnh lại, cô phải bắt đầu từ mẹ và chị Long. Cậu Phong à, như vậy là khó cho tôi quá. Lan bây giờ đã ký hợp đồng với toàn cầu rồi, tôi không thể để em ấy gặp cậu như trước đây được nữa. Trước đây, chị đưa đến thế nào thì giờ cứ như thế đấy đi. Không phải tôi muốn làm Phật lòng cậu Nhưng giá trị hợp đồng với toàn cầu rất lớn Tiền sâu cả năm của Lan cũng không đủ đền Chị đừng có dài dòng Tôi muốn gặp Lan Tối mai đưa cô ấy tới chỗ cũ Cậu Phong Cầu thang sau lưng chị Long có một người đang đứng Chị ta không phát hiện ra bực bội Tìm cách ứng phó với Phong Bà Tình nhận được điện thoại Quay sang trách ngược chị ta Cô nói là Phong chán Lan rồi Muốn chấm dứt hợp đồng sớm Sao giờ cậu ta lại muốn Lan qua đó làm gì Ai mà biết Phong nghĩ gì Cậu ta muốn tối mai tôi phải đưa Lan qua đó Chọc giận đến cậu ta Ngộ nhỡ bản hợp đồng tình ái Giữa Phong với Lan bị lộ ra ngoài Thì không xong đâu Cô mau nghĩ cách gì đi hay là để Yến Chị nghĩ là Yến sẽ nghe lời giống Lan à Tính nó cứng đầu thế nào Chị làm mẹ phải rõ nhất Cần gì tôi nhắc Chị đánh nó một roi Nó không nhảy dựng lên mới lạ đấy Lan mới đầu cũng không nghe lời Chúng ta vẫn có cách ép được nó đấy thôi. Chị Long im lặng vài giây suy nghĩ xong rồi đáp. Dùng thuốc không phải cách hay. Ngày mai Yến phải chụp ảnh. Mỗi lần Lan gặp Phong về đều phải nghỉ ngơi mất mấy ngày. Trên người Yến không được để lại dấu vết gì. Bây giờ Thị Năng để mắt tới nó. Chúng ta nặng tay. Nó sẽ phản ứng ngược lại. Thế cô gọi lại hẹn cậu ta hôm sau. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Yến thử xem sao. Nó rất thương Lan. Cứ lấy em gái ra uy hiếp là nó sẽ đồng ý thôi. Bây giờ chị chụp cho tôi mấy tấm ảnh của Lan gửi qua đây Tạm thời tôi gửi cho Phong Hẹn sang khung khác Trước mắt cứ kéo dài với cậu ta Khi nào nghĩ ra cách hãng hay Được Bà vai Yến đang gồng lên run rẩy Phong từng bảo cô làm một việc rất biến thái Lan đã thành ra như vậy rồi Bọn họ cũng không tha cho em ấy Cô rất bất mãn với mẹ mình Đã không bảo vệ con gái thì thôi Lại còn tiếp tay cho Long Chị Long thở dài, dây chán Đợi bà tình gửi ảnh Yến không thể đem dâng cho Phong, chị ta đã có tính toán rồi, bây giờ giá trị của cô cao hơn trước, phải tìm người có địa vị như Thịnh mới đáp ứng được những điều kiện giúp Yến trở nên nổi tiếng hơn. "Chị Long, chị có thấy ví tiền của em đâu không?" "Không có trong phòng giao, em đã tìm kỹ chưa?" "Em tìm rồi nhưng không thấy, trong đó có số điện thoại của Thịnh đưa cho em, anh ấy dặn tối nay gọi, giờ em mới nhớ." "Thế à? Để chị giúp em tìm, chuyện quan trọng như vậy mà em lại quên." Chị nhanh lên tìm giúp em đi, kẻo lại anh ấy đợi. Chị Long lo, lật tung phòng Yến lên tìm kiếm ví tiền, không để ý đến tin nhắn bà tình gửi. Yến kêu chị ta ra xe xem thử. Chị ta vừa đi, cô đã cầm điện thoại trên bàn nhanh chóng mở khóa. Những tấm ảnh do chính người mẹ ruột của cô gửi qua làm Yến căm phẫn và kinh tởm tột cùng không nói nên lời. Cô run run xem đến tấm cuối cùng. Bà ta coi tiền bạc quan trọng hơn danh tiết của Lan. Sao có thể làm như thế với con gái của mình cơ chứ? Cô ướt ức, ức, siết chặt điện thoại, nước mắt cứ trào ra. Lan đã vì cái nhà này hy sinh vô nghĩa. Cô ước gì mình biết được những chuyện này sớm hơn. Em cố nhớ lại xem mình để ở đâu. Chị tìm kỹ trên xe rồi không có. Yến gạt nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, giọng vẫn còn nghèn nghẹn đáp. Em tìm thấy rồi, Thịnh đang bận. Có chuyện gì với em sao? Sao lại khóc? Em nhớ tới những chuyện trong quá khứ với Thịnh nên có chút xúc động. Còn xúc động chứng tỏ là em chưa buông được sắp tới em sẽ được gặp gỡ thịnh nhiều hơn chị nghĩ là em sẽ nhận ra tình cảm của mình chỉ cần cô nhắc đến thịnh thì chị long sẽ tự khắc nói chuyện dịu dàng yến xoay người mím chặt môi tới bật máu qua gương cô thấy chị long đang cầm điện thoại lướt xem mấy tấm ảnh của lan rồi mỉm cười hài lòng ấn phẩm tạp chí do toàn cầu phát hành sẽ ra mấy số đặc biệt trong tháng này với sự xuất hiện của lan không phải lần đầu công ty hợp tác độc quyền với một sao nữ, nhưng lần này nhân viên cũng nhận thấy có sự thay đổi. Trong buổi chụp hình Thịnh cũng có mặt, Yến chưa có nhiều kỹ năng tạo dáng, chủ yếu là thần thái và khuôn mặt cứu vớt. Những tấm ảnh đầu tiên hoàn toàn không sử dụng được. Thịnh nhìn vào màn hình máy tính, khóe môi nhiều lần nhếch lên khiến ekip không biết là anh đang hài lòng hay không. Yến tạm dừng nghỉ 15 phút để thay trang phục, chị Long kẻ kẻ bên cạnh khen ngợi hết lời. Em đừng căng thẳng quá Sẽ khiến cơ mặt không được tự nhiên Mấy tấm cuối em làm tốt hơn rồi Thả lòng nhìn vào máy ảnh Đừng chú ý tới xung quanh Chị Long đang nói thấy Thịnh vào phòng nghỉ riêng dành cho Yến Thì liền đứng lên Nói là ra xe lấy nước cho cô Kinh nghiệm hơn 10 năm của cô Chỉ biết tạo được mấy dáng buồn cười đó thôi sao Vì có anh Nên tôi không được tự nhiên Sao cô không nói là do mình mất trí nhớ Quên luôn cả cách tạo dáng Như vậy sẽ có người tin đấy Thịnh đứng dựa vào bàn trang điểm cười khẩy. Yến đang ngồi trên ghế, nhích tới đặt tay lên đùi anh, chống cằm hỏi. Trong số những người tin đó, có anh Thịnh không? Cô chớp mắt nhìn anh mỉm cười. Thứ khiến Thịnh không cưỡng lại được là sự quên rũ của cô, nằm ở đôi mắt lấp lánh như sao. Yến rút khăn giấy, lau đi lớp son môi, nằm lấy cánh tay của Thịnh, kéo anh thấp người xuống. Bà Trung không phải sợ cháu trai không có cảm giác với phụ nữ. Bà muốn Yến giúp mình tìm hiểu lý do, vì sau năm đó thịnh lại đường đột chia tay nếu là vì sợ bà phản đối mà thịnh không chịu quen bạn gái cứ như vậy biết bao giờ nhà họ đoàn mới có người nối dõi sở dĩ bà lựa chọn cô vì biết người trong lòng thịnh là ai yến giúp bà trung tìm câu trả lời cũng là giải tỏa thắc mắc trong lòng mình anh chưa bao giờ từ chối nụ hôn của cô trong phòng chỉ có hai người yến càng mạnh dạn hơn khuấy động cảm xúc của thịnh anh vẫn còn thích cô chắc chắn là vậy cô chỉ thiếu một bước để chạm tới trái tim của anh. Một bước đó Yến muốn bước qua. Thịnh đưa tay ra sau đỡ lấy gáy cô, chậm rãi mơn trớn cánh môi, cảm giác Yến thoáng run rẩy. Cô không kìm được nắm chặt vạt áo của anh, thừa nhận nụ hôn càng lúc càng sâu này. Tổng giám đốc Quý đứng ngoài cửa hắng giọng gọi. Thấy Thịnh đến gần cô gái đó, anh lại lo cho bạn mình không kiềm lòng được lại bị cô dối gạt. Cả hai là bạn chung đội bóng rổ, Quý mới chỉ làm thư ký cho Thịnh được một năm. Tuy không biết cặn kẽ về mối quan hệ giữa Thịnh và Lan năm đó, nhưng Quý vô tình trở thành người chứng kiến Thịnh bị khinh miệt. Anh xem Thịnh vừa là cấp trên, vừa là một người bạn, nên không thể đứng nhìn Thịnh bị người khác lợi dụng. Hương thơm thuộc về cô, đang vương vấn quanh chóc mũi. Thịnh siết chặt vòng eo mềm mại, tham lam chiếm lấy hơi thở trong miệng một lần nữa, rồi mới buông ra. Yến dựa vào đùi anh mềm nhũn nói. Tôi sẽ thể hiện tốt, sẽ không khiến anh thịnh thất vọng đâu tôi đợi xem cô thể hiện đến đâu tối nay anh có rảnh không cô vuốt chỗ áo sơ mi bị mình túm hơi nhăn nụ cười không có chút nịnh nọt nào giống như tình cảm giữa hai người họ đang rất tốt nhờ anh thịnh đưa tôi tới một chỗ nhé tôi muốn đi cùng với anh nếu anh bận thì tôi sẽ đợi trễ một chút cũng không sao nghe tiếng mở cửa quý chuẩn bị sẵn lý do tìm thịnh nhưng chưa nói câu nào anh đã bỏ đi một mạch về phòng làm việc không ở lại xem yến chụp ảnh tiếp quý đem tài liệu vào còn kèm theo một tờ khăn giấy thịnh nhớn mày hỏi gì vậy cậu lau mặt đi quý đưa điện thoại mở camera trước cho thịnh soi vừa rồi anh mang theo bộ dạng này rời khỏi phòng chụp ảnh thảo nào nhận được những ánh mắt kỳ quái thịnh lau đi lớp son môi mỏng hơi ngượng hỏi bà nội có hỏi gì cậu không không cậu và lan lại bắt đầu à nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào khi gặp lại cô ấy nếu tôi trở thành tổng giám đốc của toàn cầu thì tôi sẽ không qua lại với một cô gái đã từng chê bai mình loại phụ nữ xem vật chất là thứ quyết định tình yêu thường rất thực dụng tôi phát hiện cô ấy đang che giấu một bí mật gì đó vậy nên cậu muốn tìm hiểu à ừ quý định cho thịnh lời khuyên nhưng hình như không cần thiết nữa rồi cậu thịnh nói gì với em vậy anh ấy hẹn em tối nay gặp chị long chỉnh lại tóc cho yến cười trừ nói cậu ấy cũng thật là nhớ em đến không kìm lòng được rồi tối nay em có lịch trình gì không chị không em cứ đi với thịnh có lịch chị cũng hủy hết ưu tiên cho em đi tìm hạnh phúc yến để chị long dối não nghĩ cách đối phó trước mắt cô không thể phát sinh chuyện vượt quá giới hạn với anh ta được không có thịnh giám sát ekip làm việc và yến làm việc đỡ căng thẳng hơn Cô nắm được nội dung cần truyền tải, cơ thể phối hợp linh động hơn. Giám đốc sáng tạo khá hài lòng với những tấm ảnh lúc sau. Buổi chụp hình đến trưa thì kết thúc, không cần chụp lại như dự kiến. Bà tình ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn. Yến thích ăn gì bà ta không biết nên nấu theo sở thích của Lan. Con có mệt không? Mẹ dọn cơm luôn nhé. Con về phòng tẩy trang trước đã. Ừ, vậy mẹ đợi con xong rồi dọn, vất vả cho con rồi. Lan nằm một chỗ cũng yên tâm, vì có người chị gái như con chị long nháy mắt bảo với bà tình đừng nói nữa hai mẹ con không thường xuyên nói chuyện với nhau nên mở miệng rất gượng gạo bà tình nói xong cũng tự thấy giả tạo yến đi lên lầu nhưng được vài bước thì dừng lại cô thấy mẹ kéo tay chị long hai người vào bếp nói chuyện thuốc lan hay dùng không hay bằng loại này tôi đã hỏi qua rồi cất đi đừng để yến nghe được tối nay nó có hẹn với thịnh vậy còn bên phía phong thì sao Tôi giới thiệu Hạnh qua cho cậu ta Đang đợi Phong trả lời Nhớ Thịnh không quay lại với Yến Mà chỉ chơi qua đường xong vứt bỏ nó Chúng ta sẽ mất mối làm ăn với Phong Tôi thấy cậu ta hình như cũng thích Lan rồi Được ăn cả ngã về không Nghe lời tôi chưa bao giờ sai Yến không căm phẫn chị Long bằng mẹ mình Bà ta có còn là một người mẹ nữa không Kiếm tiền trên thân xác của con gái cũng nhẫn tâm làm Thật quá đáng sợ cô phải đưa Lan thoát khỏi sự kiểm soát của những con người này. Điều dưỡng riêng bà tình thuê chăm sóc cho Lan chỉ đến vào buổi sáng, cả hai vợ chồng thường xuyên không có ở nhà nên giúp việc cũng lười trông chừng Lan, nghĩ cô nằm một chỗ như vậy suốt đời nên không quan tâm tới. Giúp việc hời hợt lau người cho Lan xong thì gọi điện nói chuyện với bạn trai, không nhìn thấy những ngón tay thon dài khẽ cử động. Yến thay quần áo xong ngồi vào bàn ăn, bà tình đang dới cơm cho cô, chưa kịp lên tiếng đã nghe con gái đặt điều kiện con muốn đưa lan đến đây để lan ở nhà có mẹ chăm sóc tiện hơn con à lịch trình của con sắp tới sẽ bận rộn mẹ biết là con thương lan nhưng không thể vừa đi làm vừa chăm sóc nó được cực cho con lắm con biết sắp xếp thế nào ngày mai con sẽ đến đón em ấy chị thấy cứ như mẹ em nói đi lan ở nhà sẽ thoải mái hơn có người chăm sóc cho em ấy mọi lúc chúng ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh lan sẽ làm gián đoạn khả năng phục hồi của em ấy lan không thể đến đây thì em dọn về nhà yến không đụng đến chén cơm bà tình vừa xới xong thì bỏ lên phòng chị long tức đỏ mặt trước thái độ ngang ngược của cô nó nổi điên cái gì vậy còn không phải là do chị để điều dưỡng nghỉ sao đừng tưởng nó không để ý tới mấy chuyện đó lần này chị long phải nhẫn nhịn thỏa hiệp đồng ý yêu cầu của yến chị ta dọn một phòng ở tầng dưới cho lan bà tình về rồi yến cũng vui vẻ nói chuyện lại Chị ta nhận ra Yến không thích bà tình Nên không gọi cho bà ta đến đây Để tránh xung đột Chị xem, em mặc bộ này được không? Buổi tối không cần mặc kín như vậy Em đổi xong bộ này đi Cậu Thịnh còn nói mấy giờ sẽ tới đón em không? Em đến đó trước, anh ấy sẽ đến sau Yến nhờ chị Long tư vấn trang phục Hợp đồng vừa mới ký Yến đã bị phát hiện hẹn hò thì không hay Chị Long dặn cô bao bịt cẩn thận Rồi đưa Yến tới địa điểm hẹn một nhóm bạn trẻ đang chơi bóng rổ, Yến đứng bên kia cổ vũ trong âm thầm, chị Long lái xe đến gần ngã tư gần đó đợi, cô không biết chắc là Thịnh có đến hay không. Sân bóng rổ này nằm ở phía sau một trường đại học, cũng là nơi đầu tiên cô gặp anh. Cô tới được 20 phút, đám trẻ kia cũng giải tán ra về, thoáng chốc chỉ còn lại một mình Yến. Bước chân chậm rãi đi ra khỏi vùng tối, cô nheo mắt đứng trước cây trụ cao hơn đầu làm động tác ném bóng vào rổ. Sai kỹ thuật hạ thấp trọng tâm, thân lao về phía trước, hơi nghiêng về phía có bóng. Yến cười mỉm, nhìn người đàn ông đứng cách cô vài mét. Anh tới lúc cô đang vừa đi, vừa nhầm đến bước chân. Không nghĩ lúc một mình cô có những hành động ấu trĩ như vậy. Như thế này à? Anh bước tới chỉnh động tác cho cô. Khoảng cách được thu hẹp, Yến cố tình lùi ra sau, chạm lưng vào thịnh. Tiếc thật, không có bóng. Tôi muốn được làm khán giả cổ vũ cho anh. Lâu rồi không đụng đến, phong độ cũng giảm rồi nào có tôi không tin cô nói xong bỏ chạy về phía bên kia ôm theo một quả bóng cười tủm tỉm chạy tới chỗ anh trái tim thịnh tan chảy với nụ cười đáng yêu của cô bốn năm trước tại sân bóng rổ này cô cũng cười với anh như vậy anh chơi đi tôi làm trọng tài không biết ném bóng còn đòi làm trọng tài sao mặc kệ anh ném vào rổ là có điểm hay là chúng ta đấu với nhau đi người nào được nhiều điểm hơn có quyền đưa ra một điều kiện anh dám chơi không? Được. Chưa vào trận, nhưng Yến đã dở trò gian manh. Tôi chưa chơi bóng rổ lần nào, còn anh là dân chuyên nghiệp rồi. Anh nhường cho tôi 10 điểm nhé. Cô muốn chơi tới bao nhiêu điểm? 15 điểm đi. Thịnh nhớn mày, Yến sợ anh không đồng ý, chuyển sang nắm cánh tay của anh xoa bóp năn nỉ. Được không? Anh đồng ý đi mà. Tôi không biết chơi thật đấy. Anh ga lăng lại còn đẹp trai như vậy. Tôi biết là anh sẽ nhường phụ nữ. Thật ra anh muốn nói Anh nhường cô 14 điểm vẫn được Thịnh không tin là cô có thể ném được một điểm Được Thịnh đồng ý Yến rất hăng hái Quyết tâm cao độ giành lấy 5 điểm còn lại Thịnh dạy cô cách ném bóng Yến càng đinh ninh Rằng anh có ý nhường cô thắng Nhưng khi vào trận Khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng méo sạch 10 quả liên tiếp cô không ném trúng được một quả nào Thịnh chỉ cần nhẹ nhàng bóng đã vào rổ Không ổn rồi Cô thở phì phò ngồi bệt xuống sân Lắc đầu kéo dài thời gian Nghỉ 5 phút nhé, tôi mệt quá. Cô đúng là mất nhiều sức hơn anh, quả nào cũng rất tự tin ném, xong lại hụt hẫng xị mặt. Tay tôi tê quá, anh giúp tôi xoa một chút đi. Cổ tay nhỏ nhắn đặt lên đùi thịnh, hết tay rồi đến chân. Cô tùy tiện xem anh như nhân viên massage, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh nhẹ thôi. Da cô rất trắng, thịnh cố tình dùng lực, miết một đường đã để lại dấu. Cô vui vẻ hưởng thụ, nhìn anh chuyên tâm xoa bóp chân cho mình. Thịnh Chuyện gì? Anh có biết là anh rất đẹp trai không? Vành tay của anh không được tự nhiên đỏ dần lên Yến chống hai tay ngửa mặt ra sau Ngả ngớn chiêu ghẹo anh Nhường tôi ba điểm nữa nhé Tay tôi sắp không chơi được nữa rồi Cô thắng luôn đi Chơi thế thì mất mặt lắm Ít nhất tôi cũng ném được hai điểm chứ Anh đang xem thường tôi đấy à Thịnh vừa dừng lại Cô nhanh nhẹn đem chân kia đặt lên Được anh xoa bóp rất thoải mái Cả ngày hôm nay cô mang giày cao gót chân hơi ê ẩm Yến lại tiếp tục trêu anh Thịnh Đổi ý rồi à Tôi hôn anh được không Xung quanh yên ắng không một tiếng động Bầu không khí mập mờ bắt đầu lên men Yến thu chân về nhích lại gần anh Không chút rẻ giặt hỏi Không được sao Mùi hương nam tính trên người thịnh Trộn lẫn với hơi thở đầy hóc môn Tiếp xúc ở cự ly gần khiến cho Yến nhộn nhạo Cô trực tiếp ngồi lên đùi anh nằm lấy chiếc áo thun trắng thịnh không ngăn cản ngược lại còn nghiêng người hôn cô hôn môi là một hành động rất thân mật nó giống như là đang mượn cơ hội tán tỉnh nhau hai người cũng không nói gì hô hấp rõ ràng nặng hơn rất nhiều hơi thở quấn quanh một chỗ ai cũng không rời đi trước chóp mũi của anh luôn đặt ở phía trên khiến cho mỗi lần hít thở hơi nóng không ngừng phả vào mặt yến nhịp tim của cô đã sớm rối loạn hai tay chuyển sang ôm hông anh tựa như dây tơ hồng mất sức dựa vào cơ thể người của Thịnh khẽ nói. Anh nhường tôi ba điểm rồi đấy nhá. Một điểm chỉ hôn một lần. Giọng Thịnh có chút trầm khàn, cô đưa ra điều kiện nhưng có cảm giác người hưởng lợi là anh. Yến hôn đủ ba lần, chân cũng không còn sức nữa, cứ ôm Thịnh ngả vào lòng anh thở dài. Tối nay anh cảm thấy mình lâng lâng như say rượu, dùng túng cho cô trêu chọc mình. Tôi ước gì mình có nhiều quyền lực như anh, khiến người khác phải nể mặt không thể đụng tới. Để làm gì? Cô chưa đủ nổi tiếng à? Chưa đủ. Tôi muốn bảo vệ một người. Thịnh lập tức tự hỏi là ai? Người nào quan trọng như vậy khiến cô muốn bảo vệ? Sự ghen tuông của anh càng lúc càng vô cớ xuất hiện, lạnh nhạt đẩy Yến ra đứng lên. Hết 5 phút rồi. Hai điểm còn lại, Yến dựa vào vận may. Cô muốn có một điều kiện với Thịnh nhưng anh không nhường. Hằng hái ban đầu không còn một chút quả cuối cùng cô đặt hết hy vọng vừa chạm vào vành lưới rồi văng ra thịnh không quá khó để đưa bóng vào rổ dáng vẻ kiêu ngạo của anh vẫn hệt như năm đó thân hình cao giáo đổ bóng xuống sân cô ngẩng mặt lên ngắm nhìn anh giành chiến thắng trong đầu xuất hiện hình ảnh chàng thanh niên cao gầy cô độc bước về phía hoàng hôn thịnh ngẩn người nhìn cô gái đang nhắm mắt không biết tâm trí đang theo đuổi chuyện gì anh dừng lại vài giây trước cái miệng nhỏ đang tỏa ra hơi thở quyến rũ âm thầm dụ dỗ không trần trừ đưa tay giữ lấy mặt cô tiếp tục nụ hôn vừa rồi yến bị bất ngờ hoàn toàn bị động trước sự trêu chọc của thịnh thịnh lên xe đi vì câu nói này của cô mà bầu không khí mập mờ được châm thêm lửa nóng xe của thịnh đậu dưới gốc cây bằng lăng kia anh nắm tay cô đi về phía đó mỗi bước chân mang theo sự gấp gáp vừa mới lên xe yến đã nhào vào anh gò má ửng hồng thẹn thùng thịnh nhìn thấy vẻ mặt này của cô cảm thấy hưng phấn lạ thường anh thắng rồi ừ yến hơi dừng lại như đợi anh đưa ra yêu cầu muốn cô phải làm trong không gian chật trội hô hấp của cả hai đều hỗn loạn một người muốn tiếp tục người kia cũng không muốn dừng lại anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn ngay lúc này cô không biết mình lấy đâu ra sự tự tin đè lên anh hai tay nắm lấy áo thun đã cởi lên được một nửa cơ bụng và vòng eo săn chắc khiến cô đỏ mặt tim đập nhanh thịnh bóp nhẹ eo cô cố tình nói tiếp tục hôn cho đến khi tôi hài lòng điều kiện chỉ có như vậy sao phải trên trán thịnh có lớp mồ hôi mỏng hơi thở dồn dập cân xanh ở cổ nổi lên khi yến vô ý đụng phải vật bên dưới anh nhẫn nhịn ham muốn chiếm lấy cô ngay tại đây vừa rồi bảo cô hôn đến khi nào anh hài lòng mới thôi nhưng yến chưa làm gì anh đã muốn cô dừng lại trước khi quá muộn. Đủ rồi. Tôi chưa thấy đủ. Đừng có nghịch. Cô hôn lên gân xanh trên cổ của anh, khiến Thịnh gần như phát điên. Cô như mèo hoang không chịu nghe lời chủ, chân tay quấn lấy anh, dùng những móng vuốt vô hình cào vào trái tim, làm anh hận không thể siết chặt thân thể mềm mại này, khiến cô phải yếu ớt cầu xin. Khuôn mặt xinh đẹp như nhiễm một tầng xuân sắc, Thịnh chính thức rơi xuống vực thẳm của dục vọng muốn lấp đầy thân thể và trái tim cô. Từ chủ động, Yến trở thành bị động, thậm chí cô có chút khẩn trương khi thịnh chạm vào mình. Đây là hậu quả của việc đi trêu chọc anh mất khống chế. Cô mặc chiếc váy thun ngắn màu đen tới đầu gối, kiểu dáng đơn giản thoải mái. Thịnh muốn cười nhưng không biết cười ở đâu. Yến cực kỳ mẫn cảm, mím môi mông lung nhìn anh. Anh bảo chỉ hôn thôi mà. Em cố tình trêu chọc tôi trước. Chuyện anh không cho làm, cô lại càng muốn mạo hiểm, Lần đầu tiên cô khuất phục trước anh Cảm giác của Thịnh rất thỏa mãn Nắm tay cô đè xuống Hơi thở của Thịnh rất nóng Đến mức cô không chịu được Vô thức phải tránh đi Thịnh Giọng nói tràn ngập mê luyến Giống như muốn đem nỗi nhớ nhung 4 năm qua phóng ra ngoài Cô thực sự quá đẹp Khiến anh phải nín thở Năng lực khống chế của anh hoàn toàn toan rã trước cô Điện thoại Thịnh đổ chuông Số lạ anh định không nghe máy Nhưng Yến lại thay anh nhấn vào màn hình Anh Thịnh em là Hạnh. Yến sững sờ dừng động tác, vẻ mặt bất mãn khiến Thịnh sốt sắng, vội giữ tay cô lại. Số điện thoại của Thịnh là Đạo diễn Ninh đưa cho Hạnh, sau bữa tiệc, cô ta vẫn chưa từ bỏ sự đeo bám anh. Tại sao Lan làm được còn cô ta thì không? Hai người có vẻ ngoài hao hao giống nhau, dựa vào đâu chỉ mình Lan được anh để ý? Hạnh nhìn lại điện thoại một lần nữa, rõ ràng cô nghe được âm thanh đã kết nối, nghi hoặc gọi lại. Khoái cảm của Yến bị một cuộc gọi dập tắt. Thịnh liên tục hôn cô nhưng bị gạt ra. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô vừa cau mày, anh đã đem điện thoại ném ra ghế, tạo nên một tiếng bộp rất lớn. Tôi chưa bảo em dừng, tức giận cái gì? Yến hất tay ra khỏi hai chân anh hậm hực đáp. Anh đi bảo hạnh làm tiếp đi. Có tin tôi khiến em mất hết tất cả, nếu em dám dừng lại không? Làm thì làm, anh là đồ tiểu nhân. Ra đầu thịnh căng ra, khi cô phát tiết lên nơi đó, anh ghi mạnh yến lên vô lăng Trả đũa lại hành động mạnh tay của cô Cả hai đều đau Nhưng khoái cảm kéo đến mãnh liệt và dồn dập hơn Xong việc Yến tự mặc váy, ngồi khoanh tay không nói gì. Tôi không lưu số cô ta. Anh cũng đâu có lưu số em. Em muốn điều kiện gì thì nói đi. Tôi cho em thắng. Cô sẽ không nghĩ là anh đang dỗ dành mình. Khóe môi nhếch lên, không bỏ qua cơ hội nói thẳng. Em muốn anh làm người đàn ông chống lưng cho em thấy anh im lặng cô nóng vội nói anh không đồng ý thì thôi vậy em đi tìm người khác em tìm ai phong sao muốn vợ người ta tìm tới đánh ghen mới vui hả tìm ai thì kệ em anh có quá nhiều người đẹp vây quanh như vậy chắc không tiếc gì bạn học cũ này đâu quý nói không sai tình yêu của cô tính bằng vật chất ai có thể thỏa mãn những yêu cầu mà cô đưa ra thì cô sẽ yêu người đó hết giá trị rồi sẽ vứt bỏ không thương tiếc như anh năm xưa Yến mở cửa xe bước xuống, trong đầu nhầm đến ba, sao anh còn không kéo cô lại. Thịnh vẫn còn tình cảm với cô, bởi vì tự tin vào khả năng này mà Yến nghĩ rằng anh sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Chiếc xe lướt qua như cơn gió, so với cảm giác bị anh bỏ mặc trên bãi biển thì lúc này cô sốc hơn nhiều. Yến nóng vội, quên mất Thịnh vạch cho cô một khoảng cách mà cô vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Điện thoại của Yến bỏ quên trên xe anh, chị Long gọi cho cô không được quay lại sân bóng thì thấy Yến lững thững đi bộ ra. "Bà chủ, cậu Thịnh vừa về." "Ừ." Bà Trung đang xem lại album ảnh của gia đình, nghe giúp việc nói chẳng có gì lạ nên không hỏi tiếp. Thịnh thỉnh thoảng buổi tối sẽ ra ngoài nhưng chưa về trễ lần nào. "Lúc cậu ấy đi có mặc áo, nhưng về thì không bà ạ." Bà Trung cùng với giúp việc lén lên lầu, Thịnh đang tắm nên không biết bà nội vào phòng mình, thấy hai chiếc điện thoại trên bàn, bà Trung tò mò nhấn vào màn hình thì thấy ảnh của Lan. Kiểu này bà phải tích cực, khuyên cháu trai ra ngoài vào buổi tối, nói không chừng sắp tới sẽ có chất nội. Thịnh tắm rất lâu, vẫn chưa xua được cảm giác bức bối khó chịu. Điện thoại của cô bỏ quên trên xe anh, không quay lại trả, tự dưng nghĩ đến không biết cô về nhà bằng cách gì. Thịnh đi tới lấy chai rượu rót một ly, vừa uống vừa nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. Vài phút sau, màn hình điện thoại sáng lên có tin nhắn, dù biết hành động của mình xâm phạm tới quyền riêng tư của người khác, nhưng anh vẫn cầm lên xem. Số người gửi không được lưu, nhưng anh chắc chắn người này là đàn ông. Lập tức trong đầu Thịnh xuất hiện một cái tên, anh nốc cạn ly rượu đặt mạnh lên bàn, sườn mặt đanh lại. Cho dù là 4 năm trước hay 4 năm sau, cảm xúc của anh vẫn bị cô chi phối. Thịnh không biết quyết định này có phải là sai lầm hay không, anh sợ mình lún quá sâu, phải quên một người từng yêu sâu đậm không phải chuyện dễ dàng anh đã trải qua rồi nên biết rõ cảm giác ấy tưởng rằng mình đã quên được cô nhưng nghe tin cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sự cố gắng trong mấy năm qua của anh cũng sụp đổ sáng mai cậu gọi cho quản lý của lan bảo cô đến tìm tôi lấy đồ có quan trọng không hay để tôi gửi cho quản lý tôi quyết định sẽ quay lại với cô ấy quyết định là ở cậu tôi chỉ không muốn cậu bị người khác xem là quân cờ để lợi dụng thôi Chị Long nhận được cuộc gọi từ thư ký của Thịnh, liền lên phòng dựng yến dậy đến toàn cầu lấy điện thoại. Mặc kệ cô vẫn còn ngái ngủ, chị ta đem mấy bộ váy ướm lên người dục Em thay bộ này đi. Chị về nhà đón Lan giúp em nhé. Em tự tới toàn cầu được. Chị đưa em đi mới yên tâm. Lan có bố em đưa tới rồi. Em dặm thêm tí son vào. Thần sắc kém quá. Tối qua em không ngủ được à? Gần sáng em mới buồn ngủ. Như vậy không ổn đâu. Sức khỏe là trên hết sắp tới em sẽ bận rộn nhiều chị liên hệ bác sĩ đến nhà khám riêng cho em vâng yến không có tâm trạng muốn gặp thịnh tại vì lúc trước cô làm người chủ động nắm tình thế bây giờ thì ngược lại thịnh thích thì để cô vui mừng không thì làm cô hụt hẫng tâm trạng của cô thay đổi theo ý anh quý đợi cô ở thang máy yến thấy anh quen quen thắc mắc hỏi chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không tôi cùng đội bóng rổ với thịnh thảo nào cô nói bỏ lửng giữa chừng trong đội bóng không ai biết Thịnh được cô theo đuổi. Quý sau khi vô tình phát hiện ra đã rất bất ngờ nhưng anh càng bất ngờ hơn khi Lan không hề giống trong như tưởng tượng của nhiều người. Anh tên gì? Quý. Anh làm thư ký cho Thịnh được bao lâu rồi? Hơn một năm. Qua vài câu nói, Yến cảm giác là Quý ghét mình. Anh ta là bạn cùng đội bóng rổ với Thịnh, giờ là thư ký. Mối quan hệ chắc hẳn rất thân thiết. Chính vì Quý có thái độ kỳ lạ, nên yến mới chọn anh ta để hỏi anh rất ghét tôi đúng không tổng giám đốc đang ở bên trong mời cô vào tôi chưa nghe được câu trả lời sẽ không vào quý không hiểu lan đã làm cách gì để khiến thịnh quay lại năm đó chứng kiến cô dùng lời lẽ khó nghe sỉ nhục đả kích lòng tự trọng của một người yêu mình quý không phải người trong cuộc đã thấy bất bình huống gì là thịnh tổng giám đốc hẹn cô tôi lấy điện thoại cô có vào hay đứng ở đây không phải trách nhiệm của tôi tôi bị mất trí nhớ tạm thời Nên có những việc xảy ra trước kia tôi không thể nhớ được Tôi đã làm gì khiến anh ghét tôi như vậy Có thể nói ra được không Cô nhớ ra được Thịnh Nhưng lại quên những gì đã làm với cậu ấy Hóa ra đây là cách cô tẩy trắng cho bản thân sao Anh nói chuyện rõ ràng đi Tôi thật sự rất muốn biết Tôi đã làm gì với Thịnh Yến đã tìm được điểm mấu chốt rồi Cô đang đợi quý trả lời Thì một nhân viên có tài liệu cần đưa cho Thịnh duyệt Cô định hỏi lại thì Quý đã lướt qua gõ cửa phòng làm việc của Thịnh đi vào. Anh liếc mắt, nhìn thấy cô đang đứng ở bên ngoài, nhíu mày hỏi Quý. Cô ấy tới khi nào? Vừa mới đến, tài liệu này cậu cần xem qua duyệt trong chiều nay. Ừ, cậu để đó đi. Cô đến còn không vào, muốn anh phải ra xin lỗi hay sao? Thịnh tự thấy mình đã nhẫn nhịn hết mức có thể rồi. Em tới lấy điện thoại. Trên bàn. Cảm ơn anh. Tôi cho phép cô đi sao? Yến Sốt Ruột muốn tìm Quý hỏi cho rõ ràng để hóa giải hiểu lầm trong quá khứ, lấy điện thoại xong định đuổi theo anh ta thì bất ngờ nhận được cơn giận từ Thịnh. Cổ tay cô bị anh siết chặt muốn đứt ra, điện thoại rơi xuống chúng vào ngón chân đau nhói. Thịnh đỏ bừng mặt vì sự thờ ơ mà anh nhận lại, sau khi hạ quyết tâm sẽ làm người chống lưng cho cô, anh cũng có tự trọng, như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn yêu cầu của cô hay sao mà còn tỏ ra giận dỗi. Cô đúng là không biết điều tự dưng bị mắng yến ngây người cô không hề muốn mình và thịnh thành ra như thế này anh làm cô đau yến hất tay anh ra thì thịnh lại cho rằng cô đã tìm được người đàn ông khác chống lưng nên chán ghét mình sau một đêm tìm được người đáp ứng điều kiện của cô rồi à anh nói gì vậy tay em đau cô xem tôi là quả bóng cho cô đá qua đá lại vui lắm hay sao cô vẫn không thay đổi luôn xem thường tình cảm của tôi yến bị anh túm cổ tay đè lên tường đau ứa nước mắt gấp gáp giải thích em không có em chưa bao giờ xem thường tình cảm của anh ngày hôm đó cô còn dám nhắc tới ngày hôm đó sao thịnh có chuyện gì anh nói cho em biết được không em đã làm gì sai với anh thịnh đột nhiên im lặng quan sát biểu cảm trên mặt cô rồi lạnh nhạt phun ra một câu cô là ai trái tim yến chấn động như rơi ra ngoài Cô giả làm Lan tiếp cận anh, từ đầu đến cuối anh không hề biết tên cô. Thịnh đã bỏ lỡ một lần, liệu lần này cô có nên nói ra sự thật, nói cho anh biết mình là chị gái của Lan? Giọt nước mắt vừa rơi xuống khiến cho Thịnh khó chịu, anh muốn cô lên tiếng chứ không phải dùng những giọt nước mắt này đánh lừa anh. "Thịnh, nếu em nói dối anh, thì anh có hận em không?" Dù sự thật là gì, thì tôi đã hận cô 4 năm nay rồi câu hỏi của anh em sẽ trả lời nhưng trước tiên em muốn biết lý do vì sao anh lại hận em tới như vậy thịnh đấm tay vào tường làm yến giật mình mím môi nói cô vẫn luôn mất trí nhớ đến cùng đúng không được vậy tôi nhắc cho cô nhớ cô từng đứng trước mặt tôi nói rằng tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác dưới đáy xã hội không xứng nâng váy cho cô tôi là món đồ chơi để cô tiêu khiển mãi mãi không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nổi Thằng nghèo hèn này chẳng có chỗ nào xứng với một người nổi tiếng như cô." Cô chết lặng nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu, Thịnh nói xong cơ thể hơi run lên, anh không sao quên được những lời nói sỉ nhục bén như dao đâm vào tim anh nhiều nhát. Yến không hề biết chuyện này, cô thực sự không biết Thịnh đã phải nghe những lời đau lòng đó, khóe môi mấp máy run rẩy. "Em xin lỗi, em bây giờ một câu xin lỗi của cô." còn có ý nghĩa gì đúng là không có ý nghĩa gì hết nhưng ngoài câu xin lỗi ra cô phải nói gì đây người nói ra những câu đó làm anh đau lòng không phải là cô chưa biết lý do vì sao lan lại làm như thế nên cô không thể lộ diện yên nắm lấy bàn tay vừa đấm vào tường gỡ nhẹ từng ngón ra đau lòng nói anh bị thương rồi thịnh rất ghét sự thương hại của cô lần này đến lượt anh hất tay yến đi lại ghế ngồi đã tìm được nguyên nhân nhưng cô chưa thể cho anh một lời giải đáp giao kèo với bà nội của anh cô cũng không biết phải làm sao đây nói với bà ấy em gái cô đã từng khinh biệt thịnh nghèo ư bà ấy nghe xong nhất định sẽ tức giận thay cho cháu trai yến nhặt điện thoại dưới sản lên khó xử nhìn thịnh cô đi tới choảng vai anh từ phía sau dịu dàng hôn lên mặt anh người đàn ông bị cô hôn khắp mặt vẫn còn đang giận ngồi yên không đáp lại câu trả lời cho em nợ anh bây giờ em chưa nói ra được em xin lỗi rời khỏi toàn cầu người cô muốn gặp nhất lúc này là lan ở trường cô theo đuổi thịnh không ai biết lan đã gặp thịnh nhưng không hề nói gì với cô bà tình được dặn không xuất hiện trước mặt yến nên lan được bố đưa tới phòng cô ở tầng dưới để tiện chăm sóc yến vào phòng em gái ngồi hơn nửa tiếng chị long định vào xem thử nhưng cửa bị khóa trái bên trong lan à em có thể nhanh tỉnh lại được không Nói cho chị biết Tại sao em lại làm như vậy Chị chưa đòi hỏi em nhường cho chị thứ gì Chỉ duy nhất một lần Chị sống dưới thân phận của em Nhưng yêu một người Chị rất yêu thịnh Nhưng chị cũng muốn bảo vệ em Chị phải làm sao đây Lan Tiếng khóc nức nở bị kìm nén ở cổ họng Khiến cô đau nghẹn Thịnh không làm gì có lỗi với cô cả Ngày gặp lại cô còn dở thái độ Trách móc anh không giữ lời Yến biết anh tự ti về hoàn cảnh gia đình nên tách biệt với mọi người hay lầm lũi đi về một mình không tụ tập như các thành viên khác trong đội bóng rổ cô thắc mắc lần nào gặp anh cũng mặc áo sơ mi trắng hóa ra là vì anh chỉ có hai chiếc áo mới nhất để mặc đến trường yến nói thích màu trắng cũng là vì vậy có ngờ đâu anh lại nhận được những lời nói nặng nề làm tổn thương đúng chỗ anh đau nhất bàn tay gầy của khẽ cử động muốn nâng lên mấy lần nhưng không được trong mắt yến toàn là nước mắt đến khi cô có cảm giác Ai đó muốn nắm tay mình thì sững sờ không tin được. Lan, Lan đã tỉnh nhưng chưa thể nói thành tiếng, khóe môi mấp máy mãi một lúc mới thốt lên được âm thanh yếu ớt. Chị. Cô mừng rỡ ôm em gái òa khóc. Chị Long đứng bên ngoài nghe thấy gõ cửa nói vọng vào. Có chuyện gì vậy Yến? Em bị làm sao thế? Mở cửa cho chị đi. Nghe giọng chị Long, ngay lập tức đôi mắt mơ màng của Lan hiện lên vẻ khiếp sợ yến tinh ý nhận ra vội chùi nước mắt nói nhỏ khi nào có một mình chị em hãy tỉnh nhé lan không thể gật đầu nhắm mắt đáp lại yến tìm khăn giấy lau mặt cho em gái rồi mới đứng lên mở cửa vừa rồi chị nghe em khóc rất to lan bị làm sao à em muốn lan mau tỉnh lại nên tâm sự chuyện cũ với em ấy không kiềm được xúc động thôi em đừng có giục lan bác sĩ đã nói rồi lan cần thời gian từ từ phục hồi em mới nghe được chúng ta nói chuyện đấy em cứ nôn nóng như vậy sẽ khiến lan bị áp lực lần sau em sẽ không như vậy nữa ừ choi mấy nghỉ ngơi một thời gian đi chị long liếc mắt ra sau lưng cô thấy lan vẫn nằm im như tượng không nhận ra gì bất thường buổi tối chờ chị ta ngủ say yến lại vào phòng lan em gái cô chỉ mới tỉnh lại không thể vội vàng bắt lan hồi phục ngay được cô phải dàn xếp với điều dưỡng sợ chị ta trong lúc tập trị liệu cho lan sẽ phát hiện ra mà đem nói với chị Long. Trong căn phòng ánh sáng không đủ để nhìn rõ cảnh vật, Hạnh vừa mới bước vào đã hơi ớn lạnh. Người đàn ông ngậm điếu xì gà có đôi mắt sáng quắc như loài động vật hoạt động về đêm. Quan sát từng bước chân của con mồi, Hạnh bị hớp hồn bởi vẻ ngoài nam tính của Phong, không nghĩ anh ta và đạo diễn Ninh bằng tuổi. Cô ta được một người giới thiệu đến đây, không biết người đó do chị Long sắp đặt. Hạnh đến gần người đàn ông đang hút thuốc, đã 40 tuổi, nhưng phong độ của anh ta hơn hẳn những chàng trai đã theo đuổi hạnh nghĩ tới người đàn ông này là ông chủ của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng trong lòng hạnh lại càng thêm phấn khởi anh phong cởi quần áo ra vừa mới gặp mặt đã đưa ra yêu cầu như vậy hạnh dù đã sớm hầu hạ đạo diễn ninh nhiều lần nhưng vẫn ái ngại từng lớp quần áo được cởi bỏ thân thể nuột nà trắng nõn phơi bầy trước mắt phong ngoại trừ khuôn mặt ra anh ta không có hứng thú với gì khác xem hạnh như món đồ rẻ tiền lạnh nhạt nói. Cút! Phong cầm một sấp tiền ném về phía hạnh, khiến cô ta sững sờ không nói được một lời nào. Run run nhặt quần áo mặc vào. Trước khi đi, không quên nhặt sạch mấy tờ tiền dưới thảm. Phong bực bội gọi cho Lan, phát hiện số mình đã bị chặn. Em dám chặn tôi. Phong tức giận chửi thề. Anh ta đợi cô một tuần nay. Cuối cùng cô đưa tới một cô gái khác có khuôn mặt tựa tựa giống mình. Căn phòng này là nơi riêng tư của hai người họ. Phong đã say mê sắc đẹp trong veo ngọt ngào của Lan khi cô xuất hiện ở nhà mình để dạy kết quắc cho Uyên. Duy trì hợp đồng tình nhân với cô một năm qua, Phong đã quen với việc mỗi tối thứ bảy sẽ gặp Lan ở đây. Sau khi cùng cô kết thúc mối quan hệ, chỉ có thể diễn ra trong bóng tối, cuộc sống của anh ta như thiếu đi một thứ gì đó, dạo gần đây luôn nghĩ đến cô. Chị Long nhận được điện thoại của Phong lại lén lút mò vào phòng của lan sợ yến mắt gặp chị ta cẩn thận khóa cửa thật kỹ thấp giọng nói cậu phong em ấy đang ngủ hôm nay lan rất mệt tôi không có lừa cậu thứ bảy tuần sau chị không đưa lan đến thì đừng trách tôi cậu cho lan thêm thời gian đến cuối tháng được không em ấy bị mất ngủ suốt sức khỏe sau tai nạn cũng yếu hơn trước sợ rằng sẽ khiến cậu phong không hài lòng cô gái nằm trên giường toàn thân đang run lên khi nghe giọng nói của người đàn ông kia. Chị Long âm thầm thở dài, tìm cách ứng phó. Bất chợt nhìn thấy bàn tay của Lan run rẩy xiết lại. Chị ta sợ mình nhìn nhầm, trố mắt nhìn kỹ lại lần nữa. Suốt một tuần nay Yến ra ngoài về đều vào phòng của Lan rất lâu. Chị ta cũng không để ý lắm. Phong đồng ý gia hạn đến cuối tháng. Chị Long như thoát khỏi kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm. Như thường lệ, đợi đến 10 giờ Yến sẽ xuống phòng em gái tối nay có muộn hơn một chút vì cô phải học thuộc mấy câu trả lời mà chị long chuẩn bị để tham gia buổi ra mắt phim được mời đi thảm đỏ vào tối mai lan chưa ngủ thức đợi cô không biết có chuyện gì mà trông em gái có vẻ lo lắng lan là chị chị lan bật khóc vội nói phong tìm em rồi anh ta muốn gặp em yến cau mày hỏi chị long đã vào đây sao dạ chị ơi em rất sợ em không muốn gặp phong đâu lan đã có thể nói chuyện nhưng không nói được nhiều ngắt quãng từng câu yên muốn giấu thêm đợi lan hồi phục đi đứng như bình thường cô sẽ đưa em gái rời khỏi đây trước mắt cứ để lan tập vật lý trị liệu ở phòng qua mắt bố mẹ và chị long bên phía điều dưỡng cô đã lo xong rồi dùng hết số tiền mình tích cóp được đưa cho chị ta yêu cầu giữ bí mật chị sẽ không để em phải gặp anh ta em đừng sợ chị sẽ làm mọi cách để bảo vệ em chị Chị không giận em sao? Không, chị thật sự không giận em, đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Em xin lỗi, đều tại em hết. Chị không thích nghe em nói như vậy đâu, lỗi không phải là do em, em cũng là nạn nhân. Mấy năm qua em phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, là chị cảm thấy có lỗi với em mới đúng. Cô nghĩ ở trường có thể âm thầm theo đuổi những gì mình thích mà không ai biết, nhưng Yến đã lầm, bà tình phát hiện cô có dây dưa với Thịnh vì sợ cô sẽ tạo ra tin đồn xấu cho Lan nên bà ta đã thăm dò, ép Lan phải ra mặt cắt đứt mối nhân duyên này, chỉ là bà tình không ngờ rằng 4 năm sau, chàng thanh niên mà bà ta xem thường trở thành tổng giám đốc của toàn cầu. Lan cũng bất đắc dĩ khi phải nói ra những lời cay nghiệt đó, cũng bởi vì cô quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ bản thân, lại bị chính mẹ ruột đem ra làm công cụ kiếm tiền. Lan không nghe lời sẽ bị bà tình và chị Long kiểm soát chặt chẽ. Cô không dám kể với chị gái Mình bị chị Long lừa Ký vào một hợp đồng ràng buộc lợi ích với chị ta Theo đó Chị Long sẽ giúp cô trở nên nổi tiếng Nhưng bù lại trong mỗi năm Lan phải kiếm được số tiền mà chị ta mong muốn Cô làm việc cật lực Nhận sâu không ngừng nghỉ Kiếm được cho chị ta rất nhiều tiền Khi muốn chấm dứt hợp tác Mới phát hiện hợp đồng có hiệu lực kéo dài tới 15 năm Nếu bên nào đơn phương muốn kết thúc sớm Phải bồi thường gấp 10 lần giá trị hợp đồng Lan có bán mạng cũng chưa chắc kiếm được số tiền lớn đó thời điểm tên tuổi của cô vừa mới nổi lên không có người nâng đỡ lại được mẹ khuyên nhủ nên ký thế là lan đã nghe theo mà không nghi ngờ gì suốt thời gian qua cô là cỗ máy in tiền lòng tham của con người chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt bà tình mở miệng là nhờ cậy lan nhưng chính bà ta đã tiếp tay cho kẻ bóc lột con gái mình chị ơi chị đừng vì em mà nghe lời mẹ hay chị long nhé ừ chị biết phải làm gì Em qua ý trước, chị sẽ giải quyết xong những hợp đồng mà em đã nhận rồi đến tìm em sau, từ giờ về sau, em hãy sống tự do không ràng buộc vào ai cả. Liệu có được như vậy không chị? Bọn họ sẽ không buông tha cho em sao? Em không có trách nhiệm gì với gia đình này nữa, quá đủ rồi Lan à. Đêm hôm xảy ra tai nạn, Lan không chịu nổi áp lực muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng ông trời không cho cô được toại nguyện, cô rất sợ lần này lại kéo theo chị gái dính vào rắc rối của mình. Cả hai chị em đều mang hy vọng rất lớn, đợi chờ thời cơ cùng rời đi. Lan không còn lưu luyến gì với sự nổi tiếng nữa. Cô chỉ muốn làm một người bình thường, trải qua cuộc sống bình yên cùng với chị gái. Bây giờ chỉ có hợp đồng với toàn cầu là khó giải quyết nhất. Yến sẽ nhờ vào thịnh, dù không tự tin vào kết quả. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bóng dáng của Yến biến mất sau cầu thang. Chị Long cũng từ sau ghế sofa bước ra, khóe môi nở nụ cười thâm hiểm yến được mời đến dự buổi ra mắt phim sau khi thông tin cô trở thành gương mặt đại diện cho tạp chí của toàn cầu được công bố chị long chuẩn bị sẵn cho cô mấy câu trả lời nếu được phỏng vấn sự kiện này quan trọng nên chị ta đầu tư rất kỹ lưỡng em học thuộc hết rồi đúng không vâng thịnh cũng đến toàn cầu đang có ý định lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim cùng công ty nên chị nghĩ là em được sắp xếp chỗ ngồi gần với cậu ấy đấy chị long không được vào trong khu vực thảm đỏ Yến diện bộ váy hai dây màu đen, nửa kín nửa hở cực kỳ quyến rũ. Dưới ánh đèn flash liên tục hướng về phía mình, làn da của cô trắng đến phát sáng. Vân tới trước nhưng được xếp đi sau. Lúc chụp hình, cô ta cũng đứng ngoài rìa, còn Yến ở trung tâm. Một sự phân biệt chứng tỏ mức độ nổi tiếng của cô ta không còn được sánh ngang hàng với đàn em nữa. Lần trước, chứng kiến hạnh bị chơi một vố, Vân tự nhận mình thông minh hơn cô ta, cười cười chủ động tiếp cận Yến, Tối nay em chiếm được sự chú ý hơn cả nữ chính rồi Lan à. Diễn viên vào vai nữ chính đang đứng gần đó, nghe thế sắc mặt hơi khó coi. Em lại thấy mình không bằng chị. Em đừng khiêm tốn như thế, chị sao có thể so sánh với em được. Đây là lần đầu tiên em được mời tham dự buổi ra mắt phim nhỉ? Vâng, chị được mời nhiều rồi, cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu lần. Dù sao cũng có kinh nghiệm hơn em, chúng ta cùng qua kia ngồi trò chuyện nhé em nghĩ chúng ta chắc không có nhiều đề tài để nói đâu ạ yên đã nhìn thấy thịnh anh đang trò chuyện cùng với đạo diễn cô chưa tìm được hàng ghế của mình nên theo lời chị long đến gần chỗ thịnh lúc cô chụp ảnh bên ngoài anh đã nhìn thấy không có vẻ mặt lóng ngóng khi tạo dáng mới hơn một tuần mà nhìn cô đã tiến bộ rõ rệt đang nói chuyện nhưng thịnh vẫn để ý có người đến gần mình tránh đi lung tung gặp phóng viên yến tìm ghế ngồi đợi đến giờ trong khi những khách mời khác còn bận rộn chụp ảnh bên ngoài vừa nãy được phỏng vấn cô hơi run trả lời lưu loát như học vẹt vân ngồi tít ở hàng sau trong khi người cô ta ghét được quá nhiều ưu ái thịnh nghĩ cô sẽ tích cực đi tìm kiếm các mối quan hệ có lợi cho mình nhưng yến ngồi một chỗ không bắt chuyện với ai giản diễn viên chính trong phim lần lượt đến chào thịnh đến lượt nữ diễn viên chính đi ngang qua hàng ghế yến đang ngồi thì vấp ngã cô có ý tốt đưa tay ra đỡ hộp phấn phủ dạng bột của cô ta đang cầm mở bật lên đổ lên váy yến em xin lỗi phải làm sao bây giờ váy của chị bị bẩn mất rồi yến cũng lúng túng vì bộ váy cô đang mặc bị phủ dính một lớp phấn ngay ở vị trí nhạy cảm nữ diễn viên chính tỏ ra hốt hoảng dùng tay lau đi vô tình tạo thành một vệt lớn hơn nền váy màu đen nên lớp phấn lại lộ càng rõ cô ta rối rít xin lỗi nhưng hành động là cố tình để em lau cho chị nhé không cần nhà vệ sinh bên nào vậy nhà vệ sinh ở bên kia chị tự đi được không ạ à? sắp tới giờ bắt đầu rồi em không thể vắng mặt được bộ váy này bao nhiêu em sẽ chủ động liên hệ để đền cho chị em thành thật xin lỗi chị lan so với một diễn viên được đào tạo bài bản yến không nhận ra được mình bị chơi xấu cô vội đi tìm nhà vệ sinh để xử lý phía sau sân khấu có một hành lang yến đi một mạch không thấy nhà vệ sinh đâu xung quanh vắng vẻ chẳng có người để hỏi bất chợt điện hành lang đồng loạt tắt sống lưng cô lạnh toát không biết nên quay về hướng nào lúc này yến mới biết là mình bị lừa ngẫm lại có thể là vì câu tâng bốc lố bịch lúc nãy của vân đã khiến cho diễn viên nữ kia ghét cô chuyện chơi xấu nhau không có gì lạ với những kẻ mưu môi như vân thấy yến vừa đi cô ta cũng lén đi theo cầu giao điện ở hành lang là cô ta gạt xuống yến định gọi cho chị long thì phía sau có tiếng bước chân lông tay cô dựng đứng lên mở đèn pin điện thoại xoay người lại yến suýt vụt miệng la lên là tôi nghe giọng của thịnh cơ thể đang căng cứng cảnh giác của yến cũng thả lỏng cô thở dài giải thích em đang tìm nhà vệ sinh đi theo tôi anh một tay cầm điện thoại tay kia nắm tay yến dẫn cô qua bên kia gọi cho quý bảo cậu ta lái xe qua sắp đến giờ bắt đầu rồi anh không vào sao yến thắc mắc nhưng không nghe anh đáp lại vô tình có cơ hội được gần gũi thịnh cô mừng còn không kịp quý xuống xe đi dạo để ý xung quanh một chiếc khăn tay được đưa ra kèm theo giọng nói lạnh nhạt lau đi cảm ơn anh bộ váy đã không thể mặc được nữa lớp phấn bám vào dù có lau nhiều lần vẫn còn mấy vệt mờ mờ thịnh nhìn cô chật vật không vui giành lấy chiếc khăn tay tự lau cho cô có vậy cũng không biết làm yến thích cách mà thịnh vừa mắng nhưng vẫn giúp cô tay anh đang đặt ở chỗ hơi nhạy cảm cả hai đều ý thức được điều này lòng bàn tay của thịnh vừa di chuyển cả người yến đã thoáng run lớp vải vóc mềm mại dụ dỗ anh trượt sâu vào bên trong cô khẩn trương nuốt nước bọt giọng nói trở nên kỳ lạ mỉm mại chạm vào tim thịnh em tự làm được ở đây hai người không thể phát sinh chuyện gì yến cũng không biết mình khẩn trương chi nữa vội nắm tay thịnh nhưng không đẩy ra mà giữ lại cô hồi hộp nhìn anh bầu không khí bị hơi nóng vô hình xâm chiếm thịnh mặc áo sơ mi đen màu sắc trùng hợp với bộ váy trên người cô rất giống một cặp bị cô nhìn với ánh mắt say đắm như vậy anh đang mất bình tĩnh bàn tay đang đặt ở nơi nhạy cảm bị cô áp tay vào nóng hổi yến đã có tính toán trong đầu mạnh dạn hỏi anh có định quay lại trong đó không cô hỏi làm gì em muốn rủ anh đi uống vài ly quý nhìn hai người phía sau im lặng suốt cả đoạn đường xem nhau như không khí thịnh không thích tham gia những hoạt động như thế này nên mới đến đã về không có gì lạ điều lạ là cô gái đang ngồi chung xe với anh bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của quý qua gương chiếu hậu yến không thanh minh cho mình cũng không dám nói mình có thể bù đắp được gì cho thịnh nếu tình yêu anh dành cho cô vẫn còn đủ lớn để bỏ qua những lời tổn thương trong quá khứ thì cô sẽ rất vui mừng mà trân trọng cậu dừng ở phía trước được rồi thịnh không thích kéo dài bầu không khí im lặng này thêm báo quý dừng xe gần nhà cậu ta rồi tự lái anh quay ra sau hỏi muốn uống ở đâu không có sự chuẩn bị sẵn nên yến chưa tìm ra được địa điểm thích hợp suy nghĩ giây lát rồi đáp nơi nào vắng người càng tốt em không muốn bị làm phiền dù anh đi uống vài ly lại còn muốn nơi nào vắng người thịnh không khó để đoán được mục đích của cô nơi vắng người mà anh đưa yến đến chính là sân bóng rổ phía sau trường xe đậu dưới tán cây bằng lăng dợp bóng anh cầm mấy lon bia trên đường ghé cửa hàng tiện lợi mua đưa ra sau cho yến rồi xuống xe cô không đợi anh uống cùng khui một lon uống nhanh lấy dũng khí thịnh đứng bên ngoài nghe điện thoại bà trung đã hỏi quý rồi nên khi cháu trai gọi Nói tối nay về hơi muộn Bà vui vẻ Bảo mình sẽ đi ngủ trước không đợi cửa Thịnh muốn về lúc nào cũng được Mới đó yên đã uống xong một lon Đang bật nắp lon thứ hai thì Thịnh mở cửa Anh nhận lon bia cô đưa uống một hớp hỏi thẳng Cô muốn gì thì nói đi Lần trước chúng ta chơi bóng cùng nhau Anh đã nhường em thắng Em muốn hỏi điều kiện em từng nói với anh Có thể đáp ứng được không? Cô căng thẳng, sợ anh từ chối, xong lại nổi giận bỏ cô như lần trước. Lan đã tỉnh rồi, cô phải tìm cách đưa em ấy rời khỏi đây. Nếu có được sự đồng ý của Thịnh thì hợp đồng với toàn cầu sẽ dễ giải quyết hơn. Em biết bây giờ mình trông hèn mọn thế nào không? Em biết. Anh muốn nói em thế nào cũng được. Em cho rằng tôi sỉ nhục em thì chúng ta hòa nhau sao? Tìm không được người đàn ông khác nên mới. Thịnh chưa nói hết câu đã bị cô dùng nụ hôn chặn miệng cô không giận khi nghe anh nói nặng lời với mình điều yến quan tâm là anh có đồng ý làm người đàn ông chống lưng cho cô hay không mà thôi nụ hôn gấp gáp giải xuống khắp mặt thịnh anh gần như bất động mấy giây trước sự chủ động của cô em không tìm người đàn ông khác từ đầu tới cuối chỉ có anh thôi sự khẩn trương của cô thể hiện rất rõ thịnh không biết cô đang bất an điều gì hai người cứ dây dưa mãi không dứt phần thân dưới lại vô tình cọ sát vào nhau cô ôm chặt lấy cổ anh thử mấy lần cũng không mở được cúc áo sơ mi mọi thứ như đang điên cuồng chật khỏi đường dây mỏ mẫm một hồi không được yến chạm xuống thắt lưng của anh tìm cách gỡ ra thịnh hít sâu một hơi ánh mắt tối sầm lại cởi được thắt lưng thả xuống ghế yến khựng lại bị dọa đến choáng váng đầu óc trống rỗng giữa hai chân cô đang nóng lên có thứ gì đó đang áp vào trên trán thịnh nổi gân xanh dáng vẻ mê hoặc này của cô khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết anh vươn tay đỡ lấy lưng cô bộ váy trên người yến tuột xuống tạo thành một mảng nhăn nhúm ở eo mấy chuyện thân mật cô không có kinh nghiệm vốn dĩ muốn lấy lòng anh nhưng cảm xúc đến rất thật cô biết trong trái tim mình có người đàn ông này trao cho anh lần đầu tiên không phải để đổi lấy điều kiện cô đưa ra mà bản thân cô muốn làm đó là vì tình yêu thịnh em có thể không đáng lý anh phải là người hỏi câu này nhưng cô lại dành hỏi ngang nhiên trêu chọc cởi quần áo của anh bảo cô dừng chắc gì cô đã nghe lời thịnh sững sờ dừng lại khi anh vừa mới xé rách một thứ gì đó yến tưởng sẽ đau trong phạm vi chịu đựng được nhưng vừa rồi cô thốt lên kèm theo nước mắt chảy ra còn dám trêu chọc tôi nữa không lần sau em không dám nữa em thả lòng đi em em không biết làm Cô căng thẳng vì đau, dẫn đến thịnh cũng đau đớn theo. Mặt anh đỏ bừng, dỗ dành cô thả lỏng, nhưng vừa mới lui ra đã bị chặn đường. Cô biết anh cũng khó chịu, cô nén đau không khóc nữa. Giữa lúc thịnh tiến thoái lưỡng nan, thì Yến lại tìm tới môi của anh. Hai người đối mặt với nhau, dùng ánh mắt mê man quấn lấy đối phương. Em muốn bảo vệ ai? Yến không nghĩ mỗi một câu nói bâng quơ của cô lại có người để ý. Cô ôm chặt cổ anh, hôn lâu tới mức khóe môi chẳng còn cảm giác, khe khẽ thở dốc đáp. Một người rất quan trọng với em, từ nhỏ đến lớn, em ấy không được sống theo ý mình, bị ép buộc làm nhiều việc mà bản thân em ấy không hề muốn. Ừ, anh đồng ý sao? Tôi đồng ý. Thịnh, cảm ơn anh. Sự kích động của cô làm anh cảm thấy vui vẻ, khoái cảm ập đến từng giây từng phút không ngừng. Anh dồn sức muốn cô từng đợt va chạm nảy lửa khiến thân xe rung lên yến khóc trong cao trào vui sướng không muốn cùng anh tách rời lúc này chị long tìm cô sắp phát điên điện thoại gọi liên tục nhưng yến không nghe máy nhân viên hậu đài nói nhìn thấy cô đi dọc hành lang xong một lát lại không thấy đâu nữa chị ta sợ yến bị phong bắt cóc thì hỏng chuyện thử gọi cho anh ta cũng không được em đừng cử động lung tung điện thoại của em đâu rồi anh tìm cho em đi anh gọi cho chị long giúp em nói em đang ở cùng với anh để chị ấy khỏi tìm. Thịnh làm theo mọi yêu cầu của cô, điện thoại vừa kết nối đã nghe giọng chị Long chan chát. Em bỏ đi đâu vậy hả? Có biết chị chạy đôn chạy đáo tìm em suốt buổi không? Sao em vẫn không bỏ cái tính ngông cuồng đó của em đi vậy? Em cho mình là ai? Chị có thể đưa em lên được thì cũng có thể lấy lại sự nổi tiếng của em. Là năng ở với tôi. Cậu Thịnh, tôi sẽ đưa cô ấy về. Giọng chị Long không còn vang trong điện thoại nữa. Yến cũng ngồi dậy Mấy giờ rồi anh? Sắp 10 giờ rồi Lan đang đợi cô ở nhà Yến loay hoay muốn nhặt quần áo mặc lại Thịnh chặn tay cô hỏi Em đã đạt được mục đích rồi Còn định giả vờ tới bao giờ Muốn tôi làm gì Yến ngồi thẳng lưng Nghiêm túc nói ra cho anh mong muốn của mình Hợp đồng với toàn cầu Em có thể kết thúc trước thời hạn một năm được không Lý do Em muốn rút khỏi giới giải trí Tối nào Lan cũng đợi gặp chị gái rồi mới yên tâm ngủ, chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn đã điểm hơn 10 giờ nhưng vẫn chưa thấy Yến, biết chị gái tối nay tham dự buổi ra mắt phim nên Lan lại càng sốt ruột không yên. Chị Long bực mình ngồi ở ghế sofa, thấy Yến về không lớn tiếng như lúc nãy, thở dài nói: "Lần sau, em có thể bớt khiến chị lo lắng được không? Em đi với cậu Thịnh thì báo với chị một tiếng để chị đỡ lo chứ." "Em biết rồi. Váy của em sao vậy? Ở buổi ra mắt phim" em bị chơi xấu Mấy cái con nhỏ đó Chỉ được cái giỏi ganh tị chẳng có tài cán gì Tụi nó chỉ thích sủa bậy cắn bậy Không cùng đẳng cấp với em đâu Trễ rồi em về phòng đây Lần sau em đi với ai sẽ gọi báo với chị Ừ em biết nghe lời vậy là tốt Chị cũng vì lo lắng cho an toàn của em thôi Chị ta như ngồi trên đống lửa Nếu phong nổi điên bắt cóc Yến Bao nhiêu dự định sẽ vỡ tan thành mây khói Cô tẩy trang nhanh rồi đi gặp Lan Đợi lâu sốt ruột nên vừa nghe thấy tiếng mở cửa Lan đã mở mắt gọi chị không có chuyện gì chứ ạ à? tối nay chị gặp Thịnh nên về trễ anh ấy đã đồng ý kết thúc hợp đồng sớm hơn một năm như vậy có phải bồi thường vi phạm không chị không phải bồi thường Lan nhẹ nhõm vui mừng để ý thấy cánh tay của em gái có một vết bầm Yến nhíu mày hỏi tay em bị làm sao thế này tối nay chị Long không có ở nhà em thử tự đứng lên em bước được hai bước rồi chị ạ à? em đừng có cố quá cứ tập luyện từ từ rồi sẽ hồi phục như trước em còn bị thương ở đâu nữa không tranh thủ không có mặt chị long lan gắng hết sức đứng dậy nhưng hai chân cô chưa thể đứng vững bị té không biết mấy lần trên người đầy những vết bầm khiến yến xót xa cũng đã trễ nên hai chị em không nói chuyện nhiều yến tưởng mình sắp có thể đưa lan qua ý rời khỏi cuộc sống phức tạp này mà không biết rằng chị long đã phát hiện chuyện lan tỉnh lại chị ta cũng đã âm thầm lên kế hoạch biến cả hai thành công cụ kiếm tiền cho mình. Tập 1 của câu chuyện tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.